Ở một nơi xa xôi có hai nước Tấn và Dương, chính tà đối lập, ngang sức ngang tài, Dương Vương Sở Quỳ ra sức chinh chiến, lửa chiến ngút trời. Tấn Vương Trung Nghĩa chống lại Sở Quỳ không thành, rút về trấn thủ phương Bắc, nuôi binh dưỡng sức chờ đợi đến ngày công địch. Sở Quỳ vô đạo, nhổ cỏ tận gốc mọi kẻ chống đối, ra lời thề diệt Tấn để nhất thống đại nghiệp, từ đó thiên hạ hình thành hai luồng thế lực chính tà, Nam Bắc hình thành hai cục diện ngang tài ngang vế. Hơn 10 năm sau ở thành Khuê Châu, núi Lan Tứ dậy lên tin đồn trên núi có lang yêu. Mà thứ này kỳ lạ vừa giống người lại rất giống sói khiến người dân hoang mang bẩm báo lên thiếu thành chủ. Lúc bấy giờ thành chủ Khuê Châu đi vắng nên giao mọi quyền hành lại cho con trai. Tên này tham sống sợ chết, có nói cả nửa ngày thì vẫn không đồng ý cho người của mình điều tra. Lúc này Mã Trích Tinh quận chúa thành Khuê Châu, đồng thời cũng là anh em cùng cha khác mẹ với thiếu thành chủ, thấy gai mắt đã lên tiếng. Tên này cùng bà mẹ khó ưa của hắn đối với một vài câu khích tướng của Trích Tinh liền đồng ý. Tên này dẫn quân lính đi vào rừng, chưa tìm thấy người sói đâu thì đã bị một bầy sói vây quanh rồi. Sợ đến nỗi tay chân run lẩy bẩy liền cho người đỡ mình về rồi ra lệnh phong tỏa ngọn núi này, mà lúc này sâu bên trong khu rừng một con người đang chơi đùa cùng bầy sói. Đến khi mẹ sói tiến lại gần hôn vào trán lang tử thì cũng là lúc Trích Tinh ở trên cây lên tiếng. Nàng hỏi anh em và mẹ sói đều đi rồi, bản thân có thể xuống được chưa? Hóa ra Trích Tinh đã làm bạn với lang tử đã hơn một năm nay. Vừa lúc nãy cô đã dùng một ít dược lý tạo ảo giác cho đám binh lính bên ngoài, tưởng chừng như họ gặp sói khiến họ phong tỏa khu rừng này lại rồi bỏ chạy. Việc này cũng sẽ giúp lang tử và bầy sói không phải gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên lúc này Trích Tinh trượt chân té ngã vào lòng lang tử, sau một màn xoay 360 độ thì cũng đáp đất an toàn. Tuy lang tử không thể nói nhưng những gì Trích Tinh nói cậu ta cũng hiểu một vài phần, mà mục đích hôm nay Trích Tinh đến đây là muốn đưa người này trở về thế giới loài người. Trích Tinh có dùng bao nhiêu là của ngon vật lạ đi chăng nữa thì lang tử cũng không muốn đi, bởi đối với hắn loài người còn độc ác hơn cả rắn độc. Ở lại trên núi với bầy sói vẫn là cách an toàn nhất, sau một hồi thuyết phục không thành Trích Tinh cũng đành quay về. Cùng lúc đó thành chủ quay về, dẫn theo một quý nhân tên Hạ Hồ Nghĩa, Hạ Hồ Đô Úy, người này đồng thời cũng là anh em kết nghĩa cùng hoàng thượng, thân phận thật sự không tầm thường chút nào. Phía bên này Tinh Nhi đang dẫn lang tử xuống núi đi dạo, ủa vậy là không đi giữ chưa, người ta nói trai khờ thì khó qua ải mỹ nhân đâu có sai. Anh mình đi khắp cái chợ gặp chỗ nào cũng tò mò đụng chạm, còn muốn phóng sinh luôn gà của người ta cơ, mà cũng may là chưa bị đánh. Tinh Nhi dẫn lang tử đến một quán rượu xem kịch rối, Tinh Nhi kể về những ngày đầu cô mới gặp lang tử, từ nhỏ mẹ của cô bệnh nặng mà mất sớm. Cha thì thường xuyên không có nhà nên cô luôn rất buồn chán. Một hôm nghe nói được trên núi Lan Châu có cỏ nữ la mà mẹ cô thích nhất, vì vậy mà đã một mình đi đến đó. Không ngờ lại đi nhầm vào địa bàn của sói, tưởng chừng mình đã làm mồi cho sói con rồi thì lại bất ngờ phát hiện sói con đã bị bệnh. Tinh Hy lấy một ít cỏ bạc hà để giúp sói con hạ sốt. Sói là một loài có ơn tất báo, vì thế mà lần sau khi Trích Tinh lên núi sói con đã dẫn cô đi tìm thấy cỏ nữ la. Cũng vì vậy mà ngày ngày Trích Tinh bầu bạn cùng sói con, cả hai ở bên cạnh nhau rất vui vẻ. Nhưng Tinh Nghi không biết sói con có muốn biến thành người mãi mãi ở bên cạnh mình hay không. Vừa bày tỏ xong, đang lúc hồi hộp sợ rằng lang tử không hiểu ý mình thì lại phát hiện lang tử đã đi đâu mất, Trích Tinh vội vã đi tìm người. Hóa ra lang tử vì muốn mua kẹo hồ lô cho Tinh Nghi đến mới chạy lung tung, bây giờ còn giận dỗi gì được nữa, với cái quả làm nũng như này có là tui cũng chịu. Chơi đã rồi thì cũng đã đến lúc về nhà, Trích Tinh về nhà đúng lúc Hạ Hồ Hải đang nói chuyện với cha mình. Người này cậy là nghĩa đệ của hoàng thượng nên lúc nào cũng hống hách không xem ai ra gì. Tinh Nhi nghe cũng chối tay, vì vậy đã nói bóng nói gió hắn là cáo mượn oai hùng. Chuyện này khiến Mã Thành Chủ tức giận phạt cô quay về phòng đóng cửa tự ngẫm. Tối đến khi đã sắp xếp xong mọi việc, Mã Thành Chủ đã đến tìm con gái. Thật ra ông chỉ là muốn bảo vệ Trích Tinh khỏi kẻ tiểu nhân thôi, chứ làm sao nỡ phạt con gái cưng của mình. Tinh Nhi và cha bao nhiêu ngày không gặp đã cùng ăn cùng trò chuyện rất vui vẻ. Cô còn khoe mình có một người bạn rất tốt, đợi ít ngày nữa sẽ dẫn hắn đến gặp ông. Phía bên này tên Hạ Hồ Hải bụng dạ hẹp hòi đòi Uông Tổng Quản lên núi Lan Châu bắt sói về cho hắn, bởi hắn nghe nói thịt sói và máu sói có thể chữa bệnh đau khớp của mình. Nếu không đồng ý, đợi vài ngày nữa hắn về kinh sẽ bẩm báo chuyện con gái Mã Thành Chủ vô lễ với mình để xem hoàng thượng xử thế nào. Ngô Tổng Quản vì không muốn quận chúa gặp chuyện nên đã một mình lên núi bắt sói con, ông ấy túc trực bên bờ suối, cuối cùng cũng đợi được một con sói liền trùm bao mang nó về. Mà khi này lang tử cùng Tinh Nhi đang dạo phố rất vui vẻ, chàng còn ngây ngô thơm lên má cô một cái. Đột nhiên lang tử nghe thấy tiếng sói con đang kêu la khắp nơi, anh liền tạm biệt Trích Tinh quay về rừng xem thế nào. Quả nhiên sói con bên cạnh lang tử thường xuyên giờ lại không thấy đâu nữa, hắn vội vàng tức giận đánh hơi theo sói con tìm đến Mã phủ. Nhưng lúc này Tinh Nhi vẫn không hề biết gì mà vẫn mải mê chọn y phục cho lang tử. Lúc này lang tử đã xông vào Mã phủ, đột nhập vào phòng của Hạ Hồ Đô Úy, nhưng anh chưa kịp ra tay thì người của Mã tướng quân đã kéo đến truy bắt. Sau khi xác nhận là dấu vết do người sói để lại thì Mã tướng quân đã cho Mã phó tướng đem quân lên rừng truy bắt lang tử. Cùng lúc này Tinh Nhi quay trở về nhà thấy rất nhiều người nên đã tò mò hỏi. Khi biết được tất cả mọi chuyện, nàng đã rất lo lắng mà trực tiếp đi đến trước mặt Mã tướng quân quỳ xuống cầu xin và giải thích. Tuy nhiên cha cô cho rằng nhân chứng vật chứng đã rành rành ra đó thì sao có thể chối cãi được, liền nhốt Tinh Nhi vào phòng để cô khỏi gây chuyện. Điều Tinh Nhi sợ không phải là lang tử bị bắt,
mà chuyện cô lo lắng chính là Lăng Tử sẽ không chịu trốn đi mà vẫn ở một chỗ chờ cô. Điều này chẳng khác nào để bản thân hắn tự lọt lưới đâu chứ. Tinh Nhi không còn cách nào khác cầu xin nha hoàn Tiểu Phượng để mình thoát ra ngoài tìm chàng ấy. Cùng lúc này, vì để bảo vệ đàn sói và sói con tránh xảy ra xung đột với loài người mà Lăng Tử đã khoanh tay chịu trói để bầy sói được bình an, cũng vì vậy mà anh bị bắt mang về Mã Phủ. Trên đường quay trở về, Lăng Tử nghe thấy tiếng Lục Lạc quen thuộc của Tinh Nhi đã dùng hết sức lực phá xiềng xích chạy một mạch về rừng tìm nàng. Khi cả hai gặp nhau cứ tưởng chừng là những cái ôm mừng rỡ thì không ngờ Tinh Nhi lại dùng những lời lẽ khó nghe lạnh lùng để đuổi Lăng Tử đi. Mặc dù không thể nói được từng câu hoàn chỉnh mà cứ ú ớ, nhưng Lăng Tử biểu thị hắn vẫn một lòng tin tưởng Tinh Nhi. Dù vậy, Trích Tinh vẫn nhất quyết đuổi người này đi vì chỉ có như vậy mới bảo đảm an toàn cho hắn. Tối đến khi Mã Phó Tướng Quân muốn bàn về chuyện người sói đã bỏ trốn với Mã Tướng Quân thì tên thiếu chủ lên tiếng. Hắn nói mấy ngày tiếp có lẽ Hoàng Thượng sẽ đến bất cứ lúc nào, vậy nên Mã Tướng Quân cứ lo tranh thủ tiếp Hoàng Thượng, còn chuyện bắt người sói cứ để hắn lo. Tên này chả tốt lành gì, chẳng qua lần trước bị Lăng Tử hù dọa một phen mất thể diện nên mới ghi hận. Sáng hôm sau, Hoàng Thượng cuối cùng cũng đã đến thành Khuê Châu được Mã Tướng Quân nghênh đón trang trọng. Cùng lúc đó, nhờ nha hoàn Tiểu Phượng mà Trích Tinh biết được tối hôm xảy ra chuyện Hạ Hồ Hải đã từng uống một bát canh lê hồ. Trích Tinh vội vã đến phòng của Đô úy điều tra, sau một hồi đi qua đi lại ngó nghiêng đủ chỗ, Trích Tinh cũng biết được một chuyện động trời. Cô liền chạy ngay đến trước mặt Hoàng Thượng Sở Quỳ để xin được nói ra suy đoán của mình. Chuyện là tối hôm xảy ra chuyện trước đó, Hạ Hồ Hải đã dùng một bát canh lê hồ nấu với nhân sâm. Tuy đây chỉ là những vị thuốc bổ tưởng chừng không có gì nguy hiểm, nhưng khi dùng chung sẽ khiến con người ta trở nên suy nhược không còn sức phản kháng. Hung thủ theo đó có thể sát hại nạn nhân rồi nhân cơ hội Lăng Tử đuổi đến tạo hiện trường như người sói giết người. Trích Tinh đưa ra chủ ý chỉ cần có thể tìm được người am hiểu y thực và trực tiếp hầu hạ thiện phòng cho Hạ Hồ Đô úy hôm đó là có thể tìm ra hung thủ. Sở Quỳ chưa kịp hạ lệnh thì Uông Tổng Quản đã đứng ra nhận tội. Ông ta nói Hạ Hồ Hải không bằng cầm thú, năm đó hắn Sở Quỳ công thành tuyên bố chỉ cần tộc Lý Thị chịu nhường ngôi cho hắn thì hắn sẽ không làm hại bọn họ. Nhưng tên Hạ Hồ Hải lại tự ý quyết định triệu tập đám người hoàng cung vào cùng một chỗ rồi châm lửa thiêu sống tất cả bọn họ. Chuyện này cũng khiến Uông Tổng Quản không thể không hận hắn. Sở Quỳ nghe vậy cũng không nghi ngờ gì liền giao tên này lại cho Mã Tướng Quân xử lý, còn khen con gái Trích Tinh của ông ta đúng thật khôn ngoan. Uông Tổng Quản sau khi bị tra hỏi đã nói câu cảm ơn vì năm xưa nhờ ân tình của ông ấy mà Bình Nguyên công chúa và đứa con trong bụng bà ta đều bình an. Ngày đó Uông Tường may mắn sống sót sau vụ thảm sát của Hạ Hồ Hải, nhìn thấy Mã Anh không ngại nguy hiểm mà cứu Bình Nguyên công chúa nên đã mang ơn vô cùng. Nay cuối cùng cũng đã báo được thù cho tộc Lý Thị nên ra đi không hề hối tiếc. Hắn cũng cảm ơn Mã Anh vì đã yêu thương Bình Nguyên công chúa và đứa con trong bụng bà ấy là Trích Tinh quận chúa như vợ và con ruột để cô ấy có được cuộc sống an yên như ngày hôm nay. Nghe Uông Tường nói vậy, Mã Tướng Quân cũng có chút cảm thông, nhưng lệnh vua khó làm trái chỉ có thể giết Uông Tường mà thôi. Cùng lúc này, tên thiếu thành chủ Mã Tuấn vẫn đang điên cuồng truy bắt người sói. Lăng Tử nấp ở một chỗ nghe được tiếng chuông Lục Lạc tưởng rằng đó là Tinh Nhi thì vui mừng chạy theo tiếng âm thanh phát ra. Không ngờ lại trúng bẫy của Mã Tuấn. Hóa ra hắn biết được chuyện Lục Lạc chính là tín hiệu gặp nhau giữa Trích Tinh và Lăng Tử nên đã dùng người lẫn chuông để dụ người sói ra bên ngoài. Lăng Tử theo đó bị tên này hành lên hành xuống sấp mặt, tưởng chừng như sắp bị giết đến nơi thì sói mẹ dẫn theo bầy sói lao đến cắn chết những tên xấu xa này. Binh lính phía sau liên tục phóng tên ẻm trợ cho thiếu thành chủ thoát thân, một mũi tên bay thẳng về phía Lăng Tử. Sói mẹ thấy vậy vươn mình nhào tới đỡ một mũi tên cho con trai. Lăng Tử đau đớn nhìn xác sói mẹ nằm trong tay mình, anh dương ánh mắt đầy căm thù về tên Mã Tuấn. Lăng Tử đuổi theo thiếu thành chủ đến một vách núi, chuẩn bị vồ lấy hắn thì một mũi tên từ sau phóng đến khiến Lăng Tử đã bị thương, nay bị thương càng nặng mất phương hướng rớt xuống vực thẳm. Trích Tinh nhận lệnh Mã Tướng Quân đến cứu Lăng Tử vô tội thì không may nhìn thấy cảnh này. Cô gào khóc chạy về phía chàng nhưng đã muộn, tên Mã Tuấn còn hống hách vơ lấy khúc cây đánh thật mạnh vào chân Trích Tinh làm nàng ngất xỉu. Sau đó Mã Tướng Quân biết chuyện đã nghiêm túc dạy dỗ tên nghịch tử này một trận, Hoàng Thượng ngỏ ý không cần làm lớn chuyện. Mã Anh cứ việc dẫn quân trấn giữ biên cương, còn chuyện đi tìm Lăng Tử thì ông ấy sẽ tự đi làm. Bên này sau khi Tinh Nhi tỉnh dậy liền muốn xuống giường tìm Lăng Tử nhưng đã bị cha nàng ngăn cản lại, hiện tại không thể làm trái thành ý. Với cả vết thương trên chân Tinh Nhi chưa lành nên cô không thể đi đâu cả, Trích Tinh chỉ có thể bất lực gục vào vai cha mình mà khóc nức nở. Phía bên này cuối cùng Hoàng Thượng cũng đã tìm được Lăng Tử, ông ấy bí mật chữa trị vết thương cho cậu ta còn dặn dò người bên cạnh không được truyền việc này ra ngoài. Ông ta sẽ từ từ huấn luyện cậu thành một cánh tay phải đắc lực. 8 năm sau, Trấn Bắc Hầu Tiêu Quý của Dương Quốc vì muốn chiếm đoạt thành trì của nước Tấn nên đã ngang ngược dẫn quân tới tàn sát. Hoàng Thượng vì chuyện này cho rằng Trấn Bắc Hầu muốn tạo phản nên đã cho trọng binh tới bao vây phủ Trấn Bắc Hầu. Bỗng nhiên lúc này một vị tướng oai phong lẫm liệt ngồi trên ngựa trầm trầm bước vào, từ từ cởi mũ ra, rút thanh đao trên tay đao phủ phóng về phía dây xích đang treo Trấn Bắc Hầu trên tường thành khiến ông ta ngã xuống. Hóa ra 8 năm nay Lăng Tử luôn hiểu lầm Trích Tinh đã phản bội và lừa bán đứng mình nên hắn đã trải qua một cuộc huấn luyện trở thành bột vương lạnh lùng và tàn nhẫn bị Sở Quỳ lợi dụng và lừa gạt. Lăng Tử trở thành Tam hoàng tử được Sở Quỳ tuyên bố là con nuôi, phong hiệu là Bột Vương điện hạ, trở thành đứa con mà Sở Quỳ tâm đắc nhất. Nay Trấn Bắc Hầu dưới sự uy hiếp của Bột Vương đã đầu hàng, Sở Quỳ lại lo lắng binh lực trong tay Mã Anh tướng quân.
Vì thế mà ông ta lệnh cho Tam hoàng tử đi về phía Khuê Châu giám sát Mã Anh. Tuy nhiên nếu cần có thể tùy ý xử lý Mã tướng quân, nhưng cần phải giữ lại Mã Trích Tinh bởi cô gái này còn có ích với ông ta. Ở Bột phủ, Tam hoàng tử cũng có cho mình những thuộc hạ thân cận bao gồm Văn Viễn, Hải Điệp và Văn Viễn, bọn họ đều được huấn luyện trở thành những ám vệ thân thủ cao cường bên cạnh Bột Vương. Lúc này Lý Cơ Kỳ, thái tử của Tấn Quốc Vương, hay tin Trấn Bắc Hầu đầu hàng thái tử Tấn Vương, nhân cơ hội tấn công và chiếm lĩnh được thành trì mà Trấn Bắc Hầu trước đây thống trị, thay đổi nền chính trị Hà Khắc, đẩy mạnh chính sách có lợi cho dân, làm cho nơi này trở nên phồn vinh, đón chào một nền thái bình thịnh vượng. Phía bên này, Trích Tinh đang ngày ngày đau đầu vì có quá nhiều người đến cầu thân, bởi lẽ cô không muốn lấy người mà bản thân không yêu, có thể Trích Tinh vẫn đang đợi Lang Tử quay trở về. Một hôm thiếu chủ Thông Châu Thành cầu kiến lại bị coi đến cầu thân nên được Trích Tinh bày trận đón tiếp nồng hậu. Không ngờ lại bị sự tinh tế nho nhã của chàng trai này làm cho cô phải thay đổi cách nhìn. Cô thiếu chủ này văn võ song toàn, không kiêu ngạo hay tự ti, thật đáng là một mối hôn sự tốt cho Trích Tinh. Tinh Nhi cầm chiếc lục lạc trong tay, lòng không khỏi nhớ về Lang Tử, mà Lang Tử bên này cũng đã đến thành Khuê Châu. Anh vô tình vào được một quán nước mà nơi đó có treo câu đối của Mã quận chúa ghi tặng, Tam điện hạ dễ dàng đưa ra đáp án cho câu đố này là sói. Hơn nữa chàng còn nói sự am hiểu của quận chúa đối với sói thật sự quá nửa vời không đáng nói. Sau đó lại đi đến Vạn Tử lâu để dừng chân, trên đường đi Tam điện hạ và Trích Tinh vô tình lướt qua nhau, cả hai dường như không hề cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Sau khi Tam điện hạ vừa đi, Trích Tinh đã đi đến quầy nước, được trưởng quầy nói cô mới biết có một vị công tử vừa giải được câu đố của mình. Tinh Nhi nuôi hy vọng mong mỏi người này là Lang Tử, nhưng cô không biết hiện tại người này đang ở đâu cả, bất giác đi về hướng Vạn Tử lâu. Xin phép ông chủ cho mình được vào xem sân khấu múa rối bóng, cô cầm trên tay những con rối nhớ lại những kỷ niệm này đó rồi lại bất giác rơi nước mắt. Cùng lúc đó Tam điện hạ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy những con rối cũng không kiềm lòng được mà tiến lại gần. Vào thời khắc hai người chuẩn bị gặp nhau thì tên Mạc Tiêu chèn ngang thông báo rằng Mã Anh đã quay về thành rồi, đợi khi Lang Tử quay ra ngoài kiểm tra thì Mã quận chúa đã đi từ lâu rồi. Đợt trở về lần này Mã Anh rất vui, vì ông ấy đã quyết định giao Mã gia quân cho hoàng thượng để ông ta thôi nghi ngờ và để Mã phủ trên dưới được đoàn tụ. Tâm nguyện lớn nhất của ông ấy hiện tại là có thể thấy Trích Tinh có được một tấm phu quân tốt, sau đó lại sinh con đẻ cái và thôi tự dần vặt bản thân mình. Tối hôm đó Tiểu Phượng đem đến một tin người giải câu đố của Trích Tinh hiện đang ở trọ phía Tây, Tiểu Phượng đã hẹn để quận chúa có thể gặp người đó. Trích Tinh do dự suy nghĩ tới những lời nói của gia phụ, cảm thấy bản thân nên buông bỏ rồi, cô nói ngày mai mình sẽ đi gặp hắn nhưng đây sẽ là lần cuối cùng cô làm gì đó cho Lang Tử. Sáng hôm sau khi Trích Tinh tràn đầy hy vọng đến gặp người đó thì cô lại bất ngờ nhận ra chàng là Cố Thiếu Thành chủ đã gặp qua lần trước. Nhận ra đây là màn kịch tác hợp của Tiểu Phượng nên Trích Tinh liền không vui muốn rời đi, Cố Thiếu Thành chủ ngăn cản Trích Tinh lại. Chàng hỏi bao lâu nữa thì cô mới chịu buông bỏ nút thắt trong lòng mình. Nhìn cô huynh ấy nhớ lại những ngày tháng suy tư về một người đến mức khi cha mẹ lâm chung vẫn chưa thể để ông bà có được một đứa cháu an hưởng tuổi già. Nghe vậy trong lòng Trích Tinh bắt đầu có chút dao động. Tối đến khi Trích Tinh cùng cha nhìn bức tranh vẽ mẹ cô thì hai người lại tâm sự về bà ấy. Tưởng chừng cuộc sống có thể cứ thế bình yên thì bên ngoài lại xuất hiện một nhóm người áo đen bịt mặt chạy trên nóc nhà. Hóa ra Sở Quý biết bản tính Lang Tử lương thiện sẽ không chịu ra tay trong đợt hành thích lần này, vì vậy che giấu Lang Tử trực tiếp chỉ thị dã sát tiến hành thích sát, diệt môn Mã phủ. Nghe bên ngoài có tiếng động lớn nên một mình Mã Anh tướng quân xông ra để con gái Trích Tinh lại bên trong cho an toàn, nhưng ngay đến cả tướng quân cũng không phải là đối thủ của đám người này. Đợi đến khi Trích Tinh thoát ra được bên ngoài thì Mã Anh đã chết trong tay của đám người kia, cô đau đớn ngã gục trên đất, cuối cùng lại bị đám người dùng gậy đánh cho ngất xỉu. Sáng hôm sau Mã Hàn tham mưu của Mã gia quân đã quay về tìm thành chủ. Sau một hồi khám xét lại phát hiện dưới tay của thành chủ có ghi một chữ Tấn. Mã Hàn lập tức cho người bẩm báo chuyện này lên thánh thượng, chuẩn bị cho Mã gia quân đi trả thù. Mà chuyện này không ai khác chính là do Mạc Tiêu và Hải Điệp gây ra, họ nhận lệnh hoàng thượng trực tiếp thích sát mà không có sự đồng ý của Tam điện hạ. Trích Tinh hiện tại đang hôn mê nặng, Mạc Tiểu Phái nhanh chóng đi tìm thêm thuốc cho cô ấy, còn Mạc Tiêu và Hải Điệp sẽ bám theo hành tung của Mã gia quân. Lang Tử đứng trước giường bệnh của Mã quận chúa, bây giờ chàng mới nhận ra thân phận thật sự của cô. Lẩm bẩm một mình chẳng trách lúc đó Trích Tinh lại đưa lục lạc cho Mã Tuấn phối hợp với Mã gia binh dồn anh vào chỗ chết. Mã gia quân bên này nhận được thư báo lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, nơi họ ở cách hoàng thành không xa, nguyện đem binh giết Tấn báo thù. Trước khi làm như vậy, Mã phó tướng đã phải viết thư xin hoàng thượng cho họ hạ lệnh đem binh đi diệt Tấn, bọn họ nguyện trở thành tử sĩ. Mà lúc này Tinh Nhi sau vài ngày được chăm sóc, cô đã tỉnh dậy, chỉ là bị thương ở phần đầu cộng thêm cú sốc tâm lý quá lớn khiến cô mắc phải chứng ly hồn. Hiện tại như người không có cảm xúc, không thể liên kết với thế giới bên ngoài, Mạc Tiểu Nối chỉ còn cách dùng cỏ nữ la để lấy độc trị độc, mới mong cô ấy có thể khỏe lại. Tam điện hạ nghe vậy liền nói bản thân sẽ lên núi Tinh Sơn tìm cỏ nữ la. Một mình Bột Vương lặn lội lên núi cũng tìm được thứ cỏ này, ngay khi anh định quay về thì bất ngờ gặp phải một con hổ lớn. Bằng bản năng sinh tồn mà anh học được từ bầy sói, Lang Tử đã có thể chống lại nó. Tuy nhiên sức người sao địch nổi hổ dữ, Lang Tử vẫn bị nó ngoạm lấy kéo lê trên đất, chỉ thấy Lang Tử dùng một cành cây chặn miệng nó. Cùng lúc đó Cố Thanh Bình, Cố Thiếu Thành chủ thành đang dẫn người đi tìm Tinh Nhi,
bởi họ không tìm thấy chiếc chuông đồng bên cạnh cô, vì vậy mà vẫn hy vọng Tinh Nhi còn sống. Quả nhiên đã tìm được cô ấy ở cùng với Văn Viễn. Mạc Tiểu Liên đưa ra sắc long lệnh, nhìn thấy lệnh này như nhìn thấy hoàng thượng nên Cố Thanh Bình cũng chẳng dám hò hé. Cùng lúc đó Tam Điện Hạ cũng đã tìm thấy cỏ nữ la quay về, anh bỏ một ít lá bạc hà vào tô cháo để Cố Thanh Bình đút cho Trích Tinh ăn. Cô thật sự đã ăn được một chút. Mạc Tiểu ngạc nhiên lại hỏi, từ lúc Thanh Bình đến đây đều không thể lay động được quận chúa, nhưng khi có lá bạc hà trong bát cháo thì cô lại chịu ăn. Có phải Tam Điện Hạ và quận chúa quen biết nhau từ trước hay không? Bột Vương nói rằng bản thân chỉ thử một chút mà thôi. Phía bên này hoàng thượng cho Kim Tường thừa tướng đại nhân đến tiếp đón Mã Gia Quân. Mã Phong liền tóm lấy ông ta mà nói, đừng tưởng có thể dễ dàng dắt mũi Mã Gia Quân. Khi trước vua Tần nhiều lần chiêu mộ Mã Anh như người tài, sau có thể vô duyên vô cớ trong một đêm diệt môn Mã Gia như vậy được? Trừ khi hoàng thượng lập huyết thư để chứng minh những lời ông ấy nói là đúng, còn nếu không Mã Gia Quân nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này chứ không dẫn quân đánh Tần. Chuyện này khiến hoàng thượng tức giận, liền hạ lệnh để Bột Vương mang Trích Tinh lập tức hồi kinh. Đợi khi Bột Vương kịp phản ứng thì tên Cố Thanh Bình đã đưa quận chúa đi mất rồi. Tên này bây giờ mới lòi mặt chuột, mục đích hắn tiếp cận Trích Tinh là muốn Mã Gia quy hàng nước Tấn. Cả đời Cố Gia bán mạng cho Sở Quỳ, nhưng ông ta lại tước hết quyền hành trong tay Cố Gia, hại gia đình hắn phải sống nhục nhã. Nhưng hiện tại Mã Gia đã bị vua Tấn hại chết, Trích Tinh vẫn có thể là một chút vốn liếng để hắn đầu hàng nước Tấn. Ngay khi hắn định giở trò đối bại với Tinh Nhi thì Bột Vương kịp xuất hiện đánh cho tên này một trận. Tên này bị vạch trần mưu đồ tạo phản liền cho người trực tiếp bắt Bột Vương. Nhưng sao có thể chứ, chỉ thấy hai tay Bột Vương chặn kiếm phía sau lại bị tên Cố Thanh Bình đánh lén. Vào thời khắc mấu chốt Bột Vương công phát nội lực hất tất cả bọn họ văng ra xa. Lúc này Trích Tinh lại nhớ về khoảng thời gian của cô và Lang Tử, chứng ly hồn cũng theo đó mà khỏi hẳn. Cô quay người lại bắt gặp khuôn mặt của Lang Tử liền vui mừng chạy đến ôm chàng. Ngay sau đó lại bị Bột Vương lạnh lùng hất ra ngoài. Anh nói mình không phải Lang Tử gì đó mà chính là Tam Điện Hạ. Trích Tinh ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng của người này rời đi. Đến tối Mạc Tiêudem đến thư qua lại của Cố Thanh Bình và nước Tấn chứng tỏ hắn ta có mưu đồ tạo phản, càng khiến Tinh Nhi tin rằng trên dưới Mã Gia bị sát hại đều do người Tấn làm ra. Cùng lúc này tin tức truyền đến Mã Gia Quân đã tiến thẳng đến kinh thành đòi hoàng thượng một lời giải thích. Chuyện đem quân vào kinh không khác nào tạo phản, nếu không có sự xuất hiện của Tinh Nhi e rằng hàng vạn sinh mạng của Mã Gia Quân đều phải bỏ mạng. Tinh Nhi không màng sức khỏe tức tốc theo Bột Vương điện hạ hồi kinh. Bột Vương dẫn Tinh Nhi đến bên một vách núi, đường đến kinh thành chính là phía dưới vực này, đi thêm một đoạn nữa là sẽ về kinh kịp giờ để ngăn chặn Mã Gia Quân. Trích Tinh chỉ nhìn xuống phía bên dưới thôi là cũng đủ nhức nhức cái đầu rồi, thôi xỉu luôn cho nó khỏe. Bột Vương không còn cách nào khác đành cõng cô trên vai nhảy thẳng xuống vực. Trong phim mới có cảnh này thôi chứ bên ngoài là không có, nên làm theo nha mấy bạn, ngắm gà khỏa thân như chơi đó. Cùng lúc này Mã Gia Quân muốn công thành để đòi gặp hoàng thượng. Nhị hoàng tử, Doãn Vương điện hạ do dự không muốn phóng tiễn bởi Kim Tường thừa tướng cũng là nhạc phụ đại nhân của huynh ấy vẫn ở trong tay Mã Phong. Đến giờ ngọ, Mã Phong không thể chờ thêm nữa, hạ lệnh cho tướng sĩ chuẩn bị công thành. Lúc này Bột Vương mang theo Trích Tinh phi ngựa như bay xuất hiện trước mặt họ. Huynh muội Mã Phong và Mã Tịnh vui mừng khôn xiết nhìn thấy huyết mạch duy nhất của Mã Gia vẫn còn sống. Trích Tinh đưa cho họ bằng chứng Cố Thanh Bình thông đồng với vua Tấn hãm hại Mã Gia, đồng thời cũng nói chính Văn Viễn và Bột Vương đã ra tay cứu mạng Tinh Nhi kịp thời. Hoàng thượng từ bên trong đi ra cùng với huyết thư trên tay, ông ta thề độc nếu chuyện Mã Anh tướng quân bị sát hại có một chút liên quan đến mình thì ông ta sẽ chết không toàn thây. Mã Gia Quân cũng theo đó càng lúc càng có lòng tin vào hoàng thượng, bọn họ nguyện quy hàng triều đình và nghe lệnh của Mã quận chúa. Tối đó hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi Mã Gia Quân và thừa tướng, nhân cơ hội này ông ta đẩy thuyền hứa hôn cho Trích Tinh và Bột Vương điện hạ. Ban đầu Trích Tinh vốn không chịu đồng ý, nhưng suy nghĩ đến đại cục hiện tại mấy trăm nghìn sinh mạng của Mã Gia Quân đều nằm trong tay cô, Trích Tinh cuối cùng vẫn là nghiến răng đồng ý mối hôn sự này. Bột Vương cũng không tỏ ra khó chịu, tiến tới tạ ơn phụ hoàng đã ban hôn cho mình và Mã quận chúa. Tuy nhiên Trích Tinh vẫn còn một mong muốn, đó là cô muốn báo thù cho gia tộc trước. Đợi khi công thần Tấn Quốc, Trích Tinh mới có thể làm đại hôn với Bột Vương. Sở Quỳ vui vẻ chiều theo ý cô mà không ý kiến gì thêm. Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng Trích Tinh vẫn luôn cảm thấy có lỗi, cô xin phép hoàng thượng cho mình lui về nghĩa. Tinh Nhi đứng trên cầu tay rót rượu miệng không ngừng lẩm bẩm là cô đã có lỗi với Lang Tử. Ly rượu trên ai cũng chính là rượu mừng của Tinh Nhi, mong Lang Tử ở dưới suối vàng có linh thiêng sẽ không trách mình. Bột Vương đứng phía sau đã nghe hết tất cả, trong lòng anh nghĩ thầm cô gái này thật biết cách diễn, tại sao đã bán đứng mình rồi lại còn ở đây giở trò nước mắt cá sấu làm gì nữa chứ. Anh hất tay Trích Tinh ra bên ngoài khiến cô mất thăng bằng ngã nhào xuống hồ nước, cũng may sau đó Mã Tịnh đi ngang qua đã cứu cô lên bờ kịp thời. Sáng hôm sau Trích Tinh tỉnh dậy không nhớ tối qua lúc say rượu cô đã làm những gì, chỉ biết qua lời của Mã Tịnh nói cô đã mạo phạm đến Tam Điện Hạ, hình như còn chọc ngài ấy rất tức giận. Lúc này Mã Phong từ bên ngoài đi vào, huynh ấy cũng biết Trích Tinh đồng ý mối hôn sự này là vì Mã Gia Quân nên cũng hết sức lo sợ cô sẽ bị ủy khuất. Nhưng Trích Tinh vẫn hồn nhiên nói mình chẳng sao cả, dù sao Mã Gia Quân cũng là tâm huyết cả đời của cha cô, nay cha đã không còn nên cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng mọi người. Mà lần này Mã Phong đến là để tạm biệt quận chúa, bởi huynh ấy còn phải dẫn quân quay về thành Khuê Châu tiếp tục thực hiện sứ mệnh.
Trước khi đi, huynh ấy đã dặn dò Mã Tịnh ở bên cạnh chăm sóc cho quận chúa. Sau này nếu có chuyện gì cần hãy viết thư gửi đi, huynh ấy sẽ lập tức quay về kinh thành trong đêm để bảo vệ quận chúa. Lúc này cung nữ vào thông báo xe ngựa của Bột Vương phủ đã chờ sẵn ở cửa tây để nghênh đón quận chúa. Hóa ra sau khi được ban hôn, Trích Tinh sẽ phải chuyển vào Bột Vương phủ để sống. Cô cùng Mã Tịnh đợi cả nửa ngày trời bên ngoài cung vẫn không thấy bóng dáng của Bột Vương điện hạ. Bột Vương vì chán ghét mà không muốn cùng Trích Tinh quay về nên cô chỉ có thể hồi phủ cùng Mã Tịnh. Trên đường đi không ngờ gặp một đại thúc ngất xỉu trên đường, Trích Tinh rủ lòng thương đã mạn phép đưa ông ấy về Bột Vương phủ chăm sóc. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Hải Điệp đã dẫn cô đi tham quan phủ, quả giống như lời đồn Bột Vương điện hạ cả người đều là sát khí, ngay đến cả đình viện cũng chẳng có lấy một bông hoa. Hải Điệp đặc biệt nhắc nhở Trích Tinh không được lại gần chỗ ở của Bột Vương nửa bước, nơi đó là cấm địa trong phủ, ngài ấy không thích ai lại gần nếu chưa được sự cho phép. Hay tin Trích Tinh đưa một người không rõ lai lịch về phủ Bột Vương đã đi đến tra hỏi, cô không cảm thấy mình làm sai ở đâu. Khi trên phố nhìn thấy đại thúc này rất tội nghiệp nên không thể không cứu, nếu Bột Vương trách tội cô chỉ có thể chịu phạt mà thôi, cảm thấy không nói lý được với Trích Tinh nên Bột Vương quay người rời đi. Sau đó Trích Tinh cùng Mã Tịnh dựa theo sở thích của từng người trong Bột Vương phủ để tặng một vài món quà gặp mặt, đương nhiên không thể thiếu phần của Tam điện hạ. Nghe ngóng được người này vô cùng thích luyện chữ nên Trích Tinh đặc biệt sai người tìm một cái nghiên mực có 102 ở kinh thành tặng cho huynh ấy. Bột Vương không những không cảm kích ngược lại còn bảo thuộc hạ trả đồ lại cho cô, nói mình sẽ chấp nhận lời xin lỗi của Tinh Nhi về chuyện đưa người lạ về phủ. Vừa nói Bột Vương vừa cầm nghiên mực đó trên tay, nhưng hiện tại nó là của anh rồi thì dùng thế nào đó là việc của mình. Nói rồi Bột Vương buông tay khiến nghiên mực rơi xuống đất vỡ vụn. Cảm thấy lòng tốt của mình bị xem rẻ nên Trích Tinh tức giận quay người rời đi, đi chưa được mấy bước lại gặp Bột Vương đứng trước mặt mình. Trong suy nghĩ của Tam điện hạ luôn cho rằng Trích Tinh đồng ý mối hôn sự này là vì lợi ích, điều này càng khiến cho hình tượng của Trích Tinh trong mắt anh ngày càng xấu xa. Hai người cứ thế vừa mới ngày đầu vào ở chung đã cãi nhau một trận thật lớn. Khi Trích Tinh đang chăm sóc cho đại thúc kia thì hay tin Doãn Vương điện hạ cùng Doãn Vương phi đã đến phủ một chuyến, Doãn Vương phi không thấy Trích Tinh đâu nên hỏi người hầu đưa mình đến đó. Trích Tinh cũng vui vẻ tiếp đón Doãn Vương phi, người đàn ông trên giường vừa nghe người này là vương phi của nhị điện hạ liền hớn hở quỳ trước mắt cô ấy. Khi Doãn Vương phi còn chưa kịp hiểu gì thì người này đã giải thích ông ta nhận được ơn của nhị điện hạ nên luôn mong mỏi được gặp ngài ấy. Nay gặp được Doãn Vương phi nên có hơi kích động, Doãn Vương phi hiểu ra vấn đề cũng rất vui vẻ mời ông ấy ở lại dùng bữa cùng họ. Cùng lúc đó thừa tướng Kim Tường nhận được tin có một nô quan tên Lâm Quản đã bỏ trốn trên đường ra biên ải. Ban đầu ông ta cũng không quan tâm lắm nhưng sau đó lại phải tá hỏa vì biết người này tự nhận là cha ruột của nhị điện hạ. Năm đó ở quân doanh Bạc Châu, mẹ ruột của nhị điện hạ từng qua lại với một đầu bếp trong doanh, nhị điện hạ cũng được sinh ra tại đó. Tuy nhiên chuyện này không có chứng cứ xác thực nên bất cứ ai cũng không dám nói, nay lại biết được hành tung của người bỏ trốn này đang ở Bột Vương phủ nên liền cho người đến đó xem xét. Sau khi huynh đệ tỉ muội trò chuyện một dạo thì cũng đến lúc ngự thiện, mọi món ăn hôm nay đều được đại thúc kia chuẩn bị. Sau khi Bột Vương cho người kiểm tra hết thảy số món ăn chắc chắn an toàn thì họ mới dùng bữa, đang ăn ngon lành thì tự nhiên Kim thừa tướng ùn ùn kéo người đến. Ông ta nói mình đến đây bắt tội phạm rồi trực tiếp cho người mang Lâm Quản đi, nhị hoàng tử không hiểu gì đuổi theo nhạc phụ đại nhân của mình thì mới hay tin người kia tự nhận là cha ruột của mình. Nếu chuyện này bị đồn ra bên ngoài thì nhị hoàng tử sẽ bị xem như không phải là huyết thống của hoàng thượng đồng thời còn phải chịu tội chết. Sau đó thừa tướng ép Lâm Quản đóng dấu tay vào tờ khai nhận tội, còn giết ông ta để xem như một vụ sợ tội mà tự vẫn. Thừa tướng bẩm báo lên hoàng thượng Lâm Quản có ý đồ xấu muốn hành thích nhị điện hạ, hơn nữa từ trong giày của ông ta còn tìm thấy một con dao. Hoàng thượng ban đầu có chút nghi hoặc nhưng khi nghe nhị điện hạ nói lúc trước bản thân từng được giao điều tra vụ án tham ô, mà người đàn ông đó lại là tội phạm trong vụ này đã bị anh giáng cấp đưa đi làm nô quan. Có thể hắn quay lại để trả thù thì hoàng thượng cũng không nói gì nữa, tuy nhiên chuyện này xảy ra trong Bột Vương phủ nên Tam điện hạ khó tránh thoát tội. Trích Tinh đứng ra nhận hết phần lỗi về mình vì có lẽ tại cô tùy ý đưa đại thúc đó về phủ nên mới xảy ra chuyện. Nghe vậy hoàng thượng hạ lệnh cấm túc Bột Vương điện hạ 3 tháng đồng thời cắt bổng lộc trong vòng 1 năm, còn về phía Trích Tinh thì cô bị phạt quỳ 3 ngày 3 đêm ở Thái Miếu. Đêm đó mưa lớn không ngừng, Mã Tịnh vì lo lắng cho vết thương cũ trên chân Mã quận chúa, nay lại phải quỳ tận 3 ngày sợ cô có thể sẽ tàn phế liền mạnh dạn đến cầu xin Bột Vương điện hạ. Cô kể ra hết sự tình rằng năm đó vì cứu một người bạn mà chân của Mã quận chúa bị thương nặng cho đến ngày hôm nay. Bột Vương không hiểu liền gặng hỏi thêm thì được biết, năm đó cả thành Khuê Châu đều cho rằng lăng tử bạn của quận chúa là hung thủ giết người, duy chỉ có cô ấy một mực tin tưởng hắn. Vì để hắn không phải bị bắt mà quận chúa đã vô tình nói ra những lời làm tổn thương lăng tử, đợi đến khi cô minh oan được cho anh thì anh đã không còn nữa. Khi quận chúa hay tin thiếu thành chủ trộm lục lạc của mình dồn lăng tử vào chỗ chết thì ngay tức khắc đã chạy đến nó. Ngay khi nhìn thấy lăng tử bị rơi xuống vách núi, cô ấy đã muốn nhảy theo để cứu chàng nhưng lại bị thiếu thành chủ cho một gậy lớn vào chân dẫn đến trọng thương hôn mê mấy ngày liền. Nghe đến đây Bột Vương vẫn không tin vào tai mình, anh cho rằng bản thân nghe nhầm liền muốn xác minh lại với Mã Tịnh có phải thiếu thành chủ trộm lục lạc của Trích Tinh hay không. Nhận được câu trả lời là đúng, anh liền phóng ngựa như bay đến Thái Miếu để cứu người. Trên đường đi chàng luôn cầu nguyện rằng Trích Tinh sẽ không sao,
đừng bao giờ có chuyện khiến chàng hối hận cả đời này vì sự ích kỷ sai lầm của mình. Khi Bột Vương đến nơi thì Trích Tinh cũng đã kiệt sức ngất đi, Bột Vương không màng tất cả làm trái thánh lệnh đưa Trích Tinh hồi phủ trị thương. Anh vô cùng lo lắng cho vết thương trên chân nàng ấy nên đã túc trực cả đêm ở bên cạnh. Sáng sớm nhận được điều tra cho rằng của Văn Viễn báo rằng người tên Lâm Quản này tự nhận là cha ruột của Nhị Điện Hạ nên mới có những chuyện xảy ra sau đó. Hóa ra Hoàng thượng sau khi kết thúc mọi chuyện vẫn cứ là nghi ngờ trong vụ này còn uẩn khúc nên đã cho Bột Vương âm thầm điều tra Lâm Quản. Hơn nữa Hoàng thượng cũng đã biết tin Bột Vương tự ý làm càn liền triệu tập anh vào cung hỏi tội. Bột Vương nói qua lời người hầu bên cạnh Trích Tinh biết được trên chân cô ấy vẫn còn vết thương cũ. Nếu vì chuyện không đâu mà làm ảnh hưởng đến quận chúa thì Mã Gia Quân sẽ không vui, chuyện này chẳng có ích gì cho Hoàng thượng cả. Nghe nói vậy Hoàng thượng cũng không còn muốn trách tội Bột Vương đưa cho Hoàng thượng kết quả mà mình điều tra được. Trùng hợp thay Nhị Điện Hạ và Thừa Tướng lúc này lại cầu kiến, hóa ra hai người này muốn cầu xin cho quận chúa và hạ bệ tam hoàng tử. Hoàng thượng tức giận nhận ra mọi âm mưu của họ liền vạch trần ngay, hơn nữa còn cảnh cáo Nhị Điện Hạ không nên tin lời một kẻ nô quan mà lừa gạt thánh thượng. Năm xưa mẫu thân của nhị hoàng tử đã nói rõ ràng mọi chuyện về mối quan hệ của bà ấy và Lâm Quản cho ông nghe hết rồi, ông không những không trách tội còn khen bà ấy trung thành, thành thật. Nay con trai lại ngu xuẩn tin lời kẻ khác mà làm càng liền tức giận phạt anh cấm túc suy nghĩ, còn về phần thừa tướng thì giao quyền hành lại cho hiệu đô úy phụ trách. Bên này sau khi Tinh Nhi tỉnh dậy từ miệng của Mã Tịnh biết được Bột Vương là người đã cứu mình thì vô cùng cảm kích, còn Tam Điện Hạ khi biết hết mọi chuyện đã cảm thấy vô cùng có lỗi. Cố ý bao người hầu nhặt lại nghiên mực mà mình đã đập vỡ, còn chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn tại biệt phủ để mời Trích Tinh đến. Tinh Nhi xa lạ bước vào nơi ở của Bột Vương, cô nhìn thấy khắp nơi đều là đom đóm, khung cảnh lãng mạn chưa từng có. Bột Vương cất giọng từ phía sau nói cô chính là người đầu tiên được bước vào đây, ánh trăng hôm nay rất đẹp vì vậy cả hai đã cùng nhâm nhi một chút rượu. Đến khi ngà ngà say Tinh Nhi mới bắt đầu nói hết tâm tư của mình, cô đã cảm thấy rất có lỗi với Lang Tử. Lang Tử là một người bạn vô cùng quan trọng đối với cô, tuy nhiên hiện tại cả hai không còn gặp mặt được nữa. Bột Vương an ủi, chàng nói nhất định Lang Tử ở dưới suối vàng sẽ tha thứ cho nàng. Trích Tinh ngạc nhiên hỏi ngài có phải là chàng ấy đâu, tại sao lại biết được suy nghĩ của người ta. Bột Vương bình tĩnh đáp nhưng ta biết chắc chắn hắn sẽ không oán trách nàng, ngược lại còn cảm thấy biết ơn khi nàng đã làm nhiều việc như vậy vì hắn. Bao nhiêu năm qua Trích Tinh chưa một ngày nào thôi nghĩ về hắn, mỗi ngày trôi qua đều dằn vặt bản thân mình đến nghẹt thở. Có bao giờ nàng sống cho mình không hả Trích Tinh? Trích Tinh nghe những lời nói đó khóc nghẹn trong lòng. Bột Vương lại tiếp tục hỏi lúc đó Lang Tử gọi cô là gì. Trích Tinh nói là Tinh Nhi. Bột Vương dịu dàng gọi nàng là Tinh Nhi, sau đó lại đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp. Cả hai cứ như vậy ôm nhau ngủ một đêm cho đến sáng. Đợi khi Tinh Nhi tỉnh hẳn thì mới bắt đầu ngượng đỏ cả mặt tìm cách chuồn khỏi Bột Vương. Bột Vương sáng hôm sau lại muốn ghi điểm trong mắt Grad nên lôi cả dàn hộ vệ ra để chọn đồ đẹp cho mình thể hiện. Còn cố ý bảo người đến mời Tinh Nhi đến sân luyện võ một chuyến, tại đây Mạc Tiêu như cái bao cát bị đánh túi bụi cho Bột Vương lấy le, ai bảo phận làm con sen thì phải chịu thôi. Tinh Nhi nhìn từng đường kiếm mà Bột Vương đánh ra trong lòng mê mẩn không thôi, chàng còn dạy nàng cách bắn cung. Cả hai tình tứ bên cây cung nửa tiếng đồng hồ mới nhận ra chân Tinh Nhi không thể đứng quá lâu, Bột Vương sau đó đã dẫn Tinh Nhi vào cung tìm thái y để khám. Thái y nói vết thương trên chân Tinh Nhi là do vết thương cũ chưa lành cộng thêm vết thương mới nên mới khiến cô cảm thấy đau nhức. Việc hiện tại là nên chăm sóc tốt cho vết thương rồi mới từ từ chữa cho nó lành hẳn. Bột Vương nắm tay Trích Tinh thề rằng dù có phải đi khắp cả thiên hạ này cũng phải tìm được thuốc giải cho cô. Lúc này Hoàng thượng lại triệu kiến Bột Vương cùng Doãn Vương. Ông ấy muốn Doãn Vương lấy công trục tại trong đợt đón tiếp sứ thần Ngật Đạn vào vài ngày sắp tới. Họ phải thuyết phục được sứ thần để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mượn binh đánh Tấn sau này. Tuy nhiên sứ thần lần này không hẳn là sứ thần, bởi công chúa Bảo Na con gái cưng của quốc vương Ngật Đạn mượn chuyện riêng làm việc công, nàng ấy có tình cảm với Bột Vương nên mới muốn lên thăm chàng. Hóa ra nhiều năm trước khi Bột Vương cùng Điện Hạ đi vi hành đã đến Ngật Đạn gặp được công chúa Bảo Na, tính tình lạnh lùng của chàng đã thu hút cô ấy. Vì vậy mà đem lòng cảm mến từ ngày đó đến bây giờ, công chúa Bảo Na còn đặc biệt gửi đến 4 bức tranh họa mình vào 4 mùa, yêu cầu Bột Vương đem treo ở phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ và sân luyện võ để có thể nhớ đến mình mọi lúc. Cùng hàng tá yêu cầu khác khiến Bột Vương như muốn nghẹt thở, nếu còn biết Bột Vương đã hứa hôn cùng Trích Tinh chắc sẽ nổi điên mất. Tinh Nhi nảy ra một ý kiến, cô ấy sẽ giả vờ là khách của Bột Vương phủ. Cố ý che giấu thân phận để làm vừa lòng Bảo Na công chúa trong những ngày cô ấy ở Bột Vương phủ, chuyện này cũng sẽ giúp Bột Vương có thể dễ dàng mượn binh. Tuy nhiên Bột Vương không đồng ý, một phần là vì không muốn Trích Tinh hiểu lầm, một phần là vì không muốn cho cái cô Bảo Na công chúa cứ hy vọng vào tình yêu của họ, làm hại Trích Tinh phải đi năn nỉ cả buổi, còn dọa nói mình sẽ không uống thuốc nếu Bột Vương không chịu hợp tác. Thứ gì chịu nổi, anh hùng làm sao qua ải mỹ nhân này lại còn là Crad nữa chứ, anh có cứng cỡ nào thì cũng phải đồng ý thôi. Tuy nhiên chàng còn có một điều kiện phụ, đó chính là muốn Trích Tinh làm món bánh tên xảo quả cho mình. Tinh Nhi không hiểu dụng ý của Bột Vương còn trách móc ngài ấy chắc là muốn cô bận rộn để không thể lo liệu chu toàn cho việc công chúa đến đây mà. Mã Tịnh đứng bên cạnh phì cười. Chả trách quận chúa mãi chưa có bồ, sắp tới là ngày thất tịch, món bánh xảo quả ngụ ý là làm cho người mình yêu,
hai người yêu nhau khi ăn nó có thể trăm năm hạnh phúc. Tự nhiên nghe tới đây, cái Trích Tinh hăng hái hẳn không còn oán trách Bột Vương một lời nào. Lúc này thị vệ chạy vào thông báo công chúa Bảo Na đã đến sớm hơn dự kiến, hiện tại người đã ở trước cửa phủ rồi. Trích Tinh cùng mọi người vội vã chạy đến đó, vô tình dẫm đạp lên tấm lục vàng bị công chúa quát cho một trận. Đây là cầu hỷ thức của công chúa và Bột Vương nên không ai được phép bước vào. Nói rồi cô bảo người hầu trải thảm một mạch vào tới phủ. Còn hiểu lầm Trích Tinh là nha hoàn nên muốn cô đi làm món bánh xảo quả cho mình và Bột Vương. Đợi khi Bột Vương và Doãn Điện Hạ biết tin hối hả chạy đến thì đã thấy tiểu công chúa ở đây rồi. Trích Tinh còn đem món bánh ra mời mọi người dùng thử. Chàng nhìn thấy liền biết đây là Krat tự tay làm nên không những ăn mà còn tấm tắc khen. Quá đáng hơn, tiểu công chúa còn muốn đổi phòng với Trích Tinh bởi phòng của cô gần phòng của Bột Vương. Tinh Nhi không oán trách nửa lời lập tức dọn đồ đến phòng cho khách. Bột Vương sợ cô ấm ức nên đã đến dỗ dành. Ai ngờ Tinh Nhi không những không để ý còn dặn Bột Vương nhất định phải treo tranh của Bảo Na ở phòng ngủ. Chuyện này khiến Bột Vương hiểu lầm Trích Tinh không quan tâm, không có tình cảm với mình nên mấy ngày sau cứ hở ra là quấn lấy công chúa Bảo Na như sam. Làm Trích Tinh nhìn tức muốn nổ con mắt, đã vậy còn nắm tay đi hội chợ mà không để Tinh Nhi đi theo nữa. Không còn cách nào khác chỉ có thể lẻn đi theo phía sau mà thôi, không ngờ Bột Vương đã biết từ trước cố ý chơi cô một vố để bắt quả tang tại trận. Tinh Nhi chối leo lẻo nói mình đến đây để mau kẹo mạch nha. Bột Vương trêu chọc cắn vào thanh kẹo trên tay cô rồi nói kẹo chua thật đúng là có mùi giấm khắp nơi. Trích Tinh xấu hổ chạy té khói quay về, ai biểu ban đầu nói không ghen làm gì bây giờ phải chịu luật hoa quả thôi chị nhà ơi. Tối đó nghe tin Bột Vương muốn luyện chữ cùng Bảo Na công chúa ở thư phòng, Trích Tinh đã cảm thấy không yên tâm. Nàng mượn cớ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của công chúa, nhưng cô công chúa kia cứ một mực muốn ở riêng với Bột Vương cho bằng được, thấy vậy Trích Tinh cũng không còn gì để nói. Mà lý do mà Bảo Na muốn ở riêng cùng Bột Vương là vì buổi dạo phố hôm nay Bột Vương đã mua một túi thơm, cứ nghĩ chàng sẽ tặng cho mình nhưng chờ hoài chờ mãi không thấy gì. Đợi đến khi Bảo Na luyện chữ mệt đến nổi gục trên bàn thì Bột Vương mời đem theo túi thơm đến tìm Trích Tinh. Chàng không tìm thấy cô trong phòng nên đã bí mật để túi thơm lại, mà lúc này Trích Tinh đang xả giận với người rơm ở sân luyện võ. Tay bắn tên còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm bắn vào tay trái chàng vì chàng dám dùng nó đút cơm cho công chúa, bắn vào tay phải chàng vì chàng dùng đó để giúp công chúa luyện chữ. Đang lúc không biết bắn tiếp vào đâu thì một giọng nói từ phía sau vang lên bắn vào tim khiến Trích Tinh giật mình quay người lại. Hóa ra là Bột Vương điện hạ, chàng nắm lấy tay nàng, ra lệnh cho cô lấy dũng khí ban nãy nói tại sao muốn bắn vào tim mình. Trích Tinh nói vì trong đó chỉ toàn là hình bóng của công chúa Bảo Na, Bột Vương buông tay bắn cung tên vào ngực người rơm, chàng nói nàng không thử làm sao biết được ở đó có công chúa Bảo Na. Lúc này Trích Tinh ngượng đỏ mặt muốn rời đi, Bột Vương chỉ biết cương chiều nhìn cô mỉm cười. Phía bên này Bảo Na chợt tỉnh giấc tìm khắp cả phòng một lượt vẫn không thấy bóng dáng của Bột Vương. Cô đi dạo trong hành lang lại bất ngờ đi ngang qua phòng của Trích Tinh. Thông qua cửa sổ lại nhìn thấy túi thơm của Bột Vương, thì ra người mà Bột Vương muốn tặng túi thơm là Trích Tinh chứ không phải cô. Công chúa ấm ức chạy đến chỗ Doãn Vương cầm đao hỏi tội. Doãn Vương lúc này trong đầu suy tính muốn khiến Bột Vương đắc tội với công chúa nên đã bày cho Bảo Na một cách để cô thử nghiệm tình cảm của Tam Điện Hạ. Màn đêm trong thành buông xuống cũng là lúc các thợ săn tội phạm bắt đầu làm việc. Một trong những thợ săn tiêu biểu nổi tiếng nhất lúc này tên là Tặc Sung. Trong tháng này hắn đã bắt được 10 tội phạm đứng đầu bảng khét tiếng trong kinh thành. Chuyện này lan truyền đến tay Doãn Vương, hắn ta muốn chiêu mộ người tài làm việc cho mình. Tặc Sung này là người thấy tiền làm việc, không cần biết đối phương là ai muốn gì, chỉ cần trả đủ số tiền hắn muốn hắn sẽ chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Sáng hôm sau công chúa Bảo Na rủ Trích Tinh cùng mình vào rừng đi săn. Tuy rằng chân của Trích Tinh không được khỏe nhưng vì muốn làm công chúa vui cô ấy vẫn bằng lòng theo Bảo Na. Bảo Na nhường vật sủng của mình cho Trích Tinh, không ngờ nửa đường con ngựa này lại đột nhiên nổi điên khiến Tinh Nhi phải ngã ngựa đập đầu vào một khúc cây mà ngất xỉu. Đợi khi Bột Vương biết tin thì Tinh Nhi đã bất tỉnh, chàng sốt ruột đứng bên ngoài chờ thái y chuẩn đoán, đến khi nghe cô không có gì nguy hiểm đến tính mạng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà lúc này Bảo Na ở gian phòng đối diện không ngừng la hét bảo rằng chân của mình cũng đang bị thương không đi được muốn Bột Vương đến chăm sóc. Bột Vương điện hạ vừa nhìn sự việc liền nhận ra chuyện này không đơn giản như vậy, ngựa của công chúa là loài lành tính sẽ không dễ dàng nổi điên. Hơn nữa Trích Tinh là con nhà võ đáng lý thông thạo thuật cưỡi ngựa hơn ai hết, sao có thể ngã ngựa một cách vô lý như vậy được. Đem theo nghi ngờ Bột Vương cùng Văn Viễn đến thăm công chúa, nhìn thấy chén thuốc mà tỷ nữ mang đến cho công chúa, Văn Viễn đã biết là công chúa không hề bị thương gì cả. Bột Vương tức giận nói mình đã giết ngựa quý của công chúa rồi quăng yên ngựa ra một góc. Công chúa đau lòng chạy thật nhanh đến nhặt yên ngựa dậy, lúc bấy giờ mới lòi đuôi chuột, chân bị thương gì mà chạy nhanh còn hơn vận động viên nữa. Bột Vương càng lúc càng giận dữ giáo huấn cho công chúa một trận, rồi tiện thể tuyên bố Trích Tinh là vương phi chưa rước về của mình. Chẳng qua cô ấy tốt bụng muốn những ngày công chúa sống ở đây được vui vẻ nên mới nhường nhịn cô như vậy, không ngờ công chúa lại không biết điều còn bướng bỉnh gây chuyện. Chẳng những thế, Bột Vương còn mang trả lại hộp chanh gấm mà công chúa Bảo Na đã tặng, cô ấy chỉ cười một cái rồi mở chiếc hộp ra. Bên trong không ngờ lại là thư liên minh mà những ngày qua Bột Vương vất vả muốn có. Bấy giờ công chúa mới nói từng nhắc nhở Bột Vương bên trong hộp này có thứ quan trọng. Nếu chàng trân trọng tình cảm của mình thì sẽ thấy thư liên minh, vậy mà chàng ngay đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái.
Cảm thấy tình cảm của bản thân bị coi thường như vậy, Bảo Na tức giận đốt luôn thư liên minh trước mặt Bột Vương mặc cho chàng hết sức ngăn cản. Bột Vương cũng không nhường nhịn nữa, chàng nói sẽ bẩm báo chuyện này lên thánh thượng để ông ấy phân xử nghiêm minh, còn về chuyện con ngựa của công chúa, Bột Vương chỉ muốn hù dọa cô chứ chưa hề giết nó. Nói rồi Bột Vương quay người rời đi đến phòng của Trích Tinh, chàng đặt vào tay nàng chiếc túi thơm mà vốn dĩ Bột Vương sẽ chính tay đưa nó cho cô, miệng thì thầm Trích Tinh nàng đã chịu khổ rồi. Tối đó công chúa Bảo Na dẫn theo thị vệ và thị nữ đánh ngất tướng sĩ để rời khỏi kinh thành. Trên đường đi cô gặp một đám cướp nhưng những người này cũng chỉ là dạng tôm tép đối với thị vệ bên cạnh công chúa mà thôi, cho đến khi Tặc Sung xuất hiện thì cả đoàn thị vệ không ai chống đỡ nổi. Xem đến đây chắc có lẽ các bạn cũng đoán được phần nào kế hoạch mà Doãn Vương muốn Tặc Sung làm chính là bắt cóc công chúa rồi. Công chúa sợ hãi thúc ngựa chạy đi, nhưng sao có thể thoát khỏi tay Tặc Sung, chỉ thấy bằng vài đường quyền công chúa Bảo Na đã nằm gọn trong tay hắn không một động tác thừa. Phía bên này Doãn Vương hối hả báo tin cho Tam Điện Hạ chia nhau ra tìm kiếm, Tam Điện Hạ vừa đi thì Trích Tinh cũng đã tỉnh dậy. Đợi khi Tam Điện Hạ đến nơi thì đám người đã bắt công chúa rời đi rồi, thị vệ thì nằm la liệt trên đất không một ai sống sót. Lúc bấy giờ tướng quân Ngật Đạn mới dẫn theo người đến, ông ta hay tin tối qua vì cãi nhau với Bột Vương nên công chúa mới muốn rời thành trong đêm rồi gặp phải chuyện này. Ông ta bẩm báo chuyện này lên hoàng thượng, cố ý thêm dầu vào lửa nói Bột Vương không trân trọng công chúa còn làm mất thư liên minh, yêu cầu hoàng thượng nhốt Bột Vương vào nhà lao đợi đến khi tìm thấy công chúa rồi xử tội Bột Vương. Đương nhiên Trích Tinh biết được chuyện đã đứng ngồi không yên, nàng lập tức vào cung diện kiến thánh thượng xin ngài ấy hạ chỉ cho mình tham gia vào chuyện tìm kiếm công chúa. Hoàng thượng không do dự trực tiếp đồng ý, dẫu sao chuyện này cũng liên quan đến hòa bình hai nước, nếu thật sự công chúa Bảo Na xảy ra chuyện, Sở Quy chỉ có thể hy sinh Bột Vương mà thôi. Trích Tinh vẫn còn một thỉnh cầu nữa, đó là cô ấy muốn đến nhà lao gặp Bột Vương. Tuy nhiên chuyện này không hề dễ dàng bởi tướng quân Ngật Đạn là người canh giữ nên không cho ai được tiếp xúc với Bột Vương dù là một chút. Trích Tinh chỉ có thể hứa nếu để cô gặp được Bột Vương cô sẽ có cách tìm thấy công chúa trước giờ ngọ ngày mai. Ngược lại thì cô sẽ tự mình cùng Bột Vương đền mạng cho công chúa. Nghe vậy tướng quân Ngật Đạn cũng miễn cưỡng đồng ý. Khi gặp được Trích Tinh, Bột Vương đã cố ý bảo những chuyện chàng làm không phải vì cô nên khuyên cô đừng tốn sức nhúng tay vào làm gì. Nhưng trong lòng Trích Tinh hiểu rõ những việc Bột Vương làm vì cô nhiều không đếm xuể, người này ngoài lạnh trong nóng. Cho dù là dùng thân phận gì cũng sẽ nhất quyết bảo vệ cô cho bằng được, nhưng lần này hãy để Trích Tinh bảo vệ chàng. Nghe những lời đó của Tinh Nhi, Bột Vương không thể không động lòng ôm nàng vào lòng, chàng còn nói bản thân sẽ ở đây đợi cô nhất định phải an toàn quay về. Đến khi đó đích thân Bột Vương sẽ tự tay tặng túi thơm cho nàng, trước khi rời đi Trích Tinh muốn lấy của Bột Vương một ít máu. Thì ra Trích Tinh muốn dùng sói để tìm công chúa, nhưng mấy con sói này được Bột Vương huấn luyện nên chỉ nghe mình chàng ấy, bởi vậy chỉ khi có máu của chàng thì chúng mới ngoan ngoãn nghe lời. Trích Tinh đưa cho sói ngửi mùi của công chúa trên hộp phấn của cô ấy, rồi bảo Mạc Tiêu mở lồng để nó lần theo dấu vết của công chúa để lại. Mà bên này Tặc Sung đã sai Truy Nhất Chim Ưng của mình bay khắp nơi xung quanh để xem xét tình hình, vì thế mà anh phát hiện ra có người đến gần. Để không bị bại lộ, Tặc Sung đã bảo đám người này hãy dẫn theo công chúa đi về ngôi miếu phía trước còn mình sẽ ở lại giữ chân bọn họ. Cùng lúc đó con sói cũng lần đến nơi của đám phỉ tặc, nghe thấy tiếng chuông có mùi máu của Bột Vương nó lập tức quay về. Nhờ vậy mà nhóm của Trích Tinh có thể dễ dàng tìm thấy nơi đám phỉ tặc từng nghỉ chân, nhưng lại muộn một bước bởi khi họ đến thì chúng đã đi mất rồi chỉ còn để lại mỗi vật sủng của công chúa. Lúc bấy giờ Tặc Sung trốn sau một gốc cây lại nghe được mọi chuyện mà Trích Tinh đã nói. Hóa ra trước đó khi Bột Vương đến kiểm tra hiện trường đã phát hiện thị vệ của công chúa đều bị giết còn cô ấy thì chẳng thấy đâu. Vì vậy có thể đây chính là một vụ bắt cóc. Hơn thế ngựa của công chúa khỏe mạnh chạy rất nhanh vậy mà bây giờ mạch tượng lại nói rằng nó đang trúng độc. Chuyện này chỉ có thể hiểu theo hướng có kẻ đang âm mưu bắt công chúa để hãm hại Bột Vương mà thôi. Văn Viễn nhanh miệng suy đoán đó có thể là người của Doãn Vương bởi mọi hành tung của công chúa Doãn Vương biết rõ hơn ai hết, còn về người chăm sóc cho ngựa cũng đến từ phủ của ngài ấy. Tặc Sung ở một bên nhờ cuộc trò chuyện mà suy đoán được thân phận của những người trước mặt mình, còn biết kẻ sai anh làm chuyện này không ai khác chính là Nhị Điện Hạ. Không biết hắn đã có âm mưu gì trong đầu ngay từ khoảnh khắc này, chỉ thấy hắn đã bắn một mũi tên về phía quận chúa nhưng mũi tên này lại cứu Trích Tinh khỏi một con bò cạp độc. Không đợi nhóm người của Trích Tinh kịp thắc mắc, hắn đã lên tiếng rằng bản thân biết công chúa đang ở đâu. Mấy ngày trước có một kẻ thần bí đến chiêu mộ võ sĩ trên giang hồ, đưa cho họ một số tiền rồi bảo họ chặn đường bắt đi một người. Không ngờ người này vậy mà lại là một tiểu cô nương, chuyện này không hợp quy tắc hành tẩu giang hồ của Tặc Sung, vì thế nên hắn đã xin rút khỏi nhóm rồi rời đi. Trích Tinh nghe vậy khuyên hắn nên nói cho họ biết công chúa đang ở đâu, chuyện này có thể xem như hắn lấy công trục tội mà không truy cứu nữa. Tên này đồng ý ngay, hắn chỉ đường cho Trích Tinh đi về phía ngôi miếu hoang đằng trước, quả nhiên khi họ đến đây đã bắt kịp được nhóm người đang bắt giữ công chúa. Hải Điệp nhanh chóng ra tay cứu được Bảo Na. Bảo Na sau khi thoát nạn không những không cảm kích Trích Tinh mà còn hống hách đá cho tên Du Côn trước mặt một cước. Hắn ngã về phía sau nhân cơ hội không ai để ý đã nhặt thanh kiếm trên đất định kết liễu Bảo Na thì Trích Tinh nhanh tay ôm Bảo Na vào lòng che chắn cho cô. Tưởng chừng không thể nhìn thấy Tam Điện Hạ nữa thì lúc này một mũi tên từ đâu bay đến giết chết tên bắt cóc. Đợi khi mọi người bình tĩnh lại mới nhận ra người này là kẻ lúc nãy,
Tạc Sung lúc bấy giờ mới cảm thấy Trích Tinh thật thú vị. Vào thời khắc sống chết lại không màng đến tính mạng của bản thân, đến khi Hải Điệp định đưa Tạc Sung quay về thẩm tra thì Trích Tinh đã lên tiếng để hắn đi. Tên này không quên đòi một chút lợi từ Trích Tinh, hắn ta bắt cô ký vào giấy nợ, khi nào hắn nghĩ ra cần gì sẽ đến gặp cô. Cảm thấy tên này rất kỳ quái đến bản thân cô cũng không hiểu hắn thật sự muốn gì. Sau đó cô bí mật dẫn công chúa Bảo Na quay về diện kiến thánh thượng, ông ấy rất mừng vì Trích Tinh lập được công lớn cứu công chúa Bảo Na, nhưng vẫn không hiểu tại sao Trích Tinh không để ông ấy công khai chuyện này ra bên ngoài. Trích Tinh đáp tạm thời vẫn chưa được, bởi cô nghi ngờ kẻ đứng sau vụ này đang toan tính bắt cóc công chúa để hãm hại Bột Vương. Hiện tại Trích Tinh đã cho người mai phục ở ngôi miếu hoang tại nơi tìm thấy công chúa, chỉ cần kẻ đứng sau đến đó liền bị tóm ngay, hoàng thượng trực tiếp đồng ý để Trích Tinh đi lo chuyện này. Tối đó Tạc Sung lại đến tìm Doãn Vương điện hạ, hắn nói phía Bột Vương đã nghi ngờ chuyện bắt cóc công chúa là do nhị điện hạ làm rồi, hoàng thượng cũng đã đồng ý cho họ giăng bẫy kẻ đứng sau. Nghe vậy Doãn Vương liền sợ hãi hỏi Tạc Sung muốn gì, hắn nói bản thân chẳng muốn gì cả, hiện tại chỉ có hắn mới cứu được nhị điện hạ thôi, còn việc trả công thì tùy người. Tạc Sung đưa ra cho nhị điện hạ một chủ ý, đó chính là tìm kẻ chết thay mình là xong chuyện. Đương nhiên Doãn Vương biết chuyện này, nhưng người làm trong Doãn phủ sao có thể bạo gan như vậy được, dù sao cũng không tránh khỏi liên lụy đến hắn. Tạc Sung lại nói có một người rất thích hợp, chẳng qua không biết nhị điện hạ có nhẫn tâm hay không thôi. Ngày hôm sau khi mọi người chuẩn bị đi bắt hung thủ thì Bột Vương xuất hiện, hóa ra hoàng thượng đã thả chàng ấy ra ngoài. Bột Vương rất vui trao túi thơm cho nàng, còn nàng thì trao kiếm cho chàng, cả hai hạnh phúc tay trong tay cùng đi bắt hung thủ. Nói vậy thôi chứ chuyện gì trả đến tay Văn Viễn Mạc Tiêu, hai người họ đứng đợi đã nửa canh giờ cũng chẳng thấy bóng ma nào, đang định thả lỏng một chút thì một nhóm người ầm ầm kéo đến. Kẻ cầm đầu nói chỉ cần đợi một chút bọn phỉ tặc sẽ đem công chúa lại, đến khi đó chỉ cần đưa công chúa quay về an toàn là hết chuyện. Mạc Tiêu từ bên trong một kiếm bay ra ngoài uy hiếp hung thủ, không ngờ kẻ này vậy mà lại là thừa tướng Kim Tường. Hải Điệp Văn Viễn song kiếm hợp bích trong vòng một nốt nhạc đã xử lý xong đám người này, tối đó Tạc Sung lại tìm đến Doãn Vương đưa cho ngài ấy một lọ thuốc. Tuy nói chuyện này do một mình thừa tướng lên kế hoạch nhưng người đời đều biết nhị điện hạ vốn thân thiết với thừa tướng, vì vậy chỉ có thể chứng minh sự trong sạch bằng cách giả chết. Trong tay hắn là một lọ thuốc không màu không mùi không vị, khi uống vào mạch sẽ ngừng đập trong một thời gian, sau đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Hoàng thượng lại tin Doãn Vương điện hạ vì chứng minh sự trong sạch mà không màng tính mạng nên cũng thôi nghi ngờ nhị điện hạ. Ông ấy đã ban lụa là gấm vóc để thưởng cho quận chúa, đồng thời để Bột Vương được quay trở về phủ của mình. Lúc này Bảo Na đang cảm ơn Trích Tinh vì khoảng thời gian qua đã chăm sóc cũng như bảo vệ mình. Bảo Na đã thua tâm phục khẩu phục, cô ấy bằng lòng nhường Bột Vương cho Trích Tinh. Đúng lúc Bột Vương điện hạ quay về, Bảo Na căn dặn ngài ấy phải đối xử tốt với Trích Tinh, nếu không cô ấy sẽ đến hỏi tội Bột Vương. Tối hôm đó thấy Trích Tinh cầm cung tên ngồi một mình, Bột Vương đã tiến lại hỏi cô thích chiếc cung tên này làm sao. Trích Tinh đương nhiên thích, cô sẽ dùng nó vào ngày san bằng nước Tấn để hỏi tội vua Tấn báo thù nợ máu cho cha. Bột Vương nhìn thấy cô như vậy trong lòng lại bắt đầu thấy giữa họ có chút khoảng cách, Bột Vương làm sao có thể để nàng biết thuộc hạ của mình mới chính là người giết cả gia đình nàng ấy. Trong khi nàng muốn một tình yêu bình dị không có những lời nói dối và sự lừa gạt thì chàng lại đang có quá nhiều bí mật buộc phải che giấu nàng. Suy đi nghĩ lại vẫn là không thể cho Trích Tinh một tình yêu như cô mong muốn, ngược lại còn có thể khiến nàng gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vì vậy Bột Vương đã quyết định chấm dứt tình cảm không để Trích Tinh lún sâu vào chuyện này nữa. Những ngày sau đó Bột Vương liên tục dùng thái độ lạnh nhạt cùng lời lẽ khó nghe để khiến Trích Tinh càng ngày càng chán ghét tránh xa mình. Từ đó có thể khiến cô không còn tình cảm đối với anh. Đúng lúc này hoàng thượng lại hạ lệnh để Bột Vương dẫn theo Trích Tinh đến Ngật Đạn để lấy thư liên minh. Trên đường đi hãy ghé thăm Khuê Châu để cô ấy có thể cảm động mà toàn tâm toàn ý dốc hết sức vì Bột Vương. Bột Vương nghe vậy liền suy nghĩ trong lòng phải mau chóng đẩy Trích Tinh tránh xa những rắc rối nàng càng sớm càng tốt. Tối đó khi Trích Tinh hớn hở dọn đồ đạc thì lại gặp một chữ Đoạn trong phòng của Bột Vương. Khi cô muốn hỏi chàng về nó thì lại nhận được những thái độ vô cùng thờ ơ làm cô cũng không biết mình đã sai chỗ nào mà mấy ngày nay chàng ấy lại xa lánh cô như thế. Tối đó Tạc Sung và Doãn Vương lại tiếp tục bàn đối sách để có thể trừ khử Bột Vương. Doãn Vương đã bí mật gửi thư cho vua Tấn, ông ấy cũng đồng ý trợ giúp Doãn Vương một tay diệt trừ Bột Vương. Nhiệm vụ của Tạc Sung bây giờ đó chính là trà trộn vào đoàn của Bột Vương, sau đó nhân cơ hội dụ hắn ra một chỗ riêng rồi sẽ có người xử lý hắn. Sáng hôm sau bỗng nhiên nhìn thấy Tạc Sung xuất hiện trong đoàn khiến Trích Tinh vô cùng ngạc nhiên, khi hai người đang trò chuyện vui vẻ đã thu hút sự chú ý của Bột Vương. Hỏi Văn Viễn mới biết Tạc Sung là mã sư của đoàn họ, phụ trách chăm sóc ngựa lý lịch vô cùng trong sạch. Khi tiến lại gần hỏi thì càng bất ngờ hơn khi Tạc Sung có vật sủng có thể dò đường, Bột Vương liền cho hắn 100 lượng phụ trách thêm việc dò đường cho mình. Tạc Sung thấy tiền hai mắt liền sáng rỡ đồng ý ngay. Thấy vậy Trích Tinh nhoi nhoi muốn giới thiệu thêm về Tạc Sung nhưng tiếc là Bột Vương chẳng thèm để ý gì đến cô. Sau hai ngày đi đường vất vả cuối cùng họ cũng đến được Khuê Châu, thành chủ tân nhiệm đón tiếp vô cùng nồng hậu. Ông ta còn cố tình sắp xếp chỗ chu đáo đón tiếp Bột Vương và Bột Vương phi, chưa kịp đợi Trích Tinh vui vẻ thì anh liền tạt một gáo nước lạnh cho cô. Bột Vương bảo khó khăn lắm mới quay về quê hương nên Trích Tinh cứ việc về thăm Mã phủ và không cần đi theo mình nữa, vì thế nên bảo thành chủ không cần chuẩn bị phòng cho cô ấy.
Nghe đến đây, Trích Tinh đứng người tại chỗ không biết nói thêm gì, nhìn thấy cô buồn bã như vậy. Tạc Sung liền bày cho cô một cách để lấy lòng Bột Vương, hắn bảo thành chủ tìm người dạy cho Trích Tinh nhảy điệu dương nữ nổi tiếng của thành Khuê Châu. Ban đầu Trích Tinh còn do dự vì chân cô có vết thương, sợ rằng bản thân nhảy không đẹp lại trở thành trò cười nên thôi. Nhưng dưới sự động viên cổ vũ của Tạc Sung, cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần để học nhảy. Tạc Sung nhân cơ hội này chuồng đến một nơi gặp mặt một người, người này là tướng quân của nước Tấn. Hắn đến nhận thư cũng như lệnh bài được Tạc Sung làm giả của công chúa Bảo Na, kế hoạch là dùng những thứ này để dụ Bột Vương một mình đến nơi được giăng bẫy. Tối đó khi Trích Tinh bắt đầu xuất hiện trên sân khấu cùng với điệu nhảy uyển chuyển thướt tha đã khiến Bột Vương không thể rời mắt khỏi cô được một giây phút nào cả. Tưởng chừng đã có thể khiến Tam Điện Hạ thích mình nhưng không, anh lại chê bai cô bước chân khập khễnh chẳng khác nào vịt múa điệu thiên nga. Còn lôi kéo một nhóm người khác nói những lời khó nghe khiến Trích Tinh mất mặt trước bá tánh của thành Khuê Châu, cô không thể chịu được nữa bèn quay trở về. Đợi khi Trích Tinh đi rồi, Bột Vương mới bắt đầu tính sổ những kẻ lúc này mỉa mai cô. Ủa alo, sao ban đầu hỏng nói dị đi, những kẻ mỉa mai Trích Tinh, người thì bị giáng chức, kẻ thì bị nắm thóp tham quan bắt nộp lại hết tài sản, người còn lại thì nộp gấp đôi thuế nhưng không được lấy của dân, người nào người nấy ai cũng đều không có kết cục tốt. Đêm đó khi Bột Vương quay về phòng vẫn thấy Trích Tinh ngồi đợi mình. Khi nhìn thấy Bột Vương đã ngà ngà say quay về thì vốn dĩ Trích Tinh muốn rời đi nhưng lại bị anh kéo lại, Bột Vương lôi cô lên giường muốn cưỡng ép cô làm chuyện phu thê. Trích Tinh sợ đến nỗi nhắm nghiền cả hai mắt chỉ biết khóc chịu trận, thấy cô như vậy trong lòng Bột Vương cũng không nỡ mà ngồi dậy. Trích Tinh không những không tức giận còn nói bản thân chưa chuẩn bị sẵn sàng nên xin lỗi Bột Vương. Tam Điện Hạ chẳng quan tâm đuổi Trích Tinh đi, cố ý để thành chủ đưa một nữ tử khác tới phục vụ mình, Trích Tinh đau buồn rời đi. Sau khi cô rời đi, Văn Viễn đã bẩm báo hành tung của Tạc Sung hôm nay rất lạ, đã rời khỏi thành để đi gặp ai đó, Bột Vương lập tức đưa người đến nó. Không ngờ hắn chỉ nói mình xuất thành để mua kẹo hồ lô cho Trích Tinh, chuyện quá đáng hôm nay Bột Vương làm với quận chúa có ai mà không biết. Bột Vương chỉ nói lần này là cảnh cáo Tạc Sung, sau đó Tạc Sung lại phát hiện Trích Tinh biến mất nên liền đến tìm Bột Vương để nhờ ngài ấy lục soát thành. Bột Vương miệng thì nói không muốn làm lớn mọi chuyện, nhưng sau lưng lại cho người đi khắp nơi tìm kiếm. Mà lúc này Trích Tinh đang lang thang ở núi Lan Thú, cô đi vào nơi lần đầu gặp Lang Tử, sau một đêm dài không ăn uống lại còn mắc mưa làm cô kiệt sức ngã xuống đất. Lúc bấy giờ Bột Vương xuất hiện, chàng hái lá bạc hà sắc cho cô uống, đợi đến khi cô bớt sốt mới rời đi. Cùng lúc đó Tạc Sung cuối cùng cũng tìm thấy cô, nhìn thấy cô buồn bã như vậy liền an ủi để cô cảm thấy vui vẻ trở lại. Trích Tinh nói mình đến đây để tìm một ít dũng khí, cô sẽ cần nó để đối mặt với cuộc hôn nhân này. Bởi Mã Gia Quân cần nó, Hoàng thượng cần nó, cô phải vui vẻ chấp nhận nó dù cho có bất cứ chuyện gì. Lúc này Tạc Sung càng lúc càng thấy thương cảm cho cô gái nhỏ bé nhưng đã phải gánh vác nhiều trọng trách như vậy. Khi cả hai quay về doanh trại thì một binh sĩ ngật đạn đã đem thư cùng tín vật của công chúa Bảo Na đến mời Bột Vương gặp riêng một chuyến. Bột Vương đã nhờ Trích Tinh xác minh chữ viết, quả thật nó là của công chúa Bảo Na. Trước khi rời đi, Trích Tinh đã nói thời gian qua là do cô tự mình đa tình. Bây giờ đã nhận ra mọi chuyện nên sẽ không làm khó Bột Vương nữa. Cô sẽ quay về thành Khuê Châu mà không đi tiếp cùng Bột Vương. Từ đây về sau giữa họ chỉ là tình cảm trên danh nghĩa vợ chồng trước mặt mọi người, mạnh ai nấy sống cuộc đời của mình là được. Khi Trích Tinh rời đi, cô không hề biết Bột Vương đã nghiền chặt hai tay, nước mắt thì trực chờ rơi bất cứ lúc nào, nhưng chỉ có làm như vậy mới có thể bảo vệ Trích Tinh mà thôi. Tạc Sung nhìn thấy cảnh này mà ngứa mắt liền có mấy câu cà khịa Bột Vương. Hơn nữa còn từ chối tiếp tục dò đường cho Bột Vương mà cùng rời đi với Tinh Nhi. Tinh Nhi vừa mới đi chưa được bao lâu thì Tạc Sung đã đuổi theo sau. Anh còn cố ý ôm Tinh Nhi vào lòng để an ủi cô. Phía bên này Bột Vương cho Mạc Tiêu dẫn người đến tháp Nam Liêu để đón Tứ Điện Hạ. Hóa ra sau đợt công chúa Bảo Na được giải cứu lần trước, quốc vương Giật Ngạn cũng đồng ý để Tứ Điện Hạ bao nhiêu lâu nay làm con tin hòa bình giữa hai nước có thể quay về. Còn Tam Điện Hạ thì sẽ dẫn theo một nhóm người để đến rừng Hổ Phù. Sáng hôm sau khi Tinh Nhi tỉnh dậy đã đi tìm khắp phòng trọ nhưng cũng chẳng thấy Tạc Sung ở đâu cả. Đang lúc cô muốn đi tìm thì lại gặp công chúa Bảo Na. Cô ấy nói mình cùng Tứ Điện Hạ chờ ở tháp Nam Liêu quá chán nên mới muốn tìm Trích Tinh để nói chuyện. Lúc này Trích Tinh mới ngạc nhiên hỏi chẳng phải cô có cuộc hẹn với Bột Vương hay sao. Bảo Na còn bất ngờ hơn Trích Tinh, hẹn gì chứ, cô có viết bức thư nào tới cho Bột Vương đâu. Trích Tinh bây giờ mới nhận ra có kẻ muốn ám hại Bột Vương đây mà, liền cầu xin công chúa cho một binh lính chạy về tháp Nam Liêu xin cứu viện, còn bản thân sẽ đến đó trước để xem tình hình. Bột Vương phía bên này trúng kế của kẻ xấu bị nghìn tiễn liên tục lao tới, phía trên còn hạ lồng gỗ muốn bắt Bột Vương cùng Văn Viễn. Cũng may là Bột Vương né được nhưng Văn Viễn thì không may mắn như thế. Chưa kịp phản ứng thì lại bị hai sợi dây quấn chặt vào tay kéo Bột Vương lên cao. Tướng quân của bọn chúng ra lệnh thì một số cọc từ dưới đất phóng lên nhắm vào Bột Vương. Mà lúc này, Trích Tinh cùng Bảo Na đang làm một cáp treo bằng dây để có thể đi xuống phía của Bột Vương. Trích Tinh dũng cảm vừa trượt vừa cầm cung tên từng mũi hạ gục kẻ địch hàng loạt trước mắt. Bột Vương thấy tình thế nguy hiểm phá xích lao xuống hỗ trợ Tinh Nhi. Tạc Sung phía này cũng đã thấy thư cầu cứu của Tinh Nhi để lại, anh ta vội vã chạy vào rừng. Khi cả đám chuẩn bị bỏ trốn thì kẻ địch tập kích liên tục đuổi theo. Một mũi tên không có mắt lao về phía Tạc Sung, Tinh Nhi đã đỡ lấy mũi tên đó giúp Tạc Sung thoát nạn.
Tạc Sung bây giờ mới ý thức sự việc đã trở nên nghiêm trọng, bèn bảo Bột Vương bế nàng đi trước, còn hắn sẽ ở lại cản bước đám người này. Khi tất cả đã rời đi thì binh lính của nước Tấn giả dạng quân Ngật Đạn mới tá hỏa nhận ra người đứng trước mặt họ là thiếu soái tiền nhiệm. Tuy nhiên hiện tại Tạc Sung đã không còn muốn quay về nước Tấn gì đó để làm thiếu soái nữa, chỉ hỏi tướng thủ lĩnh một chuyện là vụ án diệt môn của Mã Gia có liên quan đến nước Tấn hay không. Tướng thủ lĩnh nói mình không biết gì cả, hắn còn hỏi Tạc Sung không định về với họ sao. Tạc Sung nói mình còn có người đáng quan tâm hơn đang đợi. Bên này Bột Vương đang rất lo lắng bởi mũi tên bắn vào chỗ nguy hiểm, rút ra thì sẽ mất quá nhiều máu mà chết, nhưng nếu không rút cũng sẽ chết. Tạc Sung lo lắng bảo Văn Viễn nhất định phải cứu sống Trích Tinh. Văn Viễn lại gần bắt mạch lại không thấy mạch tượng của quận chúa đâu cả. Lúc này Bảo Na mới nhớ ra bản thân còn một viên đan dược được pháp sư đặc biệt tinh chế. Quả nhiên sau khi dùng xong, mạch tượng của quận chúa đã trở nên ổn định hơn, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Sau khi Tinh Nhi tỉnh lại, Bột Vương đã lo lắng đến tìm cô, nhưng Tinh Nhi lại nói cô chỉ cần một mình Tạc Sung ở lại, những người khác hãy rời đi đi. Tạc Sung tức giận vì cô ấy lại làm nhiều chuyện ngu ngốc vì mình như thế, trong lòng vô cùng cảm động. Sau khi nghe Tinh Nhi kể về lang tử, Tạc Sung đã nguyện làm lang tử thứ hai bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Mạc Tiêu bên này đem mũi tên rút ra từ người của quận chúa đưa cho Bột Vương xem xét. Nhìn đầu mũi tên liền nhận ra đây là mũi tên của nước Tấn, chuyện này khiến Bột Vương nghi ngờ là do người Tấn gây ra. Cùng lúc đó ở kinh thành, Doãn Vương điện hạ tức giận vì lần này không thể giết chết được Bột Vương, hắn còn muốn lên kế hoạch khác để giết Bột Vương. Hơn nữa nếu cần có thể thủ tiêu tứ điện hạ bất cứ lúc nào, Doãn Vương phi đứng bên ngoài nghe được vô cùng sợ hãi. Cô đi và quỳ xuống cầu xin Doãn Vương đừng làm những chuyện sai trái nữa, họ đều là huynh đệ của Doãn Vương điện hạ mà. Doãn Vương không những không nghe còn vô tình đẩy ngã Vương phi làm cô sảy thai. Phía bên này đích thân công chúa Bảo Na đã dẫn Sở Hữu Trinh tứ hoàng tử đến gặp Bột Vương. Trái lại với hình ảnh huynh đệ thân thiết thì tứ điện hạ vừa gặp Bột Vương đã nổi nóng mắng chửi liên hồi, Bột Vương cũng không chấp nhất trẻ con để cho cậu đi. Vừa quay đầu đã muốn đến thăm Bột Vương phi bởi cậu nghe nói Mã quận chúa cũng chẳng ưa Bột Vương gì mấy nên muốn kết đồng minh, nhờ vậy mà quen biết được Tạc Sung ca ca và Trích Tinh tỷ tỷ. Cùng lúc đó ở kinh thành, Doãn Vương phi bí mật gửi thư tố cáo tội lỗi của phu quân mình đến hoàng thượng. Ông ấy sau khi biết mọi chuyện lập tức cho Bột Vương hồi kinh, đến khi tứ điện hạ về đến nơi thì nhị điện hạ đã bị bắt trị tội từ sớm. Tứ hoàng tử cầu xin phụ hoàng giảm nhẹ tội lỗi cho ca ca của mình, nhưng Sở Quỳ một mực đày hắn đi canh giữ hoàng lăng mãi mãi không được quay về. Tứ điện hạ lại quay sang trách móc Bột Vương lạnh lùng ích kỷ đã hại chết đại điện hạ, giờ lại còn khiến nhị điện hạ bị phế. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trích Tinh không kiềm được nỗi tò mò nên đã mạn phép hỏi hoàng thượng. Hóa ra năm đó khi tam điện hạ cùng đại điện hạ tham gia chiến trường đánh Tấn thì đã gặp chuyện không may. Tứ điện hạ lúc này vì tinh nghịch mà lẻn khỏi hoàng cung đến đón hai vị huynh trưởng. Không ngờ thứ tứ hoàng tử đón được chỉ có mình Bột Vương, hỏi ra mới biết họ bị phó tướng bán đứng phản bội, vì vậy mà quân Tấn chiếm thế thượng phong đang thừa thắng đánh tới. Đại điện hạ tự nói mình muốn ở lại giữ chân chúng nên bảo Bột Vương đi trước, vì vậy mà từ đó đến bây giờ cái chết của đại điện hạ trong lòng Hữu Trinh luôn là lỗi của Bột Vương. Sau khi biết được chuyện này, Trích Tinh vì muốn an ủi tứ điện hạ đã cầu xin hoàng thượng cho mình được lo lễ dỗ của đại điện hạ trong lần tới. Đang lúc cả nhóm bàn chuyện vui vẻ thì người hầu lại báo Bột Vương đã cử người đến đón Trích Tinh quận chúa hồi phủ. Trích Tinh khi về đến cửa phủ lại suy nghĩ mãi mà không dám vào, cô sợ bản thân khi bước vào nơi tràn ngập kỷ niệm này lại bất giác mà động lòng một lần nữa. Mà Bột Vương ở bên trong cũng đã nghe thấy chuông đồng trên người cô kêu lên liền biết Tinh Nhi đã về. Một lát sau Trích Tinh cuối cùng cũng lấy hết can đảm đến chào Bột Vương, cô còn nói mấy ngày đến cô sẽ đến ở phủ của tứ điện hạ để lo liệu đám dỗ cho đại điện hạ. Nghe vậy Bột Vương cầm theo nha liêu kiếm nói mình sẽ đến binh bộ thượng thư ở trong vòng 3 tháng để cô khỏi phải khó xử. Cứ như vậy một người thì hết luyện binh đến luyện võ, còn một người thì vùi đầu vào công việc để quên đi buồn bã. Thuộc hạ của họ nhìn chủ nhân như vậy cũng chẳng đành lòng nên đã lên kế hoạch để họ có thể gặp nhau một lần. Hôm nay đúng dịp Trích Tinh cùng Tạc Sung đi hội chợ thì Hải Điệp cũng nhân cơ hội đó dụ Bột Vương đến đó. Khi ấy Tạc Sung vì phải lấy lại túi tiền bị trộm cho Mã Tịnh nên đã rời đi một lát, lúc này Trích Tinh lại bị thu hút bởi một sạp trò chơi bắn tên bên đường. Phần thưởng là mộng hồ điệp mà cô nương nào cũng muốn có, tiếc thay chỉ có nam nhân mới được tham gia, Tinh Nhi cũng chẳng để ý quay đầu không ngờ lại gặp Bột Vương. Ông chủ kia lại lôi kéo để Bột Vương giúp Tinh Nhi tham gia bắn tên giành phần thưởng. Chưa kịp bắt đầu thì Tạc Sung đã chạy về cả hai vì thể hiện trước mặt Tinh Nhi nên liền muốn so tài, kẻ tám lạng người nửa cân. Bao nhiêu vòng trước hồng tâm đều có thể bắn xuyên, đến khi này Tạc Sung lại muốn ra vẻ nếu ván cuối hắn thắng thì sẽ giành được mộng hồ điệp còn dùng tiền bao cả phố đi uống rượu. Quả nhiên không chuyện gì làm khó được Tạc Sung. Chỉ thấy một thanh kiếm làm tên bắn ra khiến bao nhiêu vòng đồng cũng không địch nổi. Đến lượt Bột Vương hắn định rút kiếm nhưng do dự rồi lại thôi, mà chuyện này đều bị Trích Tinh nhìn thấy hết. Tạc Sung giành chiến thắng khiến cả phố nhao nhao kéo chàng đi uống rượu, nhân cơ hội này Bột Vương bế Trích Tinh đến một nơi khác. Anh chỉ muốn hỏi cô vết thương thế nào rồi sao vẫn còn ho mãi thế, Tinh Nhi đương nhiên không muốn chàng ấy giả vờ quan tâm mình nên tức giận rời đi. Không ngờ vô tình đánh rơi cái túi thơm mà trước đó Bột Vương đã tặng, chàng lại thừa dịp trêu chọc cô mãi không quên được mình liền ném túi thơm bay theo gió. Tạc Sung bây giờ mới hùng hổ xuất hiện trước mặt họ kéo Tinh Nhi rời đi.
Khi này Tinh Nhi lại nhìn thấy Bột Vương đứng trên cầu tay đưa lên đón chờ túi thơm rơi đúng vị trí mà anh đã định. Nhìn hình ảnh này sao quen thuộc đến lạ. Cô bất giác nhớ về Lăng Tử mà miệng không ngừng thì thầm, đúng rồi, chỉ có Lăng Tử mới nhìn thấy gió, nhất định chàng ấy là Lăng Tử. Cô vội vã lên ngựa phóng như bay ra vách núi ở ngoại ô. Cô hỏi Tạc Sung, nếu là một người có võ công cao cường rơi từ đây xuống thì có ngủm củ tỏi không? Tạc Sung, trừ khi người này có bản năng sinh tồn cực cao, nếu không thì người thường rơi xuống khó sống nổi. Trích Tinh nhớ về lần Bột Vương cũng mình cũng bay xuống vách núi cao như thế này nhưng vẫn bình an vô sự, nghi ngờ Bột Vương chính là Lăng Tử trong lòng Trích Tinh càng ngày càng lớn. Hôm sau cô quay về phủ Tứ Điện Hạ, nói mình đã tìm được Long Thiệt Kiếm của Đại Điện Hạ. Một lát sau Bột Vương nhận được tin Tạc Sung làm càng bắt nhốt Tứ Điện Hạ để uy hiếp Hoàng Thượng. Khi Bột Vương đến nơi uống xong chén rượu, Hoàng Thượng Ngự Ban liền nhanh chóng bước vào phủ một mình. Phía bên trong Tứ Điện Hạ đã bị trói trên ghế, còn Tạc Sung thì luôn kề kiếm vào cổ cậu ấy. Bây giờ Tạc Sung mới cho Bột Vương biết trong căn phòng này có đàn hương. Chỉ cần hít quá 3 canh giờ lục phụ ngũ tạng sẽ khó cứu, nhưng hiện tại hắn chỉ có 2 viên thuốc. Đương nhiên một viên trong số đó là của Tạc Sung, viên còn lại Tạc Sung muốn hai huynh đệ họ tương tàn nhau để giành lấy sự sống. Bột Vương không nghĩ ngợi lao đến giành lấy viên thuốc rồi ép Tứ Điện Hạ uống, còn mình sẽ quyết sống chết với Tạc Sung. Bỗng nhiên lúc này Hoàng Thượng và Tinh Nhi từ bên ngoài đi vào, hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch do Trích Tinh dựng lên để Hoàng Thượng và Tứ Điện Hạ có thể nhìn rõ tấm lòng của Bột Vương. Cô còn nói thanh kiếm trên tay Bột Vương là do đúc từ hai đoạn kiếm bị gãy là Nha Liêu và Long Thiệt. Nếu Bột Vương là người thấy chết không cứu như lời Tứ Điện Hạ nói thì cần gì trân trọng Long Thiệt kiếm như vậy. Bây giờ Hoàng Thượng cũng không muốn giấu giếm nữa. Ông ấy nói ra sự thật rằng ngày đó khi Tam Điện Hạ và Đại Điện Hạ thất thủ vì do phó tướng phản bội thì Đại Điện Hạ đã bị chúng lừa, chúng phải kịch độc không sống được bao lâu. Phía bên này phản quân lại muốn tập kích Tứ Điện Hạ nên Đại Điện Hạ chỉ đành đưa ra quyết định sống còn để Tam Điện Hạ đi cứu đệ đệ của họ, vì vậy mà Đại Điện Hạ mới hy sinh. Biết được mọi chuyện, Hữu Trinh lại tự trách mình có lỗi vì mình tinh nghịch mà Đại Điện Hạ mới mất mạng, lại còn bao nhiêu năm qua trách lầm Tam huynh như vậy nữa. Khi Bột Vương đến an ủi thì Tứ Điện Hạ đã đưa cho anh một tờ giấy của Trích Tinh nói vực núi ngoại ô tính mạng nguy kịch khiến chàng ba chân bốn cẳng mà chạy. Hóa ra Tinh Nhi đã nhận ra được thân phận Lăng Tử của Bột Vương từ sớm, nàng chỉ thắc mắc mãi sao Bột Vương không chịu nhận mình. Phải chăng anh vẫn còn trách cô vì chuyện cô đã đuổi anh đi ở Khuê Châu? Thấy Bột Vương vẫn một mực phủ định, cô liền buông mình thả rơi tự do xuống vực thẳm. Lăng Tử không ngần ngại mà cũng nhảy theo để đỡ được cô. Khi cả hai được một phen hú vía thì cuối cùng cũng an toàn, đến bây giờ Bột Vương mới thừa nhận mình là Lăng Tử. Không phải vì anh giận cô mà là vì Sở Quỳ không muốn để anh nói ra thân phận của mình với bất cứ ai. Nếu còn biết giữa họ có quen biết từ trước thì Hoàng Thượng lại càng tức giận. Tinh Nhi không quan tâm chuyện đó, chỉ cần tìm lại Lăng Tử của mình thì cô không màng đến mọi chuyện. Cô hứa sẽ cùng anh đối mặt với tất cả. Cuối cùng thì Lăng Tử đã trở về bên cạnh Tinh Nhi rồi. Cả hai vui vẻ nắm tay nhau quay về phủ. Họ sẽ không bao giờ có thể chia lìa nhau nữa. Khi Trích Tinh quay về đã gặp Tạc Sung chờ sẵn. Hóa ra lúc nãy anh đứng bên cạnh vách núi đã nhìn thấy tất cả. Trong lòng cảm thấy khó chịu liền muốn đưa Tinh Nhi đến nơi lần đầu họ gặp nhau. Tạc Sung nói hắn từ một nơi xa xôi lưu lạc đến đây làm một thị vệ nhỏ nhoi ở phủ Tứ Hoàng Tử, cũng chỉ mong có thể âm thầm bảo vệ Tinh Nhi. Mong chỉ có thể trở thành Lăng Tử thứ hai mãi mãi bên cạnh cô, nhưng lại không thể ngờ rằng Bột Vương chính là Lăng Tử. Nay cũng không còn lý do gì có thể níu kéo nên hắn quyết định rời đi. Trước khi đi hắn muốn cô trả nợ và làm cho hắn 3 điều. Điều thứ nhất là tặng một viên lục lạc trong chuông đồng của cô làm kỷ niệm. Chuyện thứ hai là muốn cùng cô lừa bắt Bột Vương. Khi Bột Vương sập bẫy, Tạc Sung đã hả hê kéo mỹ nhân vào lòng. Không ngờ Bột Vương lại có thể thoát dây ra để đánh với Tạc Sung một trận. Cả hai cứ như trẻ con tranh giành kẹo làm Trích Tinh phải đau đầu tách họ ra. Tạc Sung vậy là chỉ đành tạm biệt rời đi. Trước khi đi hắn nói cô còn nợ hắn một chuyện nhưng hiện tại vẫn chưa biết cô phải làm gì nên lần tới khi cần hắn sẽ đến. Cũng nhờ vậy mà anh chị nhà mình mới có một buổi hẹn hò trên núi đúng nghĩa. Tâm sự qua lại cũng biết trong 8 năm vừa qua Bột Vương phải sống rất khổ sở. Sở Quỳ huấn luyện những người như họ chỉ để dùng vào mục đích riêng mà không ai biết tới. Tinh Nhi an ủi, quá khứ chàng thế nào ta không biết, nhưng tương lai ta muốn cùng chàng ở bên cạnh nhau làm tất cả mọi chuyện. Nói rồi cô chồng người hôn Bột Vương một cái. Đối mặt với những lời chân tình đó, Bột Vương cũng không kiềm được mà đáp trả cô quyết liệt. Nhưng họ nào ngờ Hoàng Thượng phía bên này nhìn hai con rối cùng với lời kể của Mã Tịnh đã biết Tinh Nhi và Bột Vương có quen nhau từ trước. Hơn nọ hai người họ còn giấu ông ấy chuyện này. Hoàng Thượng tức giận nhưng cũng không nói gì, liền lập tức quay về cung. Hai anh chị nhà mình bên này vẫn nắm tay nhau quay về thành Khuê Châu dạo phố. Tại đây Bột Vương cùng đám trẻ con trong đó chơi đùa. Một bé gái trùng hợp là con của ông chủ quán trọ trước đó Bột Vương đã đến thuê ở, anh liền bị bé gái này nhận ra. Đến khi cô bé quay về nhà đã nói người đàn ông đi bên cạnh quận chúa rất giống với người đã bao cả quán trọ của họ hôm đó. Bột Vương và Trích Tinh không biết sắp có chuyện xảy đến vẫn đi chơi rất nhiệt tình. Bỗng nhiên Mạc Tiêu xuất hiện cảnh báo Bột Vương hãy cẩn thận vì Hoàng Thượng đã biết chuyện của họ rồi. Phía bên này ông chủ quán trọ tin lời con gái đem những chuyện đó nói cho Mã Phong. Vào đêm cả nhà Mã ra gặp chuyện nhóm người này cũng mất tích trong nhà trọ của mình. Mã Phong nghe xong biết người đi bên cạnh công chúa là Bột Vương thì nhắc nhở ông chủ đừng nên lo chuyện bao đồng mà dính líu đến rắc rối. Nghe vậy ông chủ quán cũng im lặng quay về.
Bột Vương khi quay về kinh thành đã tức tốc đến trước mặt hoàng thượng nói hết mọi chuyện, đồng thời cũng nhận hoàn toàn tội lỗi về phía mình. Hoàng thượng chỉ hỏi Bột Vương một câu: "Nếu ngày nào đó ông ấy ra lệnh để anh đi xử lý Trích Tinh thì anh có làm được không?" Bột Vương liền nói: "Vậy thì khi đó anh không thể không làm theo hoàng mệnh." Bây giờ hoàng thượng mới nói: "Đương nhiên nếu Mã Trích Tinh không gây cản trở gì đối với ông ấy thì vẫn phải giữ cô lại để vuốt giận Mã Gia Quân." Đồng thời ông ấy còn đưa cho Bột Vương một bức thư, trên đó là nội dung mà gián điệp hoàng thượng cử đến bên cạnh Mã Phong nghe ngóng được. Hắn nói cha con ông chủ quán trọ đã nghi ngờ thân phận của anh, mặc dù Mã Phong không tin nhưng cũng không thể để họ tiếp tục tồn tại được. Chuyện này là của Bột Vương nên ông sẽ để anh hoàn toàn tự giải quyết. Ngoài mặt là như vậy nhưng trong lòng hoàng thượng vẫn lo sợ Bột Vương phản bội mình, vì vậy đã đến gặp một người. Cô gái này là Diệu Cơ, năm xưa vì thua Bột Vương trong lần cạnh tranh chức thủ lĩnh dã sát rồi chơi bẩn nên mới bị phạt ở đây. Nay hoàng thượng đồng ý thả cô ra nếu cô vì ngài ấy mà làm một vài chuyện, đương nhiên Diêu Cơ không hề từ chối. Sáng hôm sau, Trích Tinh nhìn thấy Bột Vương đằng đằng sát khí lao kiếm chuẩn bị làm gì đó, khi Trích Tinh gặng hỏi thì anh chỉ nói đây là công vụ. Cô lại hỏi một lần nữa có phải kiếm của ngài chỉ hướng về kẻ xấu hay không, nhận được câu trả lời chắc nịch Tinh Nhi mới yên tâm để chàng rời đi. Sau khi Bột Vương rời đi không lâu, hoàng thượng lại cử người đến mời riêng Tinh Nhi vào cung. Ông ấy đối với chuyện cô và Lăng Tử quen biết nhau từ trước không những không trách tội mà còn thấy có lỗi vì đã khiến họ phải hiểu lầm nhau. Hoàng thượng lại nghe nói chân Tinh Nhi vốn không khỏe nên đã mời đại phu cho cô. Đại phu này vậy mà lại là Diêu Cơ. Khi cô ta gặp Trích Tinh trong lòng nảy lên muôn vàn suy nghĩ. Cô ta dùng nước độc để trị bệnh ở chân cho Tinh Nhi, không dừng ở đó lại còn hỏi về mối quan hệ của Trích Tinh và Bột Vương. Diêu Cơ nói năng đủ điều khiêu khích Tinh Nhi yêu Bột Vương nhiều như vậy thì hiểu được mấy phần về hắn ta. Chuyện này càng khiến Tinh Nhi cảm thấy bất an nhưng rồi cũng thôi. Phía bên này, cha con Phương Trưởng Quầy và Hồng Nhi trong một đêm nhà bị cháy chẳng tìm thấy được thi thể, đợi khi Mã Phong đến tìm họ thì đã muộn rồi. Khi quay về, Bột Vương lại vô tình phát hiện ra người mà hoàng thượng muốn để chữa bệnh cho công chúa là Á Cố Diệu Cơ. Đối với Bột Vương, ả ta là người đàn bà độc ác không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, vì vậy mà anh vô cùng lo lắng cho Trích Tinh. Tuy nhiên hoàng thượng vẫn không chịu để Bột Vương gặp mặt Tinh Nhi, vì vậy mà Bột Vương chỉ có thể quay về dặn dò thuộc hạ phải luôn để mắt đến Trích Tinh. Chưa kịp tìm Diêu Cơ thì cô ta đã tự xông vào hang cọp. Cô ta khiêu khích Bột Vương rằng người phụ nữ mà anh yêu nhất đang ở trong tay mình. Đối với một người giỏi dùng độc như ả ta thì chỉ cần vài giây cũng khiến Bột Vương rơi vào thế bị động không thể nhúc nhích. Tuy nhiên hôm nay cô ta đến lại là muốn thực hiện một giao dịch với Bột Vương. Cô ta đồng ý chữa khỏi bệnh ở chân cho Trích Tinh với một điều kiện rằng Bột Vương phải làm tất cả những gì cô ta muốn. Bột Vương vậy mà lại từ chối rồi bảo cô ta đừng làm càng. Mã Trích Tinh là con cờ để khống chế Mã Gia Quân. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì chắc chắn hoàng thượng sẽ không tha cho Diêu Cơ. Những chuyện này vậy mà lại là do hoàng thượng cùng ả Diêu Cơ tính toán từ trước. Quả nhiên sau khi biết được chuyện Bột Vương cùng Mã Trích Tinh có mối quan hệ từ trước thì trong lòng ông ta luôn lo lắng anh sẽ phản bội mình bất cứ lúc nào. Vì vậy chỉ có thể đưa ra hạ sách này để thử sự trung thành của Bột Vương. Nếu như Bột Vương đồng ý với Diêu Cơ thì cũng có nghĩa anh sẽ vì Mã Trích Tinh mà bất chấp tất cả để bán đứng Sở Quỳ. Đối với tâm tư của Tam Điện Hạ, hoàng thượng đã thật sự hiểu rõ nên trong lòng cũng rất vui vẻ, liền để Trích Tinh có thể theo Bột Vương hồi phủ. Hoàng thượng lại không biết rằng mọi suy tính của ông ấy Bột Vương cũng đoán được nốt, chớ làm gì có chuyện ả đàn bà như Diêu Cơ lại muốn chữa bệnh cho Trích Tinh. Hơn nữa hiện tại trong tay Bột Vương không có gì đáng giá, cô ta làm vậy thì được lợi ích gì cho mình. Sáng hôm sau, khi Bột Vương và Trích Tinh cùng nhóm người dã sát đang chơi đùa vui vẻ thì hay tin Diêu Cơ đã đến ngoài phủ. Trích Tinh chạy ra bên ngoài một mình đón cô ta. Diêu Cơ nhìn thấy dáng vẻ trước nay chưa từng có của Bột Vương thì trong lòng cũng nghi hoặc, có thể hắn ta đã thay đổi. Mà mục đích hôm nay cô ta đến đây là muốn dẫn Trích Tinh đi đến một buổi tiệc. Cô ta nói tiệc này mỗi năm tổ chức một lần. Năm trước Bột Vương đã làm rất hoành tráng nên năm nay được bệ hạ giao, cô ta không thể để thua kém. Vốn dĩ Bột Vương không muốn để Trích Tinh đi nhưng cô đã không muốn gây chuyện với hoàng thượng nên đã đồng ý. Diêu Cơ dẫn Trích Tinh đi đến một nhà lao, cô ta bảo Trích Tinh chọn hai người đi lấy thịt cho buổi tiệc ngày hôm nay. Trích Tinh dùng vẻ mặt thương cảm nhìn qua những người đang bị giam cầm, tay vô thức chỉ vào hai người đàn ông. Lúc này Diêu Cơ mới cười đắc chí nói, những người công chúa vừa chọn là những người hôm nay sẽ bị hành hình. Nghe đến đây mặt Trích Tinh tái mét, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Diêu Cơ lại lên tiếng rằng nhiều năm trước Bột Vương còn chọn giết nhiều người hơn thế này còn chả sao cơ mà. Trích Tinh nghe xong thất vọng tràn trề, cô không thể ngờ Bột Vương mà cô quen biết lại xa lạ đến như vậy. Quay về, Trích Tinh đã hỏi Bột Vương họ không thể quay trở về làm lang tử Tinh Nhi thuần khiết bắt đầu một cuộc sống mới hay sao? Đương nhiên câu trả lời của Bột Vương sẽ là không, anh không thể vứt bỏ tất cả quay lại làm lang tử của cô được nữa rồi. Tối đó Mạc Tiêu báo cáo Phương Trưởng Quầy đã tỉnh lại, hóa ra Bột Vương không nỡ giết ông chủ Phương cùng con gái nên mới tạo nên hiện trường giả họ đã chết. Bột Vương dặn dò Phương Trưởng Quầy cầm một số tiền đi thật xa đến một nơi nào đó, nếu không họ sẽ gặp chuyện. Chuyện này vô tình lại bị đám người Diêu Cơ biết được. Sáng hôm sau, Diêu Cơ một lần nữa đến tìm Trích Tinh. Cô ta nói do mình nên Trích Tinh và Bột Vương mới cãi nhau. Vì vậy nên hôm nay muốn đưa Trích Tinh đến một nơi khiến cô có thể hiểu rõ về Điện Hạ hơn nữa. Cô ta dẫn Mạc Tiêu cùng Trích Tinh đến nơi mà Bột Vương sắp xếp cho người nhà của những người ở nhà lao hôm qua.
thì ra họ đều là những trọng phạm, tuy nhiên người nhà lại rất vô tội, vì vậy mà Bột Vương mới sinh lòng tốt giúp họ có một nơi sống sót. Trích Tinh nghe vậy liền cảm thấy bản thân cô thật sự đã hiểu lầm Bột Vương rồi, cô bước vào bên trong ân cần chăm sóc vị phu nhân đang bệnh nặng trên giường. Người hầu nhìn thấy lòng tốt của Trích Tinh nên mới đưa cho cô một lá thư mà đại nhân nhà họ trước khi gặp chuyện đã để lại. Ông ấy cố ý dặn dò khi nào gặp người tên Mã quận chúa thì hãy tặng tay trao cho cô. Trích Tinh đọc xong lá thư vội vã chạy đi đâu đó, đến khi Mạc Tiêu quay lại thì đã không còn thấy người đâu. Mạc Tiêu quay về bẩm báo, Bột Vương lại nghĩ rằng mọi chuyện đều do Diêu Cơ sắp xếp nên mới chạy đến tìm cô ta đòi người. Không ngờ lại rơi vào cái bẫy mê hương khiến thần hồn điên đảo, cô ta còn nói với Bột Vương rằng mình đã biết anh vẫn chưa giết Phương trưởng quầy cùng Hồng Nhi. Hơn nữa cô ta còn để cho anh thấy thi thể của Hồng Nhi trước mắt, đúng là người đàn bà độc ác, lại còn không liêm sỉ nói mình đã giúp Bột Vương thủ tiêu họ rồi. Tránh để Hoàng thượng trách tội lại liên lụy đến đám người giả sát, phía bên này Trích Tinh đang cầu kiến Hoàng thượng. Thì ra thứ trong thư cô đọc được là nội dung vị đại nhân kia nghi ngờ nhị hoàng tử có liên quan đến vụ án Mã gia bị diệt môn. Trích Tinh còn cho rằng có lẽ nhị điện hạ đã giết cha cô, vì vậy khẩn xin Hoàng thượng điều tra lại vụ án. Hoàng thượng vô cùng tức giận ra lệnh nhốt cô vào nhà lao. Hoàng thượng liền triệu kiến Bột Vương, nhờ vậy mà anh thoát khỏi tay của Á Yêu Tinh Diêu Cơ. Ông ấy muốn anh bằng mọi cách cũng phải khiến quận chúa xóa bỏ nghi ngờ của mình về nhị điện hạ. Phía bên này khi Tặc Sung đang dạo chơi ở thành Khuê Châu thì nghe được tin không lâu trước đó quán rượu của Phương trưởng quầy bị cháy. Vậy mà mấy ngày sau người ta lại tìm thấy thi thể của ông ta bên ngoài thàn. Khi Tặc Sung hỏi tại sao ông ấy lại chết thì người đó mới trả lời là vì mấy hôm trước ông ấy dám nói vào đêm hôm Mã gia bị diệt môn đã nhìn thấy Bột Vương. Nghe đến đây Tặc Sung cảm thấy có điểm không tốt liền muốn đến quan phủ xin tham gia điều tra. Cùng lúc đó mê hương mà Bột Vương bị trúng vẫn còn kịch độc khiến anh đau đớn không thôi. Bây giờ Mạc Tiêu mới nói rõ ràng mọi chuyện cho Hải Điệp và Văn Viễn biết được. Văn Viễn tức giận hỏi Mạc Tiêu tại sao không khuyên ngăn chủ nhân rồi hãy làm theo lệnh giết cha con Phương trưởng quầy. Mạc Tiêu liền nói là do bản thân hắn không nỡ, hắn không muốn tối ngày cứ chém chém giết giết. Không còn cách nào khác, Văn Viễn chỉ có thể một mình đến lãnh tội với Hoàng thượng. Anh nói chủ ý tha chết cho cha con Phương trưởng quầy là do mình, vì nhìn thấy Hồng Nhi trông rất giống muội muội đã mất nên không nhẫn tâm ra tay. Hơn nữa còn tố cáo Diêu Cơ lợi dụng việc này chèn ép hãm hại Bột Vương, nếu Hoàng thượng không tin có thể đến phủ cô ta tìm bằng chứng. Quả nhiên sau một hồi lục soát, Hoàng thượng tìm thấy thi thể của Hồng Nhi và người hầu ở chỗ vị phu nhân hôm trước. Hóa ra cô ta còn cố ý ngụy tạo bức thư để đưa cho Trích Tinh kích động cô ấy đến chọc tức Hoàng thượng. Mà tất cả chuyện này cũng là vì muốn hãm hại Bột Vương, Hoàng thượng một lần nữa tức giận nhốt cô ta vào đại lao. Quận chúa sau đó cũng được thả ra, công công còn cố ý để Diêu Cơ nói tất cả mọi chuyện là do cô ta làm để đánh tan nỗi nghi ngờ của quận chúa. Khi quay về đến nhà, Trích Tinh đã nhìn thấy Bột Vương đang không khỏe hôn mê ở trên giường, cô rất xót đến ôm chàng vào lòng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bột Vương đã rất vui khi Trích Tinh được thả. Thông qua lời cô nói, anh mới biết bệ hạ đã điều tra mọi chuyện đều là do Diêu Cơ mà ra, hơn nữa khi biết Bột Vương bị thương cũng đã rất lo lắng. Nhưng khi hỏi Hải Điệp và Mạc Tiêu mới hiểu thì ra Văn Viễn đã âm thầm ôm hết bao nhiêu là tội lỗi, để khi bị Hoàng thượng tránh phạt đánh đến nỗi gần đứt hết cả kinh mạch mới có thể cứu quận chúa, Bột Vương chẳng biết lấy gì trả ơn chỉ biết cúi đầu cảm tạ. Phía bên này sau khi đã vào ngục nhưng tay chân của Diêu Cơ vẫn còn bên ngoài. Cô ta không cam tâm nhìn kế hoạch mình đã sắp xếp bị phá hủy trong tay Văn Viễn nên đã để thuộc hạ âm thầm để mắt đến Trích Tinh. Mà Trích Tinh sau khi thoát nạn thì đang hưởng thụ những giây phút thật hạnh phúc bên cạnh Bột Vương, cả hai còn bịt mắt bắt dê á lộn bắt cái gì đó. Nhân cơ hội nàng không để ý đã ôm cô vào lòng hôn trộm mấy cái khiến Trích Tinh ngại ngùng nói Bột Vương đã sàm sỡ mình, sàm sỡ kiểu này ai mà hòng thích. Khi này ở biên cương, Mã Gia Quân và Mã Phong đang phải đối mặt với vấn đề rất khó khăn, phía trước doanh trại của họ là Thái Bảo doanh của quân Tấn. Chỉ cần có thể đánh đến đó là sẽ có cơ hội trả thù cho Mã tướng quân, tuy nhiên trước khi đi đến đó thì bọn họ đều bị trúng độc. Mã Phong nhanh chóng lệnh cho Mã Hàn viết thư về cho Hoàng thượng báo cáo tình hình chờ quân cứu viện vì không ít lâu nữa quân của Vương Thế Tử sẽ đến trợ giúp Thái Bảo doanh. Ở Khuê Châu lúc này Tặc Sung đã hỏi được ông chủ quán nước hôm đó gặp Bột Vương. Nghe ông ta tường thuật mọi chuyện càng khiến suy nghĩ Phương trưởng quầy phát hiện Bột Vương là hung thủ giết Mã gia nên mới bị giết người diệt khẩu. Sau đó lại đến hỏi tướng quân dưới trướng của mình khi còn ở nước Tấn rằng chuyện anh giao cho ông ấy điều tra đến đâu rồi, ai ngờ người này lại dẫn theo Vương Thế Tử của nước Tấn để bắt anh về. Ở Hoàng cung bây giờ đã nhận được tin từ Mã gia, nghe tin Mã gia quân gặp nguy hiểm nên Trích Tinh trực tiếp cầu xin Hoàng thượng cho mình xuất trận ra tiền tuyến cùng mọi người. Sau khi đồng ý với cô, ông ấy đã gọi riêng Bột Vương để nói chuyện. Ông ấy nói cho Bột Vương biết năm đó khi đại điện hạ mắc kế của kẻ gian đáng, lý ra vẫn còn một con đường sống nhưng khi ông ấy gửi thư cho Mã anh thì ông ta lại không nhận lệnh đem quân cứu viện mà trần trừ viện lý do nói rằng tướng ở bên ngoài có thể không nghe lệnh vua. Vì vậy không chỉ Mã anh đáng chết mà Mã gia quân và cả Mã Trích Tinh cũng chết không hết tội. Trong đợt đánh Thái Bảo doanh lần này dù Mã gia quân thắng hay bại thì Hoàng thượng muốn Bột Vương phải tập kích giết hết không chừa một ai kể cả Trích Tinh. Thấy Bột Vương vẫn do dự, Hoàng thượng liền nhắc năm đó là ai đã cứu anh, là ai đã để Bột Vương có thể sống sót từ tiền tuyến quay về. Nhìn thanh nha liêu kiếm trong tay Bột Vương, quyết tâm sẽ nợ máu trả bằng máu với người Mã gia.
Sau đó khi quay về đã bắt đầu lạnh nhạt nói những lời khó nghe với Trích Tinh, anh nói rằng đáng lý không nên có Tinh Nhi và Lang Tử. Đáng lý ra anh nên chết khi bị rơi xuống vực chứ không nên gặp lại cô, tình cảm của họ từ lúc bắt đầu đến giờ đã là nghiệt duyên rồi. Nghe vậy Trích Tinh còn tưởng là do Bột Vương giận cô khi vừa nãy cô đã tự ý xin với bệ hạ cho mình xuất trận nên liên tục xin lỗi đến nỗi khóc đỏ cả mắt. Bột Vương mới đau lòng ôm cô mà dỗ dành nhận rằng anh đã sai. Trước khi cô đi Thái Bảo Doanh, Bột Vương muốn dạy cho Tinh Nhi kế hoạch binh ra để cô có thể tự bảo vệ bản thân mình. Cùng lúc đó Tặc Sung đã quay về Đại Bản Doanh cùng Vương Thế Tử, hỏi ra thì biết được nước Tấn không liên quan gì đến việc Mã Gia bị sát hại. Quả thật lúc trước họ muốn lôi kéo Mã Gia nhưng Mã Anh đã gửi thư nói ông ta muốn cởi giáp về quê trao lại binh quyền không màng thế sự. Đối với một người như vậy Tấn Vương có lý do gì phải đuổi cùng giết tận. Lúc bấy giờ Tặc Sung càng có thể khẳng định chính Sở Quỳ đã làm hại Mã Gia, hơn nữa còn bắt Mã Trích Tinh làm con tin để có thể tùy ý sử dụng Mã Gia quân. Khi ấy Trích Tinh vẫn không hề biết gì, vui vẻ cùng Bột Vương học binh ra, anh còn đặc biệt dặn đi dặn lại khi Trích Tinh lên chiến trường phải biết mưu mô xảo quyệt, tuyệt đối không để tình riêng làm bản thân trở nên mềm yếu khiến đối phương dễ bắt nạt. Trích Tinh đồng ý, trước khi đi cô muốn Bột Vương tổ chức một bàn ăn khiến mình có sức mạnh tin vào chiến thắng. Tặc Sung bên này phi ngựa ngày đêm muốn trở về kinh thành nói tất cả mọi chuyện với Trích Tinh nhưng không ngờ lại gặp được Mã Tịnh. Biết Mã Trích Tinh một ngày sau sẽ đến đây cùng họ, bây giờ Tặc Sung mới yên tâm xin Mã Tịnh dẫn mình đến gặp Mã Phong bởi anh có chuyện cần nói. Tối đó Mã Trích Tinh trang điểm lộng lẫy mặc váy tân nương yêu kiều đi đến trước mặt Bột Vương, cả hai cùng nhau tế bái trời đất kết thành phu thuê dưới sự chứng giám của Giả Sát. Sau cùng lại cùng nhau uống rượu trò chuyện, Trích Tinh nói tâm nguyện lớn nhất sau khi cô thắng trận là quay về thành hôn với Bột Vương. Nghe cô nói Bột Vương không thể kiềm lòng trao cho cô một nụ hôn, khi Trích Tinh đã say mới bế cô quay về phòng nghỉ ngơi. Phía bên này Tặc Sung đã gặp được Mã Phong và nói tất cả mọi chuyện cho anh ta biết, tuy nhiên khi nghe đến thân phận thiếu soái của nước Tấn Mã Phong liền muốn đuổi anh ấy đi. Mã Tịnh thấy thế ngăn cản, cô nói rằng trước nay Tặc Sung một lòng đối đãi với công chúa chắc hẳn sẽ không có ác ý đâu. Tặc Sung mượn hổ phù ngày đó tìm được ở hiện trường của vụ thảm sát Mã Gia, chủ nhân của hổ phù này đã mất từ một năm trước, mà bên trong hổ phù lại có khắc tên của người đó. Chuyện này ngay đến cả Bột Vương cũng không hề biết, thử hỏi người đã mất cách đây rất lâu sau có thể tính kế Mã Gia. Nghe đến đây Mã Phong không thể không tin lời của Tặc Sung nói, chỉ trách bao lâu nay bản thân nhận giặc làm vương còn không ngừng bán mạng cho hắn, tức đến nỗi ói máu kích động đến vết thương mà qua đời. Khi thông báo chuyện này đến binh lính thì có một tên nội gián của Sở Quỳ lén lút truyền tin bị Tặc Sung phát hiện một đao giết chết. Sáng hôm sau khi Trích Tinh xuất phát, cô đợi mãi mà vẫn không thấy Bột Vương ra tiễn mình, đợi không được nữa cũng lên xe rời đi. Khi Trích Tinh vừa đi không lâu Hoàng thượng lại triệu kiến anh vào cung, nội gián đã truyền tin rằng Mã Gia quân đã biết Hoàng thượng là người ra lệnh giết Mã Anh. Mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, lệnh cho Bột Vương phải nhanh chóng đi bắt Trích Tinh về làm con tin uy hiếp Mã Gia quân. Thuộc hạ của Diêu Cơ đã thông báo sắp xếp xong mọi chuyện, trên giường đi người của họ sẽ thừa cơ hội hạ độc quận chúa, đến khi Mã Tịnh chạy đến nơi thì không tìm được ai cả. Cô định rời đi thì quận chúa từ phía sau gọi tới, không còn thời gian giải thích nên Mã Tịnh ngay lập tức dẫn cô chạy trốn. Trên đường họ quay về đội quân của Bột Vương đã tập kích chờ vây bắt Trích Tinh, nhìn thấy người mặc áo choàng đen giống hệt với hôm cha mình bị giết cô liền hỏi hắn là ai. Khi hắn cởi mũ ra thì cô đã không thể tin vào mắt mình, Bột Vương cũng chẳng dài dòng nói hết mọi chuyện cho cô biết, na ghi đến tình cảm của hắn trước giờ với cô cũng đều là lợi dụng. Trích Tinh đau đớn gục xuống đất hét lên tất cả không phải là sự thật, chưa bao giờ cô muốn Bột Vương nói dối mình như hiện tại. Nhưng mọi chuyện không thể thay đổi, Mã Tịnh và Trích Tinh bị Bột Vương bắt đưa về kinh thành. Tặc Sung và Mã Hàn đuổi đến nơi thì chỉ còn thấy xác binh lính nằm dưới đất, một người thoi thóp nói quận chúa bị Bột Vương đưa đi rồi. Phía bên này sau khi đưa quận chúa về, Bột Vương đã biết người của Diêu Cơ hạ độc cô ấy liền bẩm báo lên hoàng thượng. Không thể để con tin có giá trị có sơ suất gì nên ông ta liền tìm Diêu Cơ ép cô ta giao ra thuốc giải. Tam điện hạ cho người trộn thuốc giải vào cơm và nước uống đưa cho quận chúa nhưng cô ấy không quăng đi thì đạp đổ chẳng ăn uống chút nào. Tặc Sung bên này đã đón đầu bắt tứ hoàng tử làm con tin đổi lấy Trích Tinh và Mã Tịnh, giờ ngọ ngày mai sẽ giao dịch. Trích Tinh ở kinh thành không ăn uống mấy ngày liền chỉ muốn được gặp Bột Vương, Bột Vương ra lệnh đưa cô ấy đến nơi Dạ Sát hoạt động. Dùng bộ mặt là thủ lĩnh Dạ Sát triệt để dập tắt hy vọng trong lòng Trích Tinh, cố ý nói ra những lời làm tổn thương cô ấy, còn tự tay đốt đi hình nộm Tinh Nhi và Lang Tử khiến Trích Tinh đau đến chết đi sống lại mà ngất đi, bây giờ Bột Vương mới có thể để cô uống thuốc giải độc rồi sai người đưa cô về đại lao. Tướng quân dưới trướng tứ điện hạ quay về bẩm báo mọi chuyện, không còn cách nào khác hoàng thượng lệnh cho Bột Vương bằng mọi cách phải cứu được tứ điện hạ vì Hữu Trinh là con duy nhất của hoàng hậu. Sáng hôm sau Trích Tinh được đội quân của Bột Vương đưa đến địa điểm giao dịch gặp Tặc Sung, hai bên thả con tin đi về phía Đi Phương. Vốn Bột Vương định rời đi nhưng không ngờ lại bị quân Tấn tập kích, hóa ra thân phận thật sự của Tặc Sung là Xuyên Vương, tiểu vương tử của nước Tấn Lý Cự Nghêu. Chuyện này cũng khiến mọi người kinh ngạc không kém, nhưng Bột Vương đâu thể nào đến mà không chuẩn bị được. Ngày ấy đã cho hàng trăm cung thủ bao vây chỗ này, chỉ cần mọi người tiến lên một bước thì không chỉ Mã Tịnh mà mọi người đều không thể sống sót. Không còn cách nào khác Tặc Sung chỉ có thể cho quân Tấn rút lui để Bột Vương rời đi an toàn. Sau đó Bột Vương đã thả cho Mã Tịnh đem cung Bôn Lang quay về gặp Trích Tinh,
Trích Tinh cầm cây cung trên tay thề chết dùng nó trả mối thù giết cha. Sau đó Trích Tinh cùng Mã Quân được Vương Thế Tử đưa đến thành Thái Nguyên để gặp Tấn Vương. Bao nhiêu năm nay Tặc Sung bỏ nhà đi nên khi quay về rất được mọi người chào đón. Cùng lúc đó bỗng nhiên Trích Tinh nhìn thấy Chiến Lang liền vội vã đuổi theo. Cơ mà chuyện này lại phạm phải điều cấm kỵ là không được phi ngựa nhanh trong thành. Tấn Vương cảm thấy Trích Tinh không can đảm lý trí như lời đồn, mới chỉ nhìn thấy một vật liên quan đến Bột Vương liền dao động đuổi theo. Điều này càng khiến Tấn Vương nhìn có cái nhìn không tốt về cô. Bên này Tặc Sung sau đó đã được Sử Tổng Quản khuyên ngăn để Tặc Sung có thể quay về làm tiểu vương tử, một là có thể khiến mẫu thân anh an lòng, hai là có chỗ dựa để bảo vệ quận chúa. Sau một hồi do dự, Tặc Sung cảm thấy những lời Sử Tổng Quản nói rất có lý. Phía bên này Trích Tinh sau một phen được dạy dỗ thì liên tục luyện bắn cung đến nỗi tay đổ cả máu. Lúc này Tiểu Thế Tử xuất hiện khuyên ngăn cô không nên tổn thương bản thân mình như vậy, nếu như Trích Tinh muốn học bắn cung thì anh sẽ là người dạy cho cô những điều đó. Ngày hôm sau khi Trích Tinh chuẩn bị đi luyện cung thì Cự Nghêu đã đem đến rất nhiều món ăn bảo Trích Tinh chọn. Cứ tưởng là chọn cô nương cho Cự Nghêu nên ra sức chọn hết một lượt, ai ngờ lại là chọn đồ ăn cho mình, thế là Trích Tinh phải ăn hết cả bàn thì mới được học bắn cung. Cự Nghêu ngoan ngoãn ngồi một bên chăm chú nhìn Trích Tinh ăn, chàng nói chỉ cần là chuyện Trích Tinh muốn làm Cự Nghêu sẽ ủng hộ hết mực, anh cũng sẽ giúp cô báo được thù trả nợ máu cho cha. Nhưng trước tiên họ cần phải thuyết phục Tấn Vương tin tưởng vào khả năng của Trích Tinh mới khiến ông ấy cho quân ra trận, mà người có thể khuyên Tấn Vương hiện tại chỉ có Bình Nguyên công chúa. Bình Nguyên công chúa là công chúa tiền triều sống sót sau vụ thảm sát của Hạ Hồ Hải năm xưa, tuy nhiên trên khuôn mặt hiện giờ xuất hiện một vết bỏng nên không muốn xuất hiện trước thiên hạ. Mà muốn gặp Bình Nguyên công chúa cũng rất khó, bởi muốn gặp bà ấy phải được sự đồng ý của Tấn Vương, nếu không sẽ phạm phải tội lớn. Trích Tinh mấy ngày qua đã gây ra rất nhiều chuyện nên lần này không thể kéo tiểu vương tử theo mình làm càng nên chỉ có thể lẻn vào chỗ công chúa ở để gặp một chút. Trích Tinh phát hiện ra một điều trùng hợp, đó là Bình Nguyên công chúa có sinh thần và sở thích cỏ nữ la giống hệt với mẫu thân của cô. Khi Trích Tinh vào đến nơi khó khăn lắm mới thuyết phục được công chúa cùng mình đến xem khí nhuệ của Mã Gia Quân để cùng cô thuyết phục Tấn Vương xuất quân. Không ngờ khi đến nơi lại nhìn thấy bọn họ đang ăn chơi nhảy múa, ngay cả Mã Hàn cũng không lo luyện tập mà chỉ uống rượu mua vui. Trích Tinh tức giận lập tức ra lệnh cho họ luyện tập, tăng cường độ tập luyện lên cao nhất. Đúng lúc này Tấn Vương lại đến trách quận chúa quá vô lễ khi dám dẫn Bình Nguyên công chúa ra ngoài. Bình Nguyên công chúa nói đỡ mấy câu rồi cũng quay trở về. Lúc này dưới cái nắng gay gắt kèm theo các binh sĩ vừa mới bị trúng độc không lâu ở Thái Bảo Danh chưa kịp hồi phục nên có vài người suýt ngất xỉu. Cự Nghêu xuất hiện mang theo lệnh bài ra lệnh cho họ dừng lại. Trích Tinh lại càng tức giận hỏi tại sao Mã Hàn lại giao lệnh bài cho một người ngoài, có phải anh muốn tạo phản hay không? Thấy Trích Tinh càng ngày càng mất đi lý trí, Cự Nghêu đã bế cô quăng vào một bể nước, đợi khi cô tỉnh táo lại mới nói hết mọi chuyện. Ngày đó khi đi cứu Trích Tinh, Mã Hàn đã tính tới chuyện sẽ không thể quay về nên mới giao lệnh bài của Mã Gia Quân cho Cự Nghêu cất giữ, càng mong cậu ấy có thể bảo vệ quận chúa. Còn về việc tại sao Cự Nghêu mãi không đưa lệnh bài cho cô là vì không muốn cô nhìn vật nhớ người, lại càng thêm hận mà dẫn dắt Mã Gia Quân làm càn. Bây giờ Trích Tinh mới có thể từ từ bình tĩnh hiểu ra bản thân đã quá ngu muội mất đi lý trí, xin lỗi Mã Tịnh và Mã Hàn đại ca. Đồng thời Cự Nghêu cũng trả lại lệnh bài cho cô, dù có bất cứ chuyện gì đi nữa Cự Nghêu vẫn sẽ ở bên cạnh Mã Trích Tinh. Lúc nãy mạnh tay vậy thôi chứ Cự Nghêu cũng đau lòng lắm, cơ mà vì muốn tốt cho Trích Tinh nên anh phải chịu thiệt thòi một chút, khá khen cho Cự Nghêu có lòng thì Trích Tinh cũng có dạ. Ra lệnh cho Mã Hàn quăng anh vào bể nước luôn cho có đôi có cặp, có lẽ mấy ngày qua đây là khoảng thời gian mà Trích Tinh cảm thấy vui nhất. Ngày hôm sau Tấn Vương gọi Trích Tinh đến để nói với cô một chuyện, thì ra Tân Vương Ngật Đạn sắp làm lễ đăng cơ, lần này Sở Quỳ sẽ cử Bột Vương đến để có thể mượn binh công đánh nước Tấn. Tấn Vương muốn cho Trích Tinh một cơ hội lấy công trục tội bằng cách đó là để cô đi phá hủy khế ước đó, có như vậy thì họ mới có thể giành được chiến thắng. Mặc dù có giao tình với công chúa Bảo Na, tuy nhiên khế ước mượn binh không thể nói hủy là hủy, bởi vậy đây có lẽ là một chuyện rất khó khăn. Nhưng Trích Tinh vẫn nhất quyết lên đường cùng Cự Nghêu dẫu biết lần này có thể chạm mặt Bột Vương. Trên đường đi hai người lại gặp một hiện tượng lạ, đó là cá từ dưới nước liên tục nhảy lên khỏi mặt nước, chắc là điềm báo gì đó nhưng Cự Nghêu không để ý cho lắm. Họ nhanh chóng đến nơi đã hẹn trước với công chúa Bảo Na, sau khi nói tất cả mọi chuyện giữa Trích Tinh và Bột Vương cho cô ấy biết thì Bảo Na cũng cảm thấy Trích Tinh thật đáng thương. Cô ấy đồng ý giúp Cự Nghêu và Trích Tinh có được cơ hội gặp mặt Tân Vương Ngật Đạn để thuyết phục huynh ấy. Phía bên này Bột Vương cùng Tứ Điện Hạ cũng đã đến Ngật Đạn, rừng xanh khiến họ nổi lên thú vui săn bắn. Một trong hai con chiến lang chạy nhằm vào nơi Trích Tinh cùng mọi người đang gặp mặt, Cự Nghêu chỉ với một tiễn đã có thể khiến nó bị thương. Trích Tinh nói cô có thể kết liễu nó, nếu muốn đối mặt được với Bột Vương thì đây chính là điều đầu tiên cô phải làm được. Mặc dù vậy Trích Tinh vẫn không thể làm gì đó bởi cô không nhẫn tâm ra tay, trái lại còn giúp nó băng bó vết thương. Đợi khi Bột Vương đuổi đến vừa nhìn chỗ băng bó liền biết là ai đã làm vậy, vì trên đời này anh chỉ biết một người không nhẫn tâm nhìn sói chết mà thôi. Khi Trích Tinh quay về doanh trại vì bị nhầm khi mặc đồ cung nữ nên liền bị đưa tới liều của Bột Vương để hầu hạ. Trích Tinh nhìn thấy Bột Vương đã không kiềm chế được cảm xúc, liên tục lộ ra hành động sợ hãi khiến Bột Vương nghi ngờ muốn cởi khăn che mặt của cô ra. Đúng lúc này Bảo Na đi đến hét lớn tìm Trích Tinh tỷ tỷ, cô giả vờ nói lần này Trích Tinh tỷ tỷ không đến cùng Bột Vương hay sao?
không phải hai người đã xảy ra chuyện rồi chứ? Bột Vương còn muốn giấu giếm nói họ vẫn rất tốt, chỉ là không còn liên quan đến nhau nữa. Sau một vài câu khịa Bột Vương là đồ bạc tình bạc nghĩa thì công chúa Bảo Na cũng đưa Trích Tinh rời đi, hai người được một phen thở phào nhẹ nhõm vì không bị Bột Vương vạch trần. Một lát sau, Bột Vương cùng Tứ Điện Hạ đến tìm Tân Vương Ngật Đạn uống rượu chúc mừng. Lúc này Trích Tinh nói mình đã có đối sách, muốn vào gặp Tân Vương để nói chuyện, cầu xin Bảo Na giúp mình một tay. Cô ấy vừa vào đã nói rõ tình hình cùng thân phận hiện tại của mình, còn tố cáo Sở Quỳ và Bột Vương làm vô số chuyện ác không muốn để ai biết. Cha cô cũng vì tận trung với họ nên mới phải chết, nếu Tân Vương liên kết với họ cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đâu. Tân Vương tức giận hỏi Bột Vương, chỉ thấy hắn điềm tĩnh nói Trích Tinh không quên được nỗi đau bị hắn bỏ rơi nên mới tới đây làm loạn phá hỏng chuyện tốt của mình. Tân Vương vừa nghe là chuyện tình cảm nam nữ riêng tư thì liền không muốn can thiệp vào. Trích Tinh nói cô ấy có cách chứng minh những gì mình nói là đúng. Trích Tinh và Cự Nghiêu mời Tân Vương ra bên ngoài, vừa bước ra bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Hóa ra đây chính là hiện tượng nhật thực. Trích Tinh từng đọc qua trong binh thư trước khi những hiện tượng tự nhiên xảy ra sẽ có điểm báo, mà những con cá cô gặp khi đến đây chính là nó. Đối với vua Ngật Đạn, mặt trời là chân lý, nay chỉ vì hợp tác với Bột Vương mà cũng khiến ông trời nổi giận. Không ngờ Bột Vương chỉ cần mượn một cái cung tên bắn lên trời liền có thể khiến nó trở lại như ban ngày. Đuổi nhật thực đi, Tân Vương quá bất ngờ, càng vui vẻ khi điềm gỡ mà Trích Tinh nói Bột Vương đã xua đuổi. Tân Vương còn bắt Trích Tinh phải xin lỗi Bột Vương trước mặt mọi người, nếu không sẽ không để cô đi, mà lý do Bột Vương có thể đuổi nhật thực chính là do động vật đều có linh tính với dị tượng. Chắc chắn Bột Vương đã nghe được tiếng sói nên mới có thể nhân cơ hội đó canh thời gian mà bắn tên đúng lúc. Bảo Na và Cự Nghêu không thể khoanh tay đứng nhìn Trích Tinh chịu uất ức nên đã đi tính sổ với Bột Vương một trận. Tuy nhiên Cự Nghêu không phải là đối thủ của Bột Vương, mới vung được vài kiếm thì Cự Nghêu đã ngoan ngoãn nằm trong tay Bột Vương rồi. Trích Tinh chạy đến kêu hắn dừng tay, vốn muốn dẫn Cự Nghêu đi nhưng Bảo Na lại cho người bắt Bột Vương lại, đưa cung tên cho Trích Tinh để cô có thể trả thù hắn. Nhưng cầm cung tên trong tay, cô vốn dĩ đã dương cung rồi nhưng lại không bắn được, cô tức giận bản thân mình quá vô dụng. Nhưng Cự Nghêu và Bảo Na đã chạy theo an ủi, họ có thể thua cuộc nhưng không thể bỏ cuộc trước khi lâm trận. Cự Nghêu nói Tấn Vương muốn họ đi chỉ là đối sách kéo dài thời gian, món quà mà ông ta muốn tặng Ngật Đạn Vương ngày mai chắc chắn sẽ khiến ngài ấy bất ngờ. Sáng hôm sau khi Ngật Đạn Vương tổ chức lễ tế thì đã không nhìn thấy Trích Tinh và Cự Nghêu đâu. Đang lúc Bột Vương đắc ý thì một tiếng đàn từ đâu đó vang lên thu hút sự chú ý của Ngật Đạn Vương, ông ấy cho đòi gặp người này ngay lập tức. Trích Tinh và Cự Nghêu đã dẫn người này đến gặp Ngật Đạn Vương, hóa ra bà ấy chính là Bình Nguyên công chúa. Năm xưa khi Ngật Đạn Vương làm con tin ở chỗ nước Tấn đã sống rất khổ sở, thường xuyên nhớ nhà, cũng may nhờ có tiếng đàn và sự chăm sóc dịu dàng của bà ấy đã giúp anh rất nhiều. Bao nhiêu năm qua Ngật Đạn Vương vẫn day dứt vì không thể nhìn mặt Bình Nguyên công chúa trước khi quay về Ngật Đạn. Trích Tinh lại nói hiện tại công chúa không thể công khai thân phận cũng như mở khăn che mặt vì bà ấy đã có một vết sẹo rất dài, cộng thêm sợ là có kẻ sẽ hãm hại bà ấy thêm lần nữa. Bột Vương đối với chuyện này lúc nào cũng mang thái độ nghi ngờ bà ấy không phải Bình Nguyên công chúa. Bột Vương liền muốn thử bằng cách chỉ bà ấy nhìn về cái trống cũ cất trong một xó, nói bà ấy đừng để Tấn Vương lợi dụng mình xong rồi bị vứt vào một xó không ai nhìn tới như cái trống đó. Bình Nguyên lại nói không cần Bột Vương dạy dỗ, tự bà ấy biết làm thế nào sẽ đúng. Khi quay về lều trại sau một hồi suy nghĩ, Cự Nghêu và Bột Vương đều nhận ra người này vốn không phải Bình Nguyên công chúa, cái trống mà Bột Vương vừa nhắc tới là của tiên triều ban tặng cho Ngật Đạn. Nhưng phản ứng ban nãy của người này chứng tỏ bà ấy không hề biết gì về nó, thân là trưởng công chúa tiền triều nhưng tại sao khi gặp đồ vật quan trọng như vậy mà lại không nhớ được gì chứ? Trích Tinh lo lắng bao biện mấy năm nay bà ấy sống trong thời loạn lạc làm gì có thời gian để ý những chuyện đó. Bây giờ Cự Nghêu mới biết Trích Tinh đã biết trước chuyện này, thì ra trước khi cô đến đây Tấn Vương đã nói tất cả mọi chuyện cho cô biết. Bà ấy quả thật là liễu tâm một người hầu thân cận bên cạnh trưởng công chúa, Tấn Vương muốn bà ấy mạo danh trưởng công chúa để giúp nước Tấn mà thôi. Phía bên này Bột Vương đã cho người đi tìm họa sư năm đó từng nhìn thấy Bình Nguyên công chúa quay về để đưa người đi vạch trần tất cả mọi chuyện. Khi Bột Vương đang cùng Tứ Điện Hạ uống rượu thì lại nghe báo Trích Tinh đã một mình đến lều của Ngật Đạn Vương thì Bột Vương cũng liền theo tới đó. Cô ấy muốn mượn kế này để giữ chân Bột Vương cho Cự Nghêu đón đầu người mà Bột Vương phái đi tìm chứng cứ. Sau một trận đấu khẩu dài đằng đẵng với Bột Vương thì Trích Tinh cũng quay về, vừa về đã nghe Mã Hàn nói Liễu Tâm hiện giờ không biết ở đâu, chắc là sợ tội bỏ chạy rồi. Đúng lúc này Bột Vương lại dẫn Liễu Tâm vào nói bà ấy đã bán đứng Trích Tinh rồi nói ra tất cả sự thật, liền muốn bắt Trích Tinh cùng Liễu Tâm đến tố cáo trước mặt Ngật Đạn Vương. Trích Tinh khổ sở cầu xin Bột Vương đừng làm hại bà ấy, có chuyện gì hãy tính hết lên người mình. Nhưng vốn dĩ cái Bột Vương muốn là dạy cô cách làm sao để không được khoan nhượng với kẻ thù, càng không được mang bản tính lương thiện. Nhưng Trích Tinh sao có thể so sánh với Bột Vương tàn ác, cô không thể nhẫn tâm nhìn người bên cạnh mình chết đi như vậy. Bột Vương lại khiêu khích Mã Trích Tinh mãi mãi không thể trả thù mình. Cô tức giận nhân cơ hội khi Tam Điện Hạ rời đi đã nhặt cây cung dưới đất để bắn một mũi tên vào hắn. Nhưng Tứ Điện Hạ ở đâu lại lao ra đỡ thay mũi đó khiến cậu bị thương nặng. Bên ngoài thành lúc này Cự Nghêu cũng đã đón được Mạc Tiêu và vị họa sư kia. Cự Nghêu nhân cơ hội cướp bức chân dung của Bình Nguyên công chúa từ trong tay ông ta, lại vô cùng ngỡ ngàng vì người trong tranh giống hệt Mã Trích Tinh.
Mà phía bên này sau khi Ngật Đạn Vương biết chuyện liền muốn ra tay trách phạt Trích Tinh, còn Liễu Tâm thì đương nhiên không thể toàn mạng trở về. Đúng lúc này Cự Nghiêu mang theo họa sư quay về, chàng nói chẳng lẽ Ngật Đạn Vương muốn giết chết con gái của ân nhân mình sao? Không để NGA Đạn Vương kịp nghi hoặc, Cự Nghiêu đã đưa ra bức tranh cùng với câu tuyên bố Trích Tinh chính là con gái của Bình Nguyên công chúa. Lúc này họa sư cũng được đưa tới, ông ấy nói năm đó khi Mã Anh tướng quân tấn công vào thành đã không nỡ sát hại công chúa đang mang thai nên mới bí mật giấu công chúa đi rồi kêu mang bà ấy cùng đứa con chính là Trích Tinh. Đương nhiên chỉ bằng vài lời nói suông không thể nào khiến Ngật Đạn Vương tin chuyện này được. Họa sư mới nói năm đó tiên đế vì muốn con cái của họ trở nên đặc biệt nên mới đặc biệt tìm người chế tạo ra tam thạch ngọc thủy. Nếu ba viên đá này cùng lúc cho vào nước sẽ cho ra ánh sáng vô cùng kỳ diệu. Quả nhiên ba viên đá đó chính là những viên lục lạc bên trong cái chuông đồng mà mẹ cô đã để lại, tính luôn viên trong tay Cự Nghiêu là vừa đủ. Khi Trích Tinh cho ba viên đá vào chậu nước thì đã nhận được ánh sáng thần kỳ, cũng vì vậy mà chứng minh được thân phận thật sự của Trích Tinh. Ngật Đạn Vương bây giờ không thể cho Sở Quỳ mượn binh đánh tấn rồi, ông ấy hứa khi hai bên giao chiến bản thân sẽ đứng bên ngoài mà không giúp đỡ ai cả. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc, Bột Vương cũng phải đưa Tứ Điện Hạ hồi kinh để chữa trị vết thương, còn Trích Tinh và Cự Nghiêu thì quay về nước Tấn. Lúc này thân phận hoàng nữ của Trích Tinh đã truyền đi khắp thiên hạ, tên cẩu tặc Sở Quỳ cũng vì chuyện con trai bị thương và không mượn được binh nên đã đùng đùng tức giận. Lệnh cho Diêu Cơ ngay lập tức đến chữa bệnh, tuy nhiên mạch tượng cùng khí huyết của Tứ Điện Hạ vẫn bình thường. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thể tỉnh lại thì chỉ có một khả năng duy nhất là cậu ấy bị bệnh người gỗ, nói một cách dễ hiểu là người thực vật à mấy bà. Sở Quỳ lại càng tức giận lệnh cho người nhốt Bột Vương vào đại lao chờ phạt đánh. Sau khi hành hạ xong đứa con trai làm hỏng chuyện này, Sở Quỳ mới ra lệnh tập hợp binh lực chuẩn bị công đánh. Về phía Trích Tinh thì cô đã quay về nước Tấn rồi, chỉ là ngay khi Tấn Vương muốn trao trả quyền vị thì cô lại nói không cần. Bản thân cô không giỏi việc nước, thân lại là hoàng nữ nên lấy chính sự làm trọng, hơn nữa cô còn giao lại lệnh bài của Mã Gia Quân cho ông ấy, chuyện này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Cự Nghiêu thật sự không hiểu Trích Tinh định làm gì, đang lúc muốn hỏi thì Sử Tổng Quán chạy vào nói Mã Hàn và Vương Thế Tử đang cãi nhau rồi. Hóa ra khi Tấn Vương có được lệnh bài đã muốn sáp nhập Mã Gia Quân vào biên chế nhưng Mã Gia Quân thề chết trung thành với đại tướng quân Mã Anh và chỉ nghe lệnh quận chúa. Lúc này Cự Nghiêu đứng ra nói mình sẽ thống lĩnh Mã Gia Quân cùng quân Tấn, vì cả Mã Gia Quân và quân Tấn đều phải phục trước tài cầm quân của Cự Nghiêu. Phía bên này Sở Quỳ đang phải đau đầu vì quần thần làm loạn, tin đồn hoàng nữ trở về gây xôn xao khắp nơi, lại thêm Bột Vương hiện tại bị cho là tâm tính khôn ổn định làm nhiễu lòng quân tứ phía. Không còn cách nào khác, Sở Quỳ chỉ có thể ra lệnh cho Diêu Cơ bằng mọi cách phải khiến Bột Vương trở về bình thường như lúc trước. Mặt khác Cự Nghiêu muốn nhân cơ hội này bành trướng thể lực để lật đổ Tấn Vương. Hóa ra vào 7 năm trước khi Cự Nghiêu cầm quân đánh trận lần đầu, lúc đó anh lập được nhiều công đầu nhưng lại hay tin mẫu thân lâm bệnh nặng, bản thân vô cùng buồn bã, mấy vị phó tướng nhìn ra được nên đã cùng anh uống một trận đến say khướt. Đợi khi Cự Nghiêu tỉnh lại thì thấy mình đã ở kinh thành rồi. Mẫu thân còn chưa được gặp mặt thì tiền tuyến lại báo tin quân ta bị tập kích thương vong không đếm xuể, Tấn Vương hay tin lập tức xử trảm hết các vị phó tướng kia. Còn những người trong thôn này đều là người nhà của họ, sau khi họ chết Cự Nghiêu luôn tìm cách bù đắp nhưng người nhà họ không ai tha thứ cho anh. Cũng từ đó mà giữa Cự Nghiêu và Tấn Vương có một bức tường vô hình không thể bước qua. Vừa nói xong thì Vương Thế Tử đã dẫn theo người đến bắt Cự Nghiêu. Thì ra Tấn Vương đã biết âm mưu bành trướng thế lực của cậu từ sớm, Trích Tinh cũng bị đưa về cung. Sau đó có một vị tướng quân của nước Dương, từng là đồng liêu của Mã Anh tướng quân đã đến đầu quân nước Tấn tìm gặp Trích Tinh hỏi chuyện. Khi cô hỏi ông ấy có cách nào cứu Cự Nghiêu thoát tội hay không thì ông ấy đã nói chỉ còn cách ép Tấn Vương trao trả quyền vị, tự khắc mọi chuyện sẽ như cô muốn. Nhưng Trích Tinh không muốn làm như vậy bởi cô biết bản thân không có cách nào làm một vị vương tốt. Hơn nữa cô càng không thể vì một mình Cự Nghiêu mà làm ảnh hưởng đến nhiều người dân bách tính được, vì vậy mà Trích Tinh đã từ chối cách này. Lúc này Tấn Vương cùng Vương Thế Tử từ bên ngoài bước vào nở một nụ cười hài lòng, hóa ra ông ấy chỉ muốn thử xem Trích Tinh có vượt qua được thử thách của ông ấy hay không. Một tiểu cô nương lại suy nghĩ được những chuyện lấy đại cục làm trọng như vậy thật hiếm có. Một lát sau Tấn Vương đã mời Trích Tinh nói chuyện một lát, ông ấy đã cố ý để Cự Nghiêu trốn thoát nên cô không cần lo. Lý do ông ấy và Cự Nghiêu hiểu lầm thì Trích Tinh cũng đã biết, tuy nhiên ông ấy lại không mong Cự Nghiêu có thể hiểu cho mình và ở lại. Bởi con người cậu xưa nay luôn nghĩ cho người khác mà không biết ưu tiên đại cục, cũng vì đức tính thương người mà năm xưa đã hại chết bao nhiêu tướng sĩ. Đương nhiên ông ấy rất quý trọng khi có một người con như vậy, nhưng với cương vị là một vị đế vương thì không thể để cậu tiếp tục cầm quân ra trận được. Ông cũng ước gì cậu không sinh ra trong thời thế loạn lạc này, Trích Tinh bây giờ mới hiểu tấm lòng của một người cha. Cô còn biết lần đó ở Ngật Đạn Tấn Vương không phải là muốn dồn Trích Tinh vào chỗ chết, ông ấy đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Khi nào xảy ra chuyện lập tức có người ứng cứu, mà mọi chuyện này đều bị Cự Nghiêu đứng bên ngoài nghe tất cả, bây giờ anh mới thật sự biết tấm lòng của cha mình. Không lâu sau đó tại lễ đăng cơ của hoàng nữ tiền triều Trích Tinh, Cự Nghiêu đã chạy đến để nhận mọi tội lỗi trong 7 năm anh ra đi với Tấn Vương. Đương nhiên ông ấy rất vui vẻ tha thứ cho Cự Nghiêu, đối với ông ấy mà nói đứa con ông ấy mong chờ bao nhiêu lâu cuối cùng cũng thật sự thấu cảm cho nỗi lòng của mình thì vô cùng vui vẻ.
Trích Tinh khi nhìn thấy mọi chuyện đã mừng thay cho cha con của họ. Phía bên này, Sở Quỳ vì tránh lời ra tiếng vào của quần thần mà đã đến nơi thao trường luyện binh để củng cố lòng quân. Khi Đô Hiệu Úy có ý khuyên Sở Quỳ nên thả nô lệ của nước Tấn quay về, Tấn Vương khi cảm nhận được lòng thành của họ thì có thể nước sông không phạm nước giếng, giữ lời bờ cõi cho nước Dương. Bỗng nhiên lúc này Bột Vương từ đâu đi đến, không ngờ sau khi bị trọng thực hành ương ngài ấy cuối cùng cũng có thể tỉnh lại. Sở Quỳ vui mừng khôn xiết vì cuối cùng có người để cầm binh ra trận. Cùng lúc đó Tiểu Vương Tử sau khi nhận lại cha đã cùng ông ấy và huynh trưởng nhậu một trận quốc cần câu. Trích Tinh lại đang đau đầu nghĩ xem nên làm sao để có thể trả hết nợ cho Cự Nghêu, bởi cô đã nợ anh quá nhiều. Cự Nghêu hết lần này đến lần khác giúp đỡ Trích Tinh nhiều như vậy, có là sỏi đá thì cũng phải biết động lòng. Sau khi Cự Nghêu uống say đã tìm đến phòng của Trích Tinh để hỏi chuyện, anh nói vừa nãy Tấn Vương ủng hộ mình theo đuổi Trích Tinh. Chỉ cần cô không quan tâm đến lời thiên hạ nói thì anh sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ cô. Nói rồi Cự Nghêu đã đặt lên môi Trích Tinh một nụ hôn, Trích Tinh tạm thời không phản ứng kịp nên đã đứng hình mất 5 giây. Đợi đến khi trời sáng khi Cự Nghêu còn chưa kịp tỉnh hẳn, Trích Tinh đã mang đao đến sống chết với Cự Nghêu một trận. Lúc này Cự Nghêu mới nhớ lại chuyện hôm qua rồi trong lòng thầm cười như một tên ngốc, đã vậy anh còn đem giấy nợ ra trước mặt Trích Tinh. Hóa ra tấm giấy mà tối qua Trích Tinh vốn định ghi cho Cự Nghêu nay đã được anh sửa điều kiện lại. Cự Nghêu muốn Trích Tinh sau khi thiên hạ thái bình có thể cùng mình đi khắp nơi du ngoạn. Tưởng chừng Trích Tinh sẽ xé tờ giấy nhưng không ngờ cô lại đồng ý. Cự Nghêu vô cùng vui sướng hứa trận này phải thắng. Thế là nhiều ngày sau đó Trích Tinh và Cự Nghêu lao đầu vào luyện võ. Võ công của Trích Tinh ngày một được nâng cao, cùng lúc đó Bột Vương cũng chẳng hề nghỉ ngơi, ngày đêm luyện binh từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến sáng, hai bên ngang tài cân sức chẳng ai muốn thua cuộc. Mà lúc này Tứ Điện Hạ vẫn là một người thực vật, ngài ấy sống nhờ người khác chăm sóc. Bột Vương có một hôm đến thăm đệ đệ của mình, còn cố ý mang theo loại quả mà đệ ấy thích ăn nhất đặt vào tay cậu, nhưng vừa đứng lên thì trái cây đã bị quăng xuống đất. Một lát sau khi Hoàng thượng cùng Diêu Cơ đi đến đã thấy Bột Vương cả người đằng đằng sát khí. Sở Quỳ cứ nghĩ là do sự mong muốn trong lòng Bột Vương đã trở nên quá mức nên mới biểu hiện như thế, nên cũng chẳng nghi ngờ gì. Lúc bấy giờ tin thành Bá Tương thất thủ truyền về, Bột Vương liền lên kế sách rằng sắp xếp một đội quân trong thành, còn Bột Vương sẽ dẫn theo một đội quân đánh từ bên ngoài. Lối đánh gọng kiềm sẽ nhanh chóng giành lại được thành. Sở Quỳ vô cùng hài lòng với kế hoạch này, ông ta còn muốn để Bột Vương xuất trận trước còn mình sẽ đem quân theo sau hậu thuẫn. Lúc này ở thành Bá Tương, Trích Tinh cùng các vị vương tử và tướng quân đang bàn đối sách để chuẩn bị đón địch, nhưng không ngờ đội quân mà Bột Vương mang tới đã đợi bên ngoài thành rồi. Hắn ta còn để sứ giả mang thứ tới thông báo ngày mai sẽ gặp nhau ở ngoài thành vào giờ ngọ. Hắn đảm bảo Trích Tinh sẽ được quay về bình an, nhưng nếu cô không tới như đã hẹn hắn sẽ đem quân sang bằng thành Bá Tương. Không còn cách nào khác, Trích Tinh chỉ có thể nghe theo. Cự Nghêu không yên tâm vì vậy đã đi theo cô đến nơi đã hẹn. Hóa ra mục đích mà Bột Vương muốn gặp Trích Tinh là để nói cho cô biết tai mắt họ gài vào Bột Quân đã bị bắt, còn hỏi cô chẳng lẽ sẽ hy sinh những người của Mã gia trong trận chiến này sao. Trích Tinh không muốn nghe vội quay lưng rời đi. Lúc này Bột Vương lại nói nếu cô đã nhẫn tâm như vậy thì trên chiến trường hắn ta sẽ ra lệnh cho Bột Quân có thể tha chết cho người của Tấn Vương nhưng phải diệt sạch Mã gia quân. Trích Tinh tức giận hỏi hắn rốt cuộc muốn gì từ cô đây. Bột Vương nói chỉ cần cô chịu đầu hàng giao thành thì mọi người không ai phải chết. Trích Tinh liền nói cô cần thời gian 2 ngày để suy nghĩ, 2 ngày sau họ sẽ gặp nhau ở đây và Trích Tinh sẽ cho hắn một câu trả lời. Bột Vương không ngần ngại mà đồng ý. Hóa ra trước đó quân tình báo đem tin về nói điểm yếu của Bột Vương chính là Hoa Lan Cốt, chỉ cần chuẩn bị mũi tên tẩm nước Hoa Lan Cốt sẽ khiến hắn đau đớn không thôi. Tối hôm đó Diêu Cơ bất ngờ khi biết được thật ra Tứ Điện Hạ vốn dĩ không sao, ngài ấy chỉ đang giả vờ để đem quân phản công đối với Hoàng thượng. Diêu Cơ nghe ra được Đại Điện Hạ vốn dĩ không phải vì do ngẫu nhiên mà chết, là vì Hoàng thượng muốn dùng cái chết của Đại Điện Hạ để dễ bề kiểm soát Bột Vương. Phía bên này Trích Tinh và các tiểu vương tử đang bàn bạc kế sách, thời hạn 2 ngày cuối cùng cũng đến, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cung Hoa Lan Cốt. Ngày mai khi Bột Vương dẫn binh đến bên cạnh Sở Quỳ sẽ không còn ai cả, họ có thể nhân cơ hội đó để Cự Nghêu mang một nhánh kỵ binh để bắt sống Sở Quỳ. Đêm đến, Diêu Cơ do dự một hồi lâu cuối cùng cũng đã chọn nói hết mọi chuyện cho Hoàng thượng nghe. Sáng hôm sau Bột Vương dẫn theo 10 vạn quân đứng dưới thành Bá Tương chờ một câu trả lời, không ngờ thứ mà ngài ấy đợi được là mũi tên khai chiến của Trích Tinh. Cùng lúc đó đội quân mà Tứ Điện Hạ chuẩn bị cũng bắt đầu hành thích Hoàng thượng, nhưng họ lại không biết vốn dĩ ông ấy đã biết từ sớm. Tứ Điện Hạ cũng chẳng muốn giấu giếm, hóa ra trước đó bị chứng người gỗ là thật, nhưng khi vô thức tỉnh lại bên cạnh Hoàng thượng lại biết được một tin động trời, Đại Điện Hạ vì phụ hoàng mà chết. Tứ Điện Hạ nhân cơ hội hôm đó không có ai cũng nói hết sự thật cho Bột Vương biết. Bột Vương đã không còn cảm thấy bị khống chết bởi cái chết của đại ca nên muốn quay lại báo thù Sở Quỳ độc ác. Tuy vậy nhưng Tứ Điện Hạ vẫn không phải là đối thủ của Sở Quỳ, chỉ trong vòng một nốt nhạc mọi tay chân của anh đều bị cắt đứt. Cùng lúc đó, Bột Vương nhận lời khiêu chiến, anh còn ra lệnh không cho ai ngoài mình tiến thêm một bước. Thì ra trước đó Bột Vương trong đêm đã đến gặp Tứ Điện Hạ để bàn chuyện trong ứng ngoài hợp dồn Sở Quỳ vào chỗ chết. Trước khi làm điều đó, Bột Vương đã sắp xếp cho quân nội ứng trong thành Bá Tương toàn bôn rút hết không còn một ai. Hiện giờ huynh ấy không còn vướng bận gì đối với Sở Quỳ, người mà Bột Vương nợ ở đời này nhiều nhất chính là Mã Trích Tinh.
Vì vậy mà Bột Vương muốn một mạng đổi một mạng cho Mã Gia đã bị tàn sát. Trích Tinh và các vị tướng quân đều cảm thấy Bột Vương bị điên rồi nên mới một mình xông lên chịu mưa tên như vậy. Mạc Tiêu lúc này đứng bên dưới không nhịn được liền muốn xông lên cứu nhưng bị Bột Vương đánh ngất quăng ra ngoài, còn răn đe nếu ai không nghe lời nữa sẽ bị giết chết. Trích Tinh ra lệnh dừng bắn tên, bởi cô sẽ là người chịnh tay tiễn Bột Vương lên trời, lệnh cho mở cổng thành chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng thân là nữ tử lần đầu ra chiến trường không thể chống đỡ nổi trước hàng ngàn binh mã nên trong một phút sơ Xuata Trích Tịnh bị ngã ngựa và đập mạnh dẫn đến bất tỉnh. Bộ Vương từ xa thấy vậy liền lao đến bế cô lên ngựa phi đi thật nhanh. Đội kỵ binh của Cự Nghiêu sắp bắt sống được Sở Quỳ thì duy nhất của anh báo tin Trích Tinh gặp nạn. Mặt trận bên này không thể không có tướng Cự Nghiêu, chỉ có thể đánh nhanh rút gọn nhanh chóng tìm Mã Trích Tinh. Mã Trích Tinh bên này được Bột Vương đưa đến nhà của một vị đại sư để cứu chữa, ông ấy y thuật cao minh vì vậy nên mới có thể giữ lại cho Trích Tinh một mạng. Khi cô tỉnh lại đã vô cùng tức giận khi Bột Vương lại đang ở đây, nhưng bị Bột Vương khống chế. Hắn còn nói mình hiện đã phản bội nước Dương, chỉ có bắt cô làm con tin đem đến nước Tấn mới có thể tìm chút lợi ích. Bên này sau khi bị truy đuổi bởi quân Tấn, tên Sở Quỳ cuối cùng vẫn có thể quay về nước Dương yên tâm dưỡng bệnh. Hắn tỉnh lại liền muốn thả Nhị Điện Hạ ra để xử lý triều chính, một nước không thể một ngày không có vua. Phía bên này Bột Vương sau khi hỏi thăm vị đại sư kia đã dẫn theo Trích Tinh đi đường vòng qua núi đưa cô an toàn về nước Tấn. Tuy là làm việc tốt nhưng bộ mặt lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm bất kỳ ai, chỉ muốn nhanh chóng vứt cho xong của nợ là Trích Tinh. Trên đường đi Bột Vương không để cô phải đụng nước, ăn cũng là ăn trái cây nguyên không sâu mọt, trời nắng thì che, đi đường núi thì luôn luôn canh chừng không để cô bị té. Nhưng Trích Tinh không hề hiểu hết những tâm tư đó, đối với bộ mặt lạnh lùng của Bột Vương cô chỉ nghĩ hắn muốn bắt mình làm con tin mà thôi. Tối đó khi Bột Vương trói cô trong một ngôi nhà hoàng rồi bỏ đi mất thì Trích Tinh nhân cơ hội phá dây trói bỏ trốn, không ngờ lúc này Bột Vương quay trở về. Hắn còn như cầm thú gầm gừ nổi điên một cách lạ thường, khi Trích Tinh sợ hãi muốn bỏ chạy thì lương tâm cô không cho phép, thế là phải quay đầu lại xem tình hình của người này như thế nào. Bột Vương không khống chế được mình trực tiếp bóp cổ Trích Tinh, cô dùng hai tay của mình áp sát vào má hắn như cách cô làm với Lang Tử khi xưa. Cách này vậy mà lại có thể kiềm hãm một phần thú tính trong người Bột Vương, cả hai sau đó vì kiệt sức mà ngất xỉu. Đến sáng khi Bột Vương tỉnh lại đã tiếp tục dẫn Trích Tinh lên đường, hai người đi đến một con suối cứ vậy mà nghỉ ngơi một đêm. Trích Tinh nhớ lại những gì Bột Vương đối xử với mình trên đường đi, cảm thấy hắn cũng làm rất nhiều chuyện cho cô nên động lòng chắc ẩn muốn cho hắn một chút đồ ăn. Bột Vương vậy mà không những không cảm kích ngược lại còn nói bộ mặt thương hại của Trích Tinh thật khiến người ta chán ghét. Đến khi cô ngủ rồi thì lại ở một bên nâng niu ngắm nhìn khuôn mặt của cô, nói một đằng làm một nẻo, đích thị là Bột Vương đây mà. Ngày hôm sau khi Trích Tinh còn chưa tỉnh thì Bột Vương đã dậy, lúc này ở một nơi kế bên vang lên tiếng nói của tiểu vương tử Cự Nghêu. Anh thật sự không hiểu tại sao Bột Vương lại không muốn nói tất cả mọi chuyện cho Trích Tinh biết. Chuyện hắn tự đưa bí mật điểm yếu của hắn là hoa lan cốt cho nội gián để Trích Tinh có thể chuẩn bị. Việc hắn cho Trích Tinh kéo dài thời gian dù biết cô muốn hại mình, ngay tới cả việc Mã Gia bị giết cũng không liên quan tới hắn, tại sao tất cả hắn đều không nói. Bột Vương chỉ có thể nhờ Cự Nghêu chăm sóc tốt cho Trích Tinh, những chuyện như vậy nên chôn vùi mãi mãi và đừng bao giờ để cô ấy biết. Anh phải quay về nước Dương cứu đệ đệ, việc tạo phản hôm nay cũng là một trong những chuyện mà anh có thể làm cho đại ca của mình. Đến khi Trích Tinh tỉnh lại thì Bột Vương đã đi từ lâu, chỉ còn mỗi Cự Nghêu đang nhìn cô ngủ mà thôi. Anh nói mình đã phải giao chiến với Bột Vương một trận đến nổi bị thương ở tay mới có thể cứu Trích Tinh khỏi tay của hắn. Trích Tinh cũng có chút tiếc nuối nhưng suy cho cùng đại sự vẫn quan trọng, quay về nước Tấn vẫn hơn. Phía bên này Nhị Điện Hạ được khôi phục chức quyền tham gia xử lý việc triều chính. Người này cũng chẳng ngoan ngoãn gì, chẳng qua muốn mượn cơ hội vực dậy danh hiệu Doãn Vương, sẵn tiện xử lý nốt lão già Sở Quỳ và Bột Vương. Ở nước Tấn hiện nay binh sĩ truyền tay nhau Bột Vương và Mã Trích Tinh còn vương tình cũ. Vì vậy mà Bột Vương mới không màng nguy hiểm cứu Trích Tinh ra khỏi nơi dầu sôi lửa bỏng đó. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn cần phải chờ Cự Nghêu đưa hoàng nữ về kinh mới sáng tỏ. Đêm đó Bột Vương gửi thư với nội dung đồng sinh cộng tử, hẹn gặp Diêu Cơ ở bờ sông. Diêu Cơ cũng không ngờ có một ngày Bột Vương lại hạ mình cầu xin cô như vậy, tưởng rằng bản thân sẽ thấy hả dạ nhưng nó lại không vui chút nào. Diêu Cơ còn nói hiện tại Tứ Điện Hạ đã được bệ hạ đưa đến một nơi bí mật, ngài ấy nói chỉ cần Bột Vương quay về sẽ lập tức thả Tứ Điện Hạ ra. Mà chuyện Bột Vương muốn nhờ Diêu Cơ cũng là nó, sáng sớm ngày mai Bột Vương sẽ quay về kinh lấy mạng đổi mạng cho Tứ Điện Hạ. Hơn nữa sau khi anh chết muốn nhờ Diêu Cơ chăm sóc tứ đệ cùng đám người Văn Viễn giúp mình. Diêu Cơ đau lòng tại sao Bột Vương lại phải làm những chuyện như vậy, mạng của họ thì là mạng của Bột Vương không phải mạng sao. Bột Vương cũng không biết nên nói thế nào, chỉ biết cảm ơn vì hôm nay Diêu Cơ đã đến, trước khi đi đã tặng lại cho cô thanh đoản đao mà Diêu Cơ đã rất thích. Nói sao làm vậy, mới sáng sớm đã xông vào thành khoanh tay chịu trói. Sở Quý nghe tin Bột Vương tự nộp mạng đã tức đến nỗi chuẩn bị hành hạ anh sống không bằng chết bất cứ lúc nào, cùng lúc đó Cự Nghêu đưa hoàn nữ quay về an toàn. Nghe những lời đàm tiếu của Bột Vương và Trích Tinh, Cự Nghêu không kiềm được lòng nói mình sẽ lấy hôn sự của mình và hoàng nữ để chứng minh sự trong sạch của cô ấy. Đương nhiên chuyện này nhanh chóng đến tay Trích Tinh, cô hiện tại là sống vì bách tính không phải sống vì bản thân nữa rồi, cũng biết bản thân lại nợ Cự Nghêu thêm một lần nữa.
liền không do dự muốn cùng Tiểu Vương Tử lấy nhau vào ngày mai, chỉ cần có thể bình yên sống với nhau qua ngày đối với Trích Tinh đã đủ. Tối đó nhớ lại những lời Trích Tinh nói, Cự Nghiêu lại suy nghĩ có phải bản thân đã quá ích kỷ ép cô ấy đi vào con đường này hay không. Mặc dù biết trái tim của Trích Tinh khó có thể đặt gần mình, nhưng Xuyên Vương vẫn khao khát muốn thử. Ngay lúc này thuộc hạ truyền tin đến nơi Sở Quỳ đã nhốt Bột Vương vào đại lao, ngày mai tiến hành ban chết. Ngày nàng thành hôn cũng chính là ngày chàng phải đối mặt với cái chết, Lang Tử và Tinh Nhi liệu có thể ở bên nhau một lần nữa hay không. Nhưng hiện tại người khó chịu trong lòng không chỉ có mỗi mình Trích Tinh và Bột Vương, Cự Nghiêu đang rất dằn vặt không biết có nên nói tất cả mọi chuyện cho Trích Tinh biết hay không. Cuối cùng trước khi bái đường, Cự Nghiêu đã nói với Trích Tinh rằng mật thám hôm qua truyền tin về nói rằng hôm nay là ngày Bột Vương bị xử tử. Tưởng chừng Trích Tinh sẽ dao động, nhưng cô lại nói tuy không thể tự tay giết chết kẻ thù hại cha mẹ mình, nhưng hắn chết là chuyện xứng đáng, Cự Nghiêu cần gì phải nói những chuyện này với mình. Hơn nữa khoảng thời gian qua những chuyện mà chàng làm cho cô không xứng để cô ở bên cạnh anh một đời hay sao? Đối với cô những ngày tháng trước mắt chỉ cần có Cự Nghiêu đồng hành cùng mình là đủ, Cự Nghiêu vui mừng hứa sẽ dùng cuộc đời mình để bảo vệ, yêu thương và khiến nàng phải hạnh phúc. Cùng lúc đó sau khi được Doãn Vương cho biết tin Trích Tinh đã thành thân cùng Tiểu Xuyên Vương, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ cho nàng, cũng yên tâm mà ra đi. Ngay khi ngọn đuốc được châm lên trời bỗng nổi sấm chớp, mưa ầm ầm như chút nước nên không có cách nào châm lửa. Cộng thêm việc đê điều bị vỡ, Diêu Cơ liền nói đó đều là những dấu hiệu chứng tỏ ông trời không đồng ý để Diêu Cơ chết. Chỉ cần cô ấy rót vài lời bên tai Hoàng thượng là đã có thể khiến ông ấy tha cho Bột Vương một con đường sống, tuy nhiên tội phản nghịch không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Hoàng thượng ra lệnh cho Doãn Vương đưa Bột Vương đến Kiềm Nô doanh cả đời làm nô lệ, khi đó ở nước Tấn cũng nhận được tin tức này. Cự Nghiêu còn đang khó chịu trong lòng vì chàng biết mặc dù là phu thuê nhưng có thể cả đời này cũng không có được trái tim của Trích Tinh. Miễn cưỡng đi vào phòng tân hôn nói cho Trích Tinh biết tình hình hiện tại của Bột Vương, Trích Tinh lại nói là mình không quan tâm rồi cùng Tiểu Vương Tử uống rượu giao bôi. Đêm đó tuy Cự Nghiêu không hề muốn làm gì Trích Tinh nhưng tại sao cô vẫn thấy trong lòng mình rất khó chịu, cùng lúc đó Bột Vương cũng đã tỉnh lại. Diêu Cơ mang đến cho anh một lọ thuốc, còn nói nơi mà anh sắp phải đối mặt chính là địa ngục trần gian Kiềm Nô Doanh. Nơi đó đều là những tướng quân, binh lính mà khi xưa họ bị Bột Vương và Sở Quỳ giáng xuống làm nô lệ, vì vậy Bột Vương phải hết sức cẩn thận. Bột Vương vẫn luôn không hiểu tại sao Diêu Cơ lịa giúp mình vào lúc này, bởi vì cô đã phải lòng anh từ những giây phút khi hai người họ được bệ hạ cùng nhau huấn luyện nhưng cô ấy không muốn nói ra. Phía bên này, Cự Nghiêu, Tấn Vương cùng các vị tướng quân đang bàn bạc đối sách đối đầu với số quân Dương còn lại đang rút ở một nơi cách nước Tấn không xa. Cự Nghiêu đưa ra một ý kiến, họ cần tìm một người hiểu rõ quân địch nhất để có thể đánh trận này, mà người đó không ai khác chính là Bột Vương. Trích Tinh đứng bên ngoài nghe được liền không đồng ý với ý kiến của Cự Nghiêu, cô nói họ không thể hợp tác cùng hạng người độc ác như vậy được. Chuyện này chẳng khác nào là ngồi trên cọp, nhưng Tấn Vương lại có suy nghĩ khác. Bột Vương xưa nay chính trực ngay thẳng, có tài cầm binh khiến ai nghe cũng phải nể phục. Nay lại vì huynh đệ mà bị tên cẩu tặc Sở Quỳ hại thê thảm, nếu Tấn Vương có thể khoan dung đi cứu hắn về đây liền có thể khiến bá tánh cảm phục họ vì tấm lòng nhân nghĩa. Không vòng vo nữa, Tấn Vương lệnh cho Trích Tinh và Cự Nghiêu ngày mai xuất phát đến Kiềm Nô danh tìm cách cứu Bột Vương ra khỏi đó. Khi quay về, Trích Tinh đã muốn hỏi tại sao Cự Nghiêu lại muốn cứu Bột Vương cho bằng được. Chàng nói tuy rằng không ưa gì tên đó, nhưng hiện tại chiến sự gặp bế tắc, nếu càng đánh thì sẽ càng khiến nhiều binh sĩ phải bỏ mạng oan uổng hơn nữa. Chi bằng cứu một người nhưng lại có thể khiến rất nhiều bá tánh có được bình yên hạnh phúc. Cảm thấy tấm lòng của Cự Nghiêu và Tấn Vương thật bao la rộng lớn, Trích Tinh tự thấy mình ích kỷ. Dựa vào lòng Cự Nghiêu mà thủ thỉ, ta chỉ sợ một khi cứu Bột Vương ra thì chàng phải chịu những lời gièm pha của người đời. Cự Nghiêu an ủi Trích Tinh rằng mình không sao đâu, đợi khi thiên hạ thái bình chàng sẽ đưa cô và Truy Nhật đi năm châu bốn bể sống một cuộc sống an lạc. Nói rồi cả hai ôm lấy nhau, ước gì Trích Tinh của mình có thể hạnh phúc như này là được rồi. Mà cuộc sống ở Kiềm Nô danh của Bột Vương chẳng khá là mấy, mọi người khi thấy hắn là cứ muốn đánh vì tội lỗi mà Sở Quỳ và hắn đã gây ra bao nhiêu năm nay. Vậy mà Bột Vương không một lần đánh trả, tên trưởng ngục lúc bấy giờ mới đem thuốc đến, còn bắt phạt những người khác cả đêm không được vào chỗ ngủ khiến mọi người càng thêm oán hận. Mặt khác, Cự Nghiêu và Trích Tinh cũng đã đến khá gần Kiềm Nô danh, nhưng nơi này luôn được canh phòng nghiêm ngặt, muốn vào được đó phải tìm thấy người tên là Triệu Lục Gia. Tên này coi tiền như mạng, chỉ cần có tiền hắn sẽ dẫn họ đi bất cứ đâu. Ngoài ra họ còn biết tên này không ngờ lại là một tiểu đệ, hắn là con của Triệu Cửu. Triệu Cửu này từng là hộ vệ của Bột Quân, sau đó làm trái lệnh của Bột Vương nên mới bị đày đến Kiềm Nô danh. Chỉ cần bắt được điểm yếu này là có thể uy hiếp Triệu Lục Gia đưa họ đến Kiềm Nô danh. Khi Trích Tinh và Cự Nghiêu đứng quan sát từ xa đã thấy Bột Vương ở nơi này làm việc cực khổ, còn bị người ta bắt ép in sắt nóng vào người vô cùng đáng thương. Tối đó Triệu Lục Giả đã cho Trích Tinh và Cự Nghiêu giả làm họ hàng xa của mình đến làm giúp một số việc mới có thể lẻn vào Kiềm Nô doanh. Trích Tinh thuận lợi đến được nhà củi, khuyên Bột Vương có thể quy hàng nước Tấn góp chút sức lực bảo vệ bá tánh thiên hạ. Tuy nhiên cho dù nói thế nào Bột Vương vẫn là từ chối và đuổi Trích Tinh đi. Thời gian cấp bách nên Trích Tinh chỉ có thể để lại pháo hiệu và thuốc trị thương, nếu Bột Vương thay đổi ý định thì chỉ cần bắn pháo họ lập tức xuất hiện cứu anh. Khi quay về nơi ở của Triệu Lục Giả, Trích Tinh và Cự Nghiêu bị tiểu đệ này giận dỗi vì đã không nói trước rằng họ đến là để cứu Bột Vương.
Đối với cậu Bột Vương là tên áp bá đáng bị trừng trị mà không ai được cứu hắn, sau một hồi thuyết phục không được Trích Tinh và Cự Nghiêu còn bị đuổi ra ngoài. Sáng hôm sau khi Triệu Lục Giả đến Kiềm Nô Doanh thì lại thấy một đại thúc của mình bị Chiến Lang cắn chết. Mọi người đều cho rằng Bột Vương bất mãn chuyện bị đánh nên mới hại người thành thế này, Triệu Lục Giả không nhìn nổi nữa liền muốn báo có chuyện này cho ngục trưởng. Không ngờ khi đi theo tên này mới biết hắn và nhị điện hạ làm những chuyện này là muốn vu oan giá họa cho Bột Vương để mọi người tức giận đánh hắn đến chết. Ngay khi các chiến nô muốn giết Bột Vương thì nhị điện hạ hay tin Diêu Cơ đang trên đường đưa Doãn Vương Phi đến. Tên này yêu thê tử đến chết đi sống lại nên không thể để nàng biết được những chuyện mà mình làm nên trực tiếp cho mọi thứ dừng lại. Mà Diêu Cơ làm vậy một là có thể cứu Bột Vương, hai là có thể dễ dàng chiếm được lòng tin của Doãn điện hạ. Tối đó mọi người bàn bạc về những chuyện xảy ra và một số người tin rằng Bột Vương không phải hung thủ giết Lý Cường. Hiện tại họ chỉ là những quân cờ mãi mãi sống tại Kiềm Nô Doanh như địa ngục thì có thể nghĩ gì đến việc thoát ra mà trả thù chứ. Đột nhiên Bột Vương quay lại hỏi họ có bằng lòng cược một ván cùng mình thoát khỏi đây không, anh nói phía sau mình còn có hoàng nữ và nước Tấn. Chỉ cần họ bằng lòng hắn sẽ giúp từng người ở đây được thoát ra ngoài, họ còn gì để mất nữa đâu, làm liều thì ăn nhiều mà. Sáng hôm sau một người đến trại của ngục trưởng báo cáo hắn Bột Vương đang dẫn đầu một đám người có ý muốn trộm thuốc nổ. Đợi sau khi tên ngục trưởng ngu đần tự kiểm tra số thuốc nổ vẫn còn thì đã bị thấy được nơi cất giấu. Để tiện cho người phía trong hành động mang thuốc nổ ra bên ngoài thì Bột Vương cho thêm một người gây chuyện ở trước trại. Tối đó mượn cơ hội đốt giấy tiền vàng bạc cho người huynh đệ đã khuất để đốt lửa báo hiệu cho Trích Tinh và Cự Nghêu bên ngoài hỗ trợ. Sáng hôm sau nhân lúc tên trưởng ngục không chú ý, mọi người đều dùng thuốc nổ làm náo loạn Kiềm Nô Doanh. Cự Nghêu bên ngoài nhờ vậy mà có thể xông vào bên trong hỗ trợ đưa mọi người ra ngoài, chạy chưa được bao lâu thì cửu gia bị bọn chúng bắn chết. Bột Vương chỉ có thể đưa Triệu Lục gia tiếp tục chạy về nước Tấn, giữa đường một trận động đất sụp đổ ngăn chặn tên ngục trưởng tiếp tục đuổi theo. Hóa ra người làm chuyện này vậy mà lại là Trích Tinh, sau đó tất cả mọi người đều an toàn chạy về nước Tấn. Ngày hôm sau Bột Vương đã đến cầu kiến Tấn Vương, anh cũng nói rõ mục đích hợp tác của mình lần này là lấy chiến để hòa, mọi chuyện bạo chính đều là do Sở Quỳ gây ra. Tứ điện hạ lại không liên quan gì, Bột Vương tin nếu sau này nước Dương do Tứ đệ kế vị chắc chắn có thể chung sống hòa bình với nước Tấn. Biết được nỗi khổ trong lòng Bột Vương, Tấn Vương cũng hứa chỉ cần Sở Quỳ chấm dứt bạo chính thì cuộc chiến này sẽ đến hồi kết trở thành đôi bên cùng chung sống hòa bình. Đến đây cả hai đều hiểu rõ tấm lòng của đối phương vốn không độc ác như lời đồn. Tối đó Cự Nghêu làm nũng muốn Trích Tinh thôi việc chính sự để cùng mình ăn bữa cơm nhưng cô lại liên tục đuổi khéo Cự Nghêu. Anh chàng buồn bã quay người rời đi, trước khi đi Trích Tinh không quên nhắc Cự Nghêu nhớ uống trà mà mình pha cho chàng đó. Phía bên này Sở Quỳ ngay sau khi biết tin ở Kiềm Nô Doanh vô cùng tức giận muốn Diêu Cơ tìm mọi cách để ông ta lấy lại được sức khỏe tiếp tục chinh chiến. Diêu Cơ đề xuất một cách đó chính là làm lễ hiến tế ở nơi dồi dào linh khí nhất. Nơi này chính là rừng trường sinh của Ngật Đạn. Hơn nữa nếu có thể thì Sở Quỳ hãy lấy vật tế là đám dạ sát của Bột Vương. Tên Sở Quỳ nghe xong lập tức đồng ý. Sau khi Diêu Cơ rời đi, hắn đó hỏi tên thái giám bên cạnh mình nhiều năm có đồng ý tuẫn táng cùng ông ta hay không. Tên thái giám ngoài mặt tỏ vẻ vui mừng nhưng trong lòng vô cùng lo sợ. Phía bên này khi Trích Tinh đi dạo ở thôn của gia đình những binh sĩ đã mất kia thì vô tình nghe được tin Triệu Lục Giả vì gỡ bẫy thú giúp Lang Tử nên đã mắc bẫy. Trích Tinh vội vã cho người đi tìm lá thuốc nhưng không thấy chúng đâu. Cự Nghêu và Bột Vương biết tin cũng vội vã chạy đến. Bột Vương đến thứ thuốc mà Trích Tinh cần, còn cùng Bột Vương ăn ý gỡ bẫy sắt. Nhìn thấy sự tâm đầu ý hợp này của Trích Tinh và Bột Vương, Cự Nghêu trong lòng khó chịu muốn nói ra sự thật Bột Vương không phải hung thủ giết cả nhà Trích Tinh thì lại bị Bột Vương ngăn cản. Trích Tinh cứ đinh ninh Bột Vương là kẻ thù giết cha nên bằng bất cứ giá nào cũng quyết không nghe. Ngày hôm đó Doãn Vương lại phát hiện tên công công bên cạnh hoàng thượng lại đi tìm người có tướng mạo giống mình để tuẫn táng cùng bệ hạ. Bởi hắn là người tham sống sợ chết nên Doãn Vương có thể nắm bắt điểm yếu này để hắn giúp mình làm một vài việc. Tối đó Diêu Cơ đã tìm đến nói kế hoạch của mình cho Bột Vương biết, còn nói Bột Vương hãy chuẩn bị khởi hành đến rừng Trường Sinh ở Ngật Đạn để cứu dạ sát. Lúc này ở Ngật Đạn, công chúa Bảo Na nhận tin tên Doãn Vương đến Ngật Đạn có ý đồ gì đó với Vương Huynh của mình nên mới khởi hành ngay trong đêm đến nước Tấn báo cho Cự Nghêu và Trích Tinh được biết. Hơn nữa khi này Bột Vương cũng chạy vào nói ngày mai anh muốn đến rừng Trường Sinh để cứu dạ sát, Diêu Cơ đã nói cho mình biết tất cả. Cự Nghêu và Trích Tinh cũng không ngăn cản, bọn họ quyết tâm phải đi được về được. Cùng lúc đó ở doanh trại của Sở Quỳ, Diêu Cơ vô tình phát hiện Trương Cẩm Công công lén bỏ thuộc cho hoàng thượng. Đến khi bắt tên này đến thì hắn khai ra người đứng sau giật dây mình là nhị thế tử, nhưng Sở Quỳ không tin muốn giết Trương Cẩm. Cùng lúc đó Trích Tinh và Cự Nghêu kịp thời chạy đến ngăn cản hành động của Sở Hữu Khuê, nhưng Ngật Đạn Vương có vẻ không vui nên chẳng muốn gặp ai cả. Tối đến khi Sở Quỳ đang mơ màng thì nhìn thấy bóng dáng của Bột Vương, anh đến đây là muốn thỉnh tội với phụ hoàng, ơn nuôi dưỡng của ông ấy vẫn không thể không công nhận. Tuy nhiên Bột Vương không thể để Sở Hữu Khuê mưu hại tứ đệ, càng không thể để những người bên cạnh mình gặp nguy hiểm. Sở Quỳ hiện tại bất lực không thể làm gì khác. Sáng hôm sau nhị điện hạ cầu xin Sở Quỳ cho mình cùng Diêu Cơ đến rừng Trường Sinh để đảm bảo Bột Vương không thể cướp người từ tay họ. Sau khi tận mắt chứng kiến Diêu Cơ lấy mạng của đám người này thì mới yên tâm rời đi. Lúc này Bột Vương cũng đã đến nơi để cứu dạ sát, tuy nhiên dù có gọi thế nào thì Văn Viễn cũng không thể tỉnh.
Hóa ra trước đó nhị điện hạ sinh nghi bọn họ sẽ không chết nên trước đó đã ép ba người bọn họ uống một loại thuốc độc. Tuy nhiên Văn Viễn đã đưa thuốc giải mà bản thân chế được cho hai người họ uống rồi. Bột Vương hỏi có phải là thuốc hắn giấu bên mình không? Sau khi xác nhận là đúng thì mới tá hỏa, bởi loại thuốc này tuy có thể chữa bách bệnh nhưng chỉ cần người bệnh không thể đả thông kinh mạch thì cũng không có tác dụng. Mà đối với người đã bị đứt kinh mạch như Văn Viễn thì điều này càng khó, vì vậy hắn mới không thể sống nổi. Sau khi đi được một đoạn, nhị điện hạ mới không an tâm liền muốn quay trở về đó kiểm tra, không ngờ giữa đường đã bị Trích Tinh chặn lại. Hắn cho người đuổi theo Trích Tinh vào tận rừng, đúng lúc nguy cấp Bột Vương đã xuất hiện đỡ cho cô một mũi tên. Khi cả hai lâm vào thế bị động, Cự Nghêu lao đến tiếp sức. Cho dù là vậy, nhị điện hạ vốn chẳng muốn họ sống sót. Công chúa Bảo Na từ đâu xuất hiện tự cầm dao kề cổ mình uy hiếp Doãn Vương rút quân, nếu không khi cô chết ở đây thì không chỉ Sở Quỳ mà ngay cả hắn cũng không sống nổi. Nhị điện hạ không còn cách nào đành rút lui. Sau khi quay về, mặc dù lo lắng cho Bột Vương nhưng Trích Tinh mang nặng mối thù trong lòng không thể hiện ra được sự quan tâm lo lắng cho chàng, càng không thể đến bên cạnh chàng an ủi. Nhìn thấy một Trích Tinh máu lạnh vô tình như thế, Cự Nghiêu không đành lòng đành nói ra hết sự thật. Trận chiến ở thành Bá Tương tất cả mọi thứ đều do Bột Vương sắp xếp nên họ mới có thể dễ dàng chiến thắng đến như vậy. Hơn nữa ngày hôm đó ở Mã Phủ, Bột Vương cũng không phải là người giết cha cô, mọi thứ mà huynh ấy nợ cô đều trả hết ở thành Bá Tương rồi. Cự Nghiêu muốn Trích Tinh hãy rời xa mình đến bên cạnh Bột Vương để có được hạnh phúc đi. Người sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình vì cô chắc chắn sẽ là người làm cô hạnh phúc. Sau khi quay về thành Thái Nguyên, Cự Nghiêu sẽ ngay lập tức bãi bỏ hôn ước giữa họ. Trích Tinh đi đến ngồi bên cạnh Bột Vương, an ủi chàng hãy nguôi ngoai nỗi đau mất đi huynh đệ. Từ này Mạc Tiêu Hải Điệp và cô ấy sẽ thay nhau chăm sóc bầu bạn với Bột Vương. Tuy vậy Bột Vương vẫn cự tuyệt tình cảm của Trích Tinh, từ chối cho cô hy vọng. Không chỉ hai người này, vẫn còn một người giả vờ làm anh hùng nhưng trong lòng lại rất đau. Cự Nghiêu ngồi một mình ngắm sao được công chúa Bảo Na ngồi bên cạnh tâm sự. Họ nói chuyện trên trời dưới đất, nói về tình cảm của Cự Nghiêu với Trích Tinh, Bảo Na vậy mà lại bị người đàn ông trước mặt hớp hồn bởi tính cách của mình. Ngày hôm sau khi Diêu Cơ đến chỗ ở của Bột Vương để nói về tình hình ở kinh thành lúc này thì lại phát hiện Bột Vương bị chảy máu đen. Có thể nói lúc trước vì để kiểm soát công cụ Bột Vương nên ông ta đã uy hiếp anh uống một loại thuốc độc, loại này bây giờ lại phát tác khiến người ta đau đớn sống không bằng chết. Bột Vương không chịu nghe Diêu Cơ dưỡng thương, 4 ngày sau muốn một mình vào thành để chiến đấu với nhị điện hạ. Không còn cách nào khác, Diêu Cơ chỉ có thể đánh ngất anh tạm thời để giữ chân Bột Vương. Khi cô đau lòng ôm Bột Vương trong tay thì không ngờ Trích Tinh lại nhìn thấy. Cũng không muốn giấu giếm nên Diêu Cơ nói ra hết tình trạng sức khỏe của Bột Vương. Mong rằng khoảng thời gian còn lại của huynh ấy Trích Tinh có thể ở bên cạnh chăm sóc. Trích Tinh đồng ý và cũng cảm ơn Diêu Cơ vì đã nói cho mình biết những lời này. Sáng hôm sau khi Bột Vương tỉnh dậy đã thấy nhà cửa được dọn dẹp ngăn nắp, cơm trên bàn nóng hổi vừa thổi vừa ăn, quần áo chăn màn tất cả đều tươm tất. Tưởng là ai, hóa ra lại là Trích Tinh làm những điều đó. Ban đầu vốn dĩ Bột Vương muốn đuổi cô đi nhưng lại không nỡ vì nghe cô nói mình không muốn đi thêm một người quan trọng với mình. Cả hai người đều đang tổn phí thời gian của mình, tại sao họ không yêu nhau một cách mãnh liệt không màng tất cả? Giống như lời bài hát sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia nhở, yêu trước đã muộn phiền tính sau. Anh chị mà yêu nhau thì thời khắc con dân nhận cơm chó cũng đã đến, nàng nấu ăn còn chàng thì nhìn, mà chàng ăn thì nàng nhìn, cuộc sống bình dị hạnh phúc biết mấy. Tối hôm đó Trích Tinh làm xảo quả để ăn mừng thất tịch cùng Bột Vương. Nàng đeo sợi chỉ đỏ giữa họ vào hai ngón tay út, nhưng Bột Vương thắt cho ngài ấy là nút rút, còn đối với Trích Tinh lại là nút mở. Thì ra Bột Vương muốn nếu có một ngày anh không qua khỏi thì mong cô có thể nhẹ nhàng quên đi mình, nhưng Bột Vương cả đời chỉ cần mỗi mình Trích Tinh là đủ. Trích Tinh tự rút nút dây đỏ trong tay mình thành nút thắt nốt, cô cũng không muốn từ bỏ Bột Vương, dù cho có xảy ra chuyện gì họ cũng vẫn phải cùng nhau đối mặt. Tối đó ở kinh thành, Doãn Vương làm loạn cho quân bắt tứ điện hạ, hơn nữa còn giết hại Sở Quỳ âm mưu đoạt ngôi. Thuộc hạ của Diêu Cơ đi nghe ngóng tình hình báo hại cũng bị bắt. Bởi nhị điện hạ cho rằng hắn đang cấu kết với Bột Vương. Đối với các quần thần trong triều cũng bị hắn lấy tội danh là cấu kết với tứ điện hạ mang mưu đồ tạo phản nên cũng bị bắt nốt. Bên ngoài thành lúc này sau một đêm sống chết với người của Doãn Vương mà Diêu Cơ may mắn sống sót. Phía bên này Trích Tinh, Bột Vương cùng các vị thế tử, Tấn Vương và tướng quân bàn bạc chiến sự đánh nhanh thắng nhanh chiếm thành Minh Châu làm bàn đạp để đánh thẳng vào Tố Vương phủ bắt sống nhị điện hạ. Cùng lúc đó tiểu công chúa Bảo Na của chúng ta vì quá mệ Cự Nghiêu nên đã lén lút đi theo đến thành Thái Nguyên, còn xin gia nhập vào đội quân của ngài ấy. Tuy vác có cây cờ cũng không nổi nhưng những việc nặng nhọc như chăn ngựa giặt giũ quần áo Bảo Na vẫn làm được, cô rất chăm chỉ và được việc. Sau khi Cự Nghiêu biết tin cũng buồn cười đến nỗi bất lực, một tiểu thư cành vàng lá ngọc như vậy lại chạy đến doanh trại nước Tấn làm công việc chăm sóc ngựa giặt quần áo. Cự Nghiêu đi đến chỗ Bột Vương muốn họ liên lạc với Ngật Đạn để đưa công chúa về. Bột Vương cũng ngầm hiểu được tình thế của công chúa, nên xem ra lần này cô ấy không tùy hứng đến đây là do đến vì một người nào đó rồi. Khi Cự Nghiêu rời đi thì Diêu Cơ mình đầy thương tích đến báo tin cho Bột Vương về mọi chuyện xảy ra. Lúc bấy giờ Bột Vương tức tốc đến tìm Tấn Vương để có thể tự mình đến cứu tứ điện hạ. Trích Tinh vì lo lắng cho an nguy của Bột Vương cộng với việc sức khỏe của chàng đang rất yếu nên muốn Tấn Vương nhốt chàng lại tránh chàng tự ý hành động. Tối đó Cự Nghiêu cũng lớn tiếng nói những lời cố ý tổn thương Bảo Na công chúa.
Anh biết cô ấy tốt với mình nhưng hiện nay chiến trường đầy máu tanh sao có thể để cô ấy ở lại gặp nguy hiểm được chứ? Sáng hôm sau, Trích Tinh một mình đến cầu kiến Tấn Vương. Cô ấy nói mình đã có cách chữa bệnh cho Bột Vương cũng như tìm được cách đánh không tổn hại một binh một tốt. Tuy nhiên việc này vẫn đang chuẩn bị nên Tấn Vương không cần lo lắng. Cô ấy vẫn còn tâm nguyện cuối muốn nói với Tấn Vương, đó chính là sau khi thống nhất thiên hạ, Tấn Vương phải giữ vững hoàng vị, cho con dân cuộc sống ấm no hạnh phúc. Muôn dân bá tính đều an lành hạnh phúc, đương nhiên chuyện này cũng chính là điều Tấn Vương mong muốn nên không cần Trích Tinh nói ông ấy cũng sẽ tự mình làm được. Cự Nghiêu lại thấy Trích Tinh có gì đó rất lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bởi anh tìm thấy được một mật đạo thông vào Tố Vương phủ để giải cứu Tứ Điện Hạ nhưng lại không nói cho ai biết vì sợ bị ngăn cản. Ngày hôm sau, Trích Tinh mặc một bộ đồ tân nương thật đẹp, tổ chức một bàn tiệc nhỏ mời Bột Vương đến cùng mình chung vui. Nàng hỏi chàng có trách cô không, nhưng cho dù Trích Tinh có moi tim Bột Vương hắn cũng không oán hận nửa lời. Trích Tinh tiếp đó nói hết những tình cảm mà từ trước tới nay đều ôm trong lòng cho Bột Vương biết. Sau cùng lại bôi một lớp thuốc son trên môi hỏi Bột Vương có đẹp hay không, chàng không nói chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn chứng tỏ đáp án. Lúc này Trích Tinh mới nói xin lỗi Bột Vương, trên son môi của cô vừa là thuốc trị bệnh cho Bột Vương vừa là thuốc mê khiến chàng bất tỉnh. Cô chỉ có thể làm một việc cuối cùng cho chàng mà thôi, đợi đến khi chàng tỉnh lại thì sẽ thấy tứ đệ của mình đã quay trở về bên cạnh. Sau khi từ biệt Bột Vương thì Trích Tinh đã cùng Diêu Cơ một mình đến Tố Vương phủ. Người bên trong bẩm báo với Nhị Điện Hạ rằng Trích Tinh nói Điện Hạ hiện như ngọn đèn trước gió, đối với một hoàng nữ như cô ấy Nhị Điện Hạ nắm trong tay càng có giá trị hơn. Nhị Điện Hạ lệnh cho mở cổng thành nhưng chỉ để một mình Trích Tinh được vào. Cùng lúc đó Bột Vương tỉnh lại đọc được lá thư Trích Tinh viết cho mình bảo chàng đừng nên đuổi theo. Bột Vương không nghe chạy nhanh nhất có thể trước khi tòa thành kịp đóng để sống chết cùng Trích Tinh. Trích Tinh bên này một mình địch trăm quân, có thể nói từ một tinh nhi hồn nhiên đáng yêu nay trở thành một mã Trích Tinh dũng cảm mạnh mẽ dám làm mọi chuyện để bảo vệ những người mình yêu thương. Bột Vương bên này leo lên đến đài lại bị quân binh ngăn cản. Bột Vương đùng đùng sát khí nói hôm nay mình đến cứu người không phải đến gây chuyện, may sao tất cả bọn họ đều là người trong Bột quân nên lập tức nhường đường để Bột Vương đi. Trích Tinh lúc này đã hạ được hết các tướng sĩ nhưng cô cũng kiệt sức đi rất nhiều, Nhị Điện Hạ chỉ bằng một kiếm đã có thể khiến cô chỉ còn lại chút hơi tàn. Đến khi Bột Vương chạy đến thì Trích Tinh đã không chống cự được rồi, anh tức giận dùng một lưỡi kiếm cắm chết tên Nhị Điện Hạ. Cự Nghiêu phía bên này cũng vừa lẻn vào nhưng nhìn thấy Trích Tinh thì người chết lặng không thể đứng dậy được nữa, sau đó Bột Vương đau đớn ôm Trích Tinh rời đi. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, không lâu sau đó Tứ Điện Hạ được Bột quân phò tá đăng cơ nhưng ngài ấy không đồng ý quyết định nhường quyền lực lại cho Tấn Vương. Tấn Vương cảm kích trước tấm lòng nghĩ cho đại cục như Tứ Điện Hạ nên rất vui vẻ tiếp đón còn bảo nơi đây mãi là nhà của cậu. Tình cảm của Cự Nghiêu và Bảo Na sau đó ngày càng tốt, cuối cùng cũng có người cùng Cự Nghiêu giao du tứ hải, phiêu du đây đó, hai người như hình với bóng bên nhau không rời. Còn Mạc Tiêu và Hải Điệp sau đó đã thành thân, họ còn nhận nuôi rất nhiều cô nhi, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ giúp người của Văn Viễn. Diêu Cơ thì đã không còn làm việc cho triều đình, mà chuyển về một vùng quê nghiên cứu chữa bệnh giúp đời giúp người. Duy chỉ có mỗi Bột Vương và Trích Tinh từ lúc rời thành Tố Vương đến nay vẫn không có tung tích. Tuy không ai biết họ ở đâu nhưng người ta đều nhớ đến câu chuyện giữa Lang Tử và Tinh Nhi ngày đó. Mong rằng ở một nơi nào đó Trích Tinh và Bột Vương vẫn có thể đang cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi. Bộ phim đến đây là hết rồi, nếu các bạn thấy hay thì hãy theo dõi chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau.